Đúng vậy, ta cần thanh phỏng chế ma long nhận cùng hai tấm phá giới phủ còn lại của hướng đạo hữu. Linh lung cười dài nói, chương 1067, phong linh đại pháp. Nghe Linh lung nói như vậy, hướng chi lễ trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Mà thi sát trên mặt lại hiện một tia do dự, nhưng cuối cùng cắn cũng răng một cái, gật đầu. Thanh ma long huyết nhận tuy chân quý, nhưng so với việc tiến nhập linh giới thì thi sát tự nhiên rõ nên giữ hay bỏ rồi. Một lát sau, hai tấm thổ hoàng sắc phù lục thần bí cùng một thanh huyết nhận dài chừng nửa thước xuất hiện trong tay linh lung. Nữ tử này một tay kiểm tra cẩn thận phù lục, đồng thời tay kia nắm lấy huyết nhận thưởng thức một chút. Huyết quang sau một lúc chấp động, nàng thập phần mãn ý, bèn hướng về hướng chi lễ nói. Trong thiên hạ có thể liên thông thượng hạ lưỡng giới, ngoài nghịch linh thông đạo, kỳ thật trong nhân giới còn tồn tại một số ít các tiết điểm không gian trời sinh bạc nhược. Bề mặt không gian tại các tiết điểm này yếu hơn so với nơi khác, thậm chí có những điểm trở thành những vết nứt không gian giữa hai giới chỉ cần có ngoại lực đủ lớn là có thể tạo ra một thông đạo đi qua linh giới năm xưa ma giới xâm nhập nhân giới cũng chính là nhờ khám phá được một tiết điểm giữa nhân giới và ma giới nếu không cho dù cổ ma thần thông quảng đại cũng đâu có dễ dàng đến đây như vậy tiết điểm hướng chi lễ thì thào những người khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ trầm ngâm đương nhiên thiên hạ này to lớn như thế các tiết điểm đâu phải tìm dễ dàng nghĩ lại các cổ tu truy tìm khắp thiên hạ, bất quá cũng chỉ tìm được hơn 10 chỗ. Mà các tiết điểm này có nơi cố định, có nơi lại tùy thời thay đổi vị trí. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, không gian tại các tiết điểm đều vô cùng bất ổn, nên tùy thời có thể sụp đổ, cũng tùy thời có thể tái hiện. Cho nên việc đả thông một con đường là cực kỳ nguy hiểm, hơn xa so với nghịch linh thông đạo. Nhưng thông qua chúng nguy hiểm nhất không phải là cách giới lực, mà chính là không gian phong bạo sinh ra bởi không gian bất đồng. Một khi bị cuốn vào trong đó, ngay cả đại thần thông cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, điều lo lắng để tính sau, hiện giờ điều tối trọng yếu là tìm ra chuẩn xác vị trí các tiết điểm. Tuy ta còn nhớ rõ vị trí một vài chỗ, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hơn phân nửa các tiết điểm nếu không biến mất thì cũng đã sụp đổ rồi. Tiết điểm mới còn cần chính các ngươi đi tìm, đương nhiên, ta sẽ đem vị trí các tiết điểm khi xưa cùng các quy luật và phương pháp tìm kiếm nói cho nhị vị biết. Linh lung nhàn nhạt nói, vậy làm phiền vương phi. Thi Hùng cùng hướng chi lễ mừng rỡ, xuất ra một cái ngọc giản chống giao cho ngân phát nữ tử. Linh lung sau khi phục chế tư liệu liền giao trả ngọc giản cho hai người. Lâm Ngân Bình đứng một bên nhìn thèm thuồng, nhưng cũng không dám lại cầu xin. Tốt lắm, tất cả những gì cần thiết đã giao cho các ngươi. Lấy mức độ lịch duyệt của các ngươi ắt cũng phân biệt đâu là thật giả, bây giờ bản phi phải trở về để cử tầng không gian. Các ngươi nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất là nên sớm rời khỏi nơi đây. Ta cũng không dám cam đoan tên cổ ma kia có nhân cơ hội chạy rời khỏi không gian để đến đây hay không." Lung Linh nói, hướng chi lễ cùng thi hùng nghe ngôn ngữ đuổi khách như thế, sau khi nói vài câu khách sáo, lập tức độn quang rời đi. Bên kia, Lâm Ngân Bình liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, trầm mặc không lên tiếng rồi cũng hóa thành một đoàn ngân quang đi mất. Trong lúc này, chỉ còn có Hàn Lập cùng nữ tử ở lại trong đại sảnh. Hàn Lập hai mắt híp lại nhìn nữ tử không chấp, thần sắc lãnh đạm nàng này lại nhìn ra cửa đại sảnh, ánh mắt chấp động không ngừng. Một lát sau, ngân phát nữ tử thở vào một cái. Hai người này coi như thức thời không để lại thần niệm dò xét. Hiện có thể lấy thiên tinh bia ra rồi. Nàng nói xong, quay đầu nhìn thẳng Hàn Lập, người xác định trong tay ta chắc chắn là thiên tinh bia. Hàn Lập thầm thở dài, nhạt trả lời, nếu không phải là thiên tinh bia mới lạ, đừng quên, lúc trước nguyên thần của ta chính là khí linh của ngươi, cũng đồng dạng thấy được thượng cổ văn tự trên tinh bia lúc này chỉ cần ngươi trợ giúp ta lấy lại được thân thể, tiểu đỉnh trong tay ngươi bản phi cũng không hề đếm xỉa, đồng thời kiện bát linh xích linh bảo cũng để cho ngươi. Thông thiên linh bảo tuy chân quý dị thường nhưng ở linh giới cũng không phải là nhất giai bảo vật. Bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái là ta tựa hồ có ấn tượng ngươi còn có một bảo vật khác trọng yếu hơn. Nhưng không thể nhớ đó là bảo vật gì, phải chăng ngươi đã động tay động chân phân thần của ta? Linh lung sau khi nói xong, ánh mắt chợt phát lạnh. Tiền bối nói dợn a, à, so thần niệm cường đại của ngài với một tu sĩ nguyên anh trung kỳ như ta, có thể động chân tay được cái gì? Hàn lập tim nhảy thình thịch, nhưng làm mặt tỉnh trả lời. Hừ, bộ dáng giả như không biết, ước hẹn khí linh của ngươi chưa có giải trừ, có một điểm liên quan trí nhớ giữa ta với ngươi rõ ràng bị phong bế. Xem ra thì cùng một kiện bảo vật khác trên người ngươi hẳn có quan hệ. Ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc bảo vật gì trong lòng của ngươi so với hư thiên đỉnh còn muốn trọng yếu hơn. Ngân phát nữ tử cười lạnh, dùng ánh mắt bất hảo đánh giá Hàn Lập. Ngươi biết vậy thì sao? Chẳng lẽ bắt tại hạ lại, ép hỏi một phen sao? Hàn Lập sắc mặt khó nhìn gắt gỏng, nhân hình khôi lỗi bên cạnh chợt nhoáng lên, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, đồng thời trên người nổi lên một tầng ngân quang nhàn nhạt. Hàn Lập trong lòng đã có quyết định, nếu ngân phát nữ tử thật sự muốn truy hỏi đến cùng chuyện cái tiểu bình, hắn sẽ mạnh mẽ thúc giục gọi khí linh ngân nguyệt ra. Bất quá còn xem xem có thể không đã, chờ đến khi ngân nguyệt thức tỉnh thì hắn có thể cũng bị chế trụ rồi dù sao thần thông cấp độ hóa thần kỳ, thật sự bây giờ hắn chưa đủ sức địch lại. Nhưng không thể để đối phương bắt giữ, phải lợi dụng tình huống đối phương hiện giờ bị bó tay bó chân không dám thương tổn trong lúc này. Ngân phát nữ tử nghe Hàn Lập phản vấn như thế, Hàn ý trên mặt nồng đậm, đôi mi thanh tú dần, dần dần dựng thẳng lên, ánh mắt ẩn hiện một tầng sát khí. Hàn Lập cảnh giác chăm chú nhìn, trong áo bào một tay chế trụ tam diễm phiến, một tay âm thầm bắt pháp quyết, đồng thời trong tay nhân hình khôi lỗi cũng ẩn hiện một tiểu cung. Hi hi, một tiếng, bỗng nhiên ngân phát nữ tử mặt mày nở rộ, phát ra tiếng cười duyên, nhưng thanh âm này lại làm cho Hàn Lập nghe cực kỳ quen thuộc. Ngân Nguyệt, là ngươi, Hàn Lập đứng ngẩn ra, có tiếng nói chủ nhân, ngài thật sự giảo hoạt, trước khi ta cùng lung mộng dung hợp liền tạm thời khởi động phong ấn ký ức về tiểu bình. Nhờ thần niệm linh lung bên trong không gian liệt phùng đã bị tổn hao nhiều, khiến cho lung mộng đang là thần thức chính không thể không lâm vào tình trạng ngủ say. Ta nhân cơ hội đoạt lấy chi khu khống chế quyền chủ đạo, đã giải khai được phong ấn này. Nếu không chỉ sợ nghe người nói dối cũng phải tin, nàng mỉm cười nói, việc phong ấn ký ức cũng nhờ người đồng ý, nếu không đâu có thoải mái đắc thủ như vậy. Đoán linh lung trước mắt đích thị là thần niệm do ngân nguyệt chủ đạo, hàn lập mừng rỡ, cả người nhất thời buông lỏng lại. Tuy ta cầm quyền chủ đạo, nhưng thần niệm lực thua xa lung linh, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hoặc việc khống chế thần niệm chi khu bị hao tổn, sẽ để cho nàng đoạt lại quyền khống chế cũng may lúc trước tuy nàng đã phát hiện chuyện phong ấn ký ức nhưng không thèm để ý nếu không loại phương pháp phong ấn đơn sơ như vậy căn bản không thể ngăn cản nếu đối phương muốn phá giải nếu chủ nhân muốn giữ lại bí mật cần phải dùng phong linh phương pháp đối với ta dưới sự phong ấn bí mật này cùng với sự phối hợp của ta ít nhiều có thể giữ kín chuyện tiểu bình vạn vô nhất thất trừ phi ta và ngươi có người gặp chuyện không may ngã xuống hoặc chính thức giải trừ thân phận khí linh nếu không cho dù là ở linh giới cũng không ngại ngân nguyệt trịnh trọng nói cũng chỉ có thể làm như vậy nhân tiện một khi ngươi lấy lại được thân thể thật có thể trở về linh giới hàn lập thu lại vẻ vui mừng trầm giọng hỏi hắn vẫn chưa đề cập đến chuyện vì sao nữ tử này chủ động giúp đỡ ta không thể không quay về linh giới nếu không chỉ nhờ lung mộng thì không thể chịu hồi nghịch linh thông đạo mà lung mộng ta cùng linh lung lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết khí linh thân phận phải chờ ngươi phi thăng linh giới ta chân chính mới có cơ hội thi triển bí thuật thoát khỏi Ngân Nguyệt trong con người hiện lên một tia dị sắc, thừa nhận. Nhất thời, Hàn Lập im lặng, trước hết chủ nhân cần thực hiện thi pháp, nếu không sẽ không kịp. Sau đó ta dùng phá giải phù, phá vỡ chướng bích này, dùng huyết nhận cuốn lấy kẻ nọ. Chủ nhân liền nhân cơ hội lẻn vào kích phát thiên tinh bia, chỉ cần chấn áp ma khí, ta sẽ dùng thần thông thôn vệ linh hồn cường ngạnh thôn vệ trở lại trong thân thể ban đầu, nếu có thể thông vệ được phân thần nguyên sát thánh tổ, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, được rồi, trước hết ta đi bố trí một cái trận pháp tạm thời, để phòng hai người kia quay lại. Hàn lập gật đầu, lật tay, nhất thời trong tay trùng điệp pháp kỳ xuất hiện, sau đó nhất nhất bắn nhanh ra bốn phía, sau một lúc chớp lóe liền mất dạng. Một tầng thanh sắc hà quang hiện ra đem non nửa đại sảnh bao lại. Ngân Nguyệt thấy vậy, không nói lời nào, ngồi yên tại chỗ. Hàn lập thân hình trở động, xuất hiện đối diện Ngân Nguyệt, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân của nàng, hắn bình tĩnh nói ta bắt đầu thi triển thi pháp đây, ngươi phải cẩn trọng một chút. Sau khi nhắc nhở, Hàn Lập hai tay bắt pháp quyết niệm chú, nhất thời vô số điểm thanh quang từ trong người phát ra, kèm theo thanh âm cổ chú ngữ. Một lát sau, thanh quang trên người Hàn Lập toát ra chói mắt, đem hai người bao vào trong, che phủ ngăn cản ánh mắt của người ngoài. Ước chừng thời gian ăn xong bữa cơm, thanh âm chú ngữ dừng lại, truyền ra tiếng thở nhẹ của Ngân Nguyệt, lập tức thanh quang chợt tắt. Thân hình hai người lộ ra lại, một thân ảnh thướt tha đang một tay đè chán, ngọc dung ẩn hiện một tia đau đớn có sao không hàn lập trong mắt ẩn chứa lo lắng hỏi không có việc gì bí thuật thực hiện thành công cho dù lung linh một lần nữa chiếm quyền điều khiển cũng vô pháp cởi bỏ phong ấn này không chỉ hoãn nữa chúng ta đi thôi không biết khi nào lung linh thức tỉnh lại vì còn phải nắm chặt thời gian tiến nhập đệ cửu tầng nữa ngân phát nữ tử lắc đầu khôi phục thần sắc thản nhiên cười với hàn lập lúc này dung mạo tươi cười của nàng như đoá tường vi kiều nhu tiên diễm dị thường Hàn lập liếc nhìn, xác định nàng thật không có vấn đề gì, không do dự nữa gật đầu. Hai người cùng đứng dậy, ngân phát nữ tử giơ tay lên, một đạo hoàng sắc phúc lộc hướng không bắn thẳng lên. Trên không trung linh quang chợt lóe, nhất thời một phiến hoàng hà bạo liệt mở ra, hiện ra một màn chắn không gian trong suốt. chương 1068, phong ấn, cùng lúc với một đạo huyết quang chảm vào chướng bích, Hàn lập vốn đã sớm xúc lực chờ phát động, một tay kích phát tam diễm phiến, ngọn lửa tam sắc cùng một đạo kiếm khí cự đại liên tiếp phóng ra. Lôi hỏa cung trong tay khôi lỗi cũng xuất ra hoa lửa đầy trời, cùng đánh vào một điểm trên trướng bích. Suốt cuộc, trướng bích sau một trận vặn vẹo, bị lực lượng cực lớn dồn ép phá tan. Một lỗ thùng khổng lồ nhất thời hiện ra, đồng thời ma khí dày đặc hội tụ lại lỗ thùng. Ngân Nguyệt kêu lên một tiếng kiều mị, thân hình hóa thành một đoàn tuyết quang bay vào trong. Hàn lập sau lưng phong lôi xí đã mở ra, hóa thành một đạo ngân hồ trong nháy mắt vọt qua lỗ thủng. Hàn lập thân hình vừa hiện ra, vô số ma khí liền quay cuồng xoắn tới, hắn nhướng mày, nguyên cương thuẫn từ trong tay áo bảo bay ra, nhoáng một cái, hóa thành một tầng quang trảo màu bạc bảo vệ hắn bên trong. Hắc sắc ma khí vừa tiếp xúc ngân sắc quang trảo, bề mặt lập tức phát ra những âm thanh ăn mòn xì, xì, làm ngân sắc linh quang trong nhất thời mở đi một phần. Tình cảnh này khiến Hàn lập cau mày, năm xưa khi hắn thâm nhập vạn trượng ma uyên, ma khí ở đó cũng không đáng sợ như bây giờ, đáng tiếc là ít tà thần lui cũng không còn nhiều, nguyên cương thuẫn biến thành phòng hộ chảo xem ra khó có thể trụ lâu được. Chỉ còn có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Hàn lập lướt nhìn ngân nguyệt, nàng này hiện đang được huyết nhận biến thành huyết quang bao phủ bên trong, ma khí xung quanh quay cuồng không ngừng nhưng vô pháp đến gần. Xem ra, việc nàng mượn thi hùng huyết nhận ắt là có đạo lý. Ngân nguyệt hô một tiếng, liền trực tiếp hướng trung tâm không gian vọt đi. Hàn lập thân hình chấp động, hướng không bay lên, độn quang dần dần tiêu thất, hành tung cũng đã được ẩn giấu. Lúc này, từ hướng tế đàn xa xa truyền đến tiếng cười duyên của Ngân Nguyệt, tiếp theo đó là vài tiếng sói chu, thanh âm băng lạnh của hắc giáp nữ tử phát ra. Hừ, ngươi còn dám quay lại, cũng tốt, sẵn dịp bản thánh tổ hảo ma hóa ngươi luôn. Tiếp theo lời này, âm thanh bạo liệt nổi lên, hàn lập tinh thần chấn động, nhất thời hướng về tế đàn âm thầm bay tới. Chỉ sau chốc lát công phu, hắn đã xuất hiện trong tầng mây thật dày, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Giờ phút này Minh Thanh Linh Mục Thần Thông được vận chuyển đến cực điểm, không bị thánh tổ phân thân cố ý ngăn cách, cho dù bị hắc sắc ma khí che phủ, hắn vẫn có thể đem tình hình bên dưới nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy tại tế đàn, có một khô lâu đen thui dài một trượng có dư, bề mặt khô lâu không ngừng cuồn cuộn phun ra một cổ ma khí, bên trong hắc hồ thể hiện thâm bất khả chắc. Phía trên hắc khô lâu, một đoàn huyết quang cùng một đoàn ô mang đan sen lấp lóe không ngừng, thỉnh thoảng phát ra từng âm thanh bạo liệt, linh áp khiến ma khí phụ cận xung quanh quay cuồng không ngừng, tựa như hai con ác long đang tranh đấu, thật là phiên giang đảo hải nhất thời chưa phân biệt được ai chiếm thượng phong hàn lập thấy ngân nguyệt chưa gặp trở ngại trong lòng hơi yên tâm đồng tử linh quang kích động hướng về phía khoảng đen nơi phụ cận truy tìm mặc dù lúc trước không gian bạo liệt đã đem thế đàn hoàn toàn phá hủy nhưng hai tòa thạch bia vốn được luyện chế từ xá linh nguyễn ngọc lấy đặc tính của loại tài liệu này hắn sẽ không dễ dàng bị hủy mà một trong hai tấm sẽ có một tấm dùng để kích phát thiên tinh bi không mất bao lâu thông qua minh thanh linh mục Hàn Lập đã phát hiện tung tích hai tấm bia đá nằm sau một đống đá vụn, trong đó có một tấm được khảm hình một bộ hài cốt bán hóa long, tấm khác còn nguyên nằm cạnh đó. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, nhìn lướt qua Hắc Mang cùng Huyết Quang vẫn còn đang tranh đấu không ngừng, vội sử dụng phương pháp thu liếm khí tức, đem hơi thở thu liếm đến cực điểm, lặng yên hạ xuống. Quá trình hạ xuống không một tiếng động, mà vật đang mải mê tranh đấu chẳng mảy may phát hiện. Chờ hai chân đứng vững trên một phiến toái thạch, Hàn Lập lật tay, xuất ra một cái ngọc như ý trên đầu xuất hiện một tầng quang trảo mỏng chớp lé hoàng quang, hàn lập lúc này cả người trông như có vẻ quỷ dị. Thu được tấm bia đá vào trong tay, nỗi lo lắng cũng buông lỏng vài phần. Hàn lập không một chút trần chờ, thần niệm nhất động, từ túi chữ vật phi xả ra một đoàn lam sắc, chính thị là thiên tinh bi, dài khoảng nửa xích. Hàn lập tung ngọc như ý lên phía đỉnh đầu, một mặt đem thiên tinh bi thu vào trong tay, một tay giữ chặt một tấm bia đá, tập trung đem lam sắc hướng vào thạch bia. Thạch bia khẽ run lên, linh quang lóe sáng, trông dị thường diễm lệ. Hàn lập ngưng trọng, đem tinh bi hướng thạch bia nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời thạch bia giống như đậu hũ, tinh bi vô thanh vô tức nhập vào. Chưa chờ hàn lập vui mừng, dị biến chợt phát sinh. Thạch bia chợt sáng lên một tầng lam mang, trực tiếp thoát khỏi tay hàn lập rơi thẳng xuống phía dưới, một nửa tấm bia đá cắm chặt trong đất, dựng đứng lên. Phía nửa còn lại đang nhô trên mặt đất phát ra tiếng ông minh. Hắc động trên không bỗng nhiên vang lên một tiếng hét to kinh sợ. Hàn Lập dùng mình, không chút nghĩ ngợi, hướng Nguyên Cương Thuẫn điểm một cái, hào quang chợt cuồng chướng mấy lần lên. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo hắc sắc quang trụ chợt lóe bắn nhanh tới. Sau một tiếng vang thật lớn, một cự đại quang quang đoàn nổ mạnh ra, một phiến hắc hà thật lớn trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, trong hắc quang loạn thạch nhanh chóng biến mất, hóa thành hư ảo. Ngân sắc quang cháo hiện bị hắc sắc như một cái lồng giam vào trong. Hàn lập trong hắc quang không hề dừng lại, ngân hắc hai màu phân biệt rõ rệt. Hàn Lập biến sắc, liên tiếp đánh vào màn hào quang. Nhất thời bề mặt quang cháo trở nên dị thường bóng loáng, hơn phân nửa các đạo hắc sắc khi chạm vào bị trượt đi. Ngân sắc quang trào một lần nửa được củng cố ổn định. Mà xa xa, nguyên sát thánh tổ phân thân vừa chỉ kịp phát ra được một kích thì lại bị ngân nguyệt nhảy vào phá rối. Nếu bị đánh một kích nữa, thông đạo khẳng định bị phá vỡ không thể nghi ngờ. Như do đó, hắc lang hai đầu trở nên cuồng nộ dị thường, không hề tránh né công kích của ngân nguyệt, trong miệng hắc quang phun ra liên miên, mang ma khí phụ cận quay cuồng cuốn lên cao mấy trượng, nhất tề hướng ngân nguyệt cuốn tới, xem ra có ý dù có phải hao tổn nguyên khí, cũng phải đánh lui được ngân nguyệt. Nhưng hiện đã muộn rồi, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn động kinh người từ khắp nơi, đột một từ mặt đất hơn 10 đạo quang trụ phát ra tiếng nổ vang kinh nhân mọc lên, hóa thành các cự đại thạch trụ. Trên các thạch trụ chấp động linh quang trên bề mặt đồng thời hiện ra vô số các vòng tròn thô to màu sắc khác nhau, chuyển động kỳ cuồng một màn không thể ngờ được xuất hiện nguyên bản trong không gian ma khí đang dày đặc khắp nơi khi các linh hoàn chuyển động nhất thời như thiêu thân lao đầu vào lửa ma khí đều hướng các thạch trụ bắn tới đồng thời hắc động ở phía trên hiện ra vô số tinh tế quang tia từng tia tiếp từng tia rậm rạp như mạng nhện trong chớp mắt linh mang lóe mắt một linh đoàn cự đại hình thành thể tích to lớn đủ có thể ngăn cả một ngọn tiểu sơn hàn lập thấy tình hình như vậy biết pháp trận đã bị mình khởi động không nghĩ nhiều nữa tiếp tục đem linh lực quán chú vào thạch bia trên thạch bia linh hoàn càng lúc càng phóng to tốc độ hấp thu ma khí càng thêm kinh người chỉ tốn vài lần hô hấp ma khí trong không khí điên cuồng nhập vào thạch trụ không còn thấy bóng dáng kể từ lúc này song đầu hắc lang vốn dựa vào ma khí và ma âm bắt đầu rơi vào thế hạ phong hắc mang không ngừng bị huyết quang áp bức liên tiếp thối lui hàn lập thả lỏng một tay bấm pháp quyết nhắm thạch bia đánh ra một đạo pháp quyết tấm thạch bia phát ra một trận ông minh trầm thấp theo đó, linh đoàn nhũ bạch sắc đang huyền phủ phía trên tế đàn hùng hổ áp xuống, chưa đi đến gần hắc động, mà đã tỏa ra linh áp khiến song đầu hắc lang đang chiến đấu phải thất kinh, cũng không dám cùng Ngân Nguyệt tiếp tục dây dưa, vội độn quang phóng ra ngoài. Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, thân ảnh tại chỗ đột nhiên tiêu thất. Mà khi linh đoàn áp xuống, nhũ bạch sắc quang hà trong phút chốc bao phủ toàn bộ hắc động, sau đó linh quang thu liễm. Hắc động biến mất không chút tâm hơi tại chỗ lại xuất hiện một tầng chướng bích khéo léo đem ma khí một lần nữa phong ấn lại. Nguyên sát thánh tổ phân thân đang biến thành song đầu hắc lang, lúc này thấy vậy tự nhiên biết là bất ổn. Nhưng ánh mắt đảo qua, lập tức dừng lại tấm thạch bia bên cạnh phong ấn. Đã từng sử dụng qua hoa long tỳ nên lang đầu này cơ hồ đoán được ảo diệu bên trong, mặt liền hiện lên vẻ hung ác, đầu sói gầm lên một tiếng, hắc mang khởi lên. Thân hình chấp động liền biến thành ba hình ảnh con sói giống nhau như đúc, trực chỉ hàn lập cùng thạch bia đánh tới bên người hàn lập một đoàn huyết quang bạo liệt ra một mảng lớn huyết hải từ trong huyết quang theo chấp động của huyết quang dựng lên cả tứ diện bát phương trong không khí nồng đậm mùi huyết tinh ba lang ảnh đang biến mất nhất thời bị huyết hải cuốn lại khốn trụ bên trong cơ hồ cùng lúc đó một đoàn ngân quang hiện ra phía trên huyết hải sau một tiếng sấm động dày đặc vô số từng bụi hoa lửa ngân sắc phụt ra phô thiên cái địa đem ba lang ảnh bao phủ vào trong ba bóng sói trong lòng cả kinh cùng giơ tay xuất ra một phiến hắc sắc hà quang hóa thành một phiến quang mạc chặn các bụi hoa lửa lại hàn lập trong mắt hàn quang chấp động bèn lật tay tam diễm phiến liền xuất hiện quay tròn trong tay hướng về hắc lang hung hăng chém mạnh nhất thời phát ra tiếng thanh minh ba con hỏa điều hình thể sấp xỉ một thước từ trong phiến bắn ra trực chỉ tiến đến ba lang ảnh bọn chúng chưa đến mà nhiệt độ cực cao đã làm cho phụ cận xung quanh thành biển lửa vô số tia nhiệt khí bốc lên một lang ảnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng hai lang ảnh kia thì lộ vẻ hết sức đờ đẫn tốt thấy tình hình này ngân nguyệt lộ vẻ vui mừng hô nhỏ lập tức hai tay bắt lại niệm chú thân hình lăn một vòng ngân quang hóa thành một con ngân lang lớn hơn trước thế mạnh như cự lãng lao thẳng tới lang ảnh đang lộ thần sắc nguyên sát thánh tổ phân thân vừa thấy ngân nguyệt cũng háo thành hình thái cự lang trong đầu chợt nhớ ra cái gì đó lập tức trong miệng lộ ra vẻ kinh hoàng hét lớn ngươi muốn dùng linh hồn thôn vệ sao đừng tưởng bờ lập tức hắc lang hít sâu một hơi rồi đột nhiên phún ra trong nháy mắt một cỗ huyết hồng vũ khí xuất hiện đón gió hóa thành huyết hồng hỏa diễm đem thân mình của mình bao lại huyết hải phụ cận xung quanh vừa tiếp xúc với hỏa diễm lập tức tan mất tựa như băng tuyết gặp ánh mặt trời xuân hắc lang trong nháy mắt liền khôi phục tự do thân hình hắc mang lấp lóe nhắm không trung chạy đi nhưng thân hình mới chỉ độn được hơn 10 trượng bỗng nhiên trên đỉnh đầu một tiếng xét truyền đến tiếp theo một đạo ngân hồ vô hình hiện ra không chờ hắc lang cả kinh đủ thời gian thay đổi phương hướng trong ngân hồ bắn nhanh ra vô số thanh ti, linh quang chấp động, đem hắc lang trói gô lại. chương 1069, linh hồn cắn nuốt. hắc lang kinh hãi vội vàng thúc giục huyết diễm trên người, trong nháy mắt hóa thành một thanh đoàn bao vây lấy thanh ti này, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến, từ bên trong truyền đến một tiếng hử lạnh của ngân hồ. Lúc này thanh ti linh quang chợt lóe ra, không có chút dấu hiệu nào sẽ bị thiêu hủy, khiến ma này trong lòng trầm xuống. Ngay vào lúc nó không thể nhúc nhích được thì ngân lang chợt lóe lên bay tới trước mặt. Ma này vô pháp tránh né ngân lang linh quang lóe lên rồi tiến nhập vào cơ thể nó, biến mất không thấy bóng dáng. Thân hình của cự lang chấn động, âm thanh từ hai cái đầu phát ra nghe thật là thê thảm. Thân thể trở nên kịch liệt run rẩy. một cái đầu lang đột nhiên dại ra một chút, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần hẳn lên. Lập tức đem cái đầu của mình hướng tới cắn nuốt cái đầu lang kia. Lúc này trong nháy mắt da lông của nó bắt đầu chuyển sang một màu trắng thanh nhã, cái đầu lang màu đen kia tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, miệng há rộng ra đồng thời táp tới, trong nháy mắt hai cái đầu lang này ba đầu cắn xé nhau kịch liệt. Đúng lúc này thì nhân ảnh lóe lên, Hàn Lập tay nâng hư thiên đỉnh xuất hiện, hướng cự lang hai đầu liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Mặc dù cái đầu bạc chiếm thế thượng phong nhưng bên phía cái đầu đen đã khôi phục lại bình thường, lập tức toàn thân hắc quang chợt lóe. Hàn Lập thấy vậy thần sắc trầm xuống rồi một tay hướng tới hư thiên đỉnh điểm một cái, rồi một tiếng vang lên. Thanh ti đang bó buộc cự lang bỗng nhiên linh quang đại phóng, căng ra làm cho thân thể của cự lang không thể nào nhúc nhích mảy may. Sau đó Hàn Lập há miệng một đạo kim quang từ trong miệng phun ra, nhằm về phía cái đầu màu đen mà hung hăng đánh tới. Kim quang bạo liệt tinh tế hồ quang chớp động liên hồi, làm cho hắc khí của cái đầu lang màu đen từ từ tan ra, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ma khí tan ra hoàn toàn. Nhân cơ hội này cái đầu lang màu bạc vươn lên một cái hư ảnh giống cái đầu màu bạc như đúc. Bỗng nhiên đem cái đầu màu đen kia một ngụm nuốt vào trong đó, sau đó xé rách, từ bên trong lôi ra một cái hắc ảnh đang run rẩy ra khỏi miệng. Cái hắc ảnh này biến dạng không ngừng nhưng dường như lại dỉ ra một thứ chất nhờn. Chất nhờn này biến ảo ra các loại mặt quỷ, giữ tận cùng hư ảnh màu bạc cắn xé không ngừng. Từ trong ngân ảnh truyền ra tiếng hử lạnh đến thấu xương của ngân nguyệt, rồi ngân mang chói mắt, hình thể của ngân ảnh từ từ cuồng trướng lên gấp đôi, rồi đem hắc sắc quang ảnh đó nuốt vào trong, sau đó có rút lại rồi chui trở lại vào trong đầu cái đầu màu bạc. Trong giây lát nguyên bản cái đầu màu đen còn liều mạng cắn xé liền trở nên bất động, hai mắt đờ đẫn lên. Còn cái đầu màu bạc căn bản không chú ý đến việc này, ngược lại cứ đem cái đầu kia cắn nuốt. Nó run lên nhè nhẹ, run rẩy không ngừng dường như rất là đau đớn và cực khổ để làm việc này. Hàn lập thấy vậy trong lòng buông lỏng tiểu đỉnh đang cầm trong tay, hướng tới thân hình của cự lang mà ném tới hướng tới đó điểm vài cái, một mảnh lớn thanh hà từ phía trên quét tới, trong chốt lát đem cả con cự lang bao vào trong thành một viên cầu thật lớn. Sau đó Hàn Lập nhìn khắp nơi trong không gian này thần sắc vừa động, đột nhiên hướng tới vùng phong ấn gần bên mà bay tới. Một lát sau hắn lại bay đến một bộ hài cốt ở trên tế đàn, dối vung tay ra vỗ vài cái. Một cái xích hồng hỏa châu bay tới, rồi một trận âm thanh bạo liệt nổ ra, tạo thành một cái hố to, trong đó hắc quang chấp động không thôi. Một món đồ vật hiện lên phía trong, nhân hình khôi lỗi cua tay một cái, món đồ kia lập tức bay vào trong tay nó. Nhìn kỹ lại thì đúng là gần nửa phần còn lại của Hắc Phong Kỳ, mặc dù linh bảo này đã bị phá hủy hơn nửa. Nhưng nó vẫn phát ra linh khí kinh người, hiển nhiên linh tính vẫn còn chưa mất hết. Sau khi xem xét thật kỹ vật này, Hàn Lập nhất tay không chút khách khí đem nó cất vào trong túi chữ vật. Mặc dù hắn không biết làm thế nào để sửa chữa lại kiện thông thiên linh bảo này, cũng như không biết thật có thể sử dụng được hay không. Nhưng cái này luyện chế tài liệu ở thế gian này sớm đã tuyệt tích, thật không biết xác định giá trị của nó thế nào nữa. Hàn Lập thu thập xong vật ấy, còn chưa chịu trở về bên cạnh Cự Lang mà không chút do dự bay tới một góc của không gian. Hơn nữa càng bay càng cao, trong nháy mắt không thấy ở đâu trong mấy tầng mây cao nữa. Độn Quang dừng lại, trên vẻ mặt Hàn Lập nét căng thẳng hiện ra. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa một đoàn ánh sáng màu lục nhạt huyền phù ở đó bên trong chứa một cây mộc thước màu xanh biếc hào quang lấp lánh đang chuyển động, thì ra đây chính là bát linh thước một kiện thông thiên linh bảo khác. Linh bảo này mặc dù không bị tổn hao hư tổn chút nào vì nó là Phật môn bảo vật cho nên đúng là vật khắc chế đối với ma môn. Vì vậy vị một lợi thánh tổ kia chỉ có thể đưa mắt nhìn mà không thể ma hóa để chính mình sử dụng được. Nhưng nếu như để cho tên cổ ma này khôi phục lại hoàn toàn pháp thuật thần thông thì lại là chuyện khác. Hàn lập nhìn bát linh xích mà không dám coi thường vọng động trước đây khi hắn thu phục hư thiên đỉnh thiếu chút nữa thì đã bị kiềm lam băng diễm của nó thiêu chết cái mạng nhỏ rồi cho nên hắn sợ bát linh xích này cũng giống vậy nghĩ đến đây thần niệm của hàn lập vừa động thì cái khôi lỗi hình người luôn theo sát phía sau thân hình chợt nhoáng lên một cái hướng thẳng đến bát linh xích đưa một tay ra bắt lấy bảo vật này thì không có gì khác lạ xảy ra hàn lập liền mừng rỡ đưa tay tiếp nhận bảo vật này từ khôi lỗi rồi nhìn xem xét qua một chút khi sờ đến bảo vật này cảm giác bóng loáng dị thường dường như nó được làm từ băng lương phật ôn ngũ bản ngọc vậy hơi chấp lên lục quang chấp động không thôi nhưng có điều lạ thường là sau khi rót linh lực vào rồi mà vẫn chưa thấy có phản ứng gì hết khiến hàn lập hơi lo lắng đúng lúc này từ xa xa đám quang đoàn đang bao vây lấy cự lang truyền đến một âm thanh lạ thường rồi lập tức linh quang chấp động rồi âm thanh bạo liệt nổ ra hàn lập cả kinh vội vàng đem bát linh xích thu lại hướng tới hư thiên đỉnh phía xa điểm một cái trên mặt hiện ra vẻ rất khẩn trương hư thiên đỉnh kêu lên một tiếng rồi hướng tới hàn lập mà bay thẳng về trong nháy mắt hóa thành một hóa thành một đoàn thanh quang rồi rơi vào tay hắn hai mắt hàn lập híp lại khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng nhìn tới phía xa đoàn lục quang kia từ từ biến mất rồi hiện ra thân ảnh trong rất là tao nhã thì ra chính là một con cự lang lúc này con cự lang hai đầu đã biến một đầu cả người cũng biến thành một màu trắng bạc thân thể sáng ngời dị thường đang đưa đầu nhìn tới phía hàn lập hàn lập lập tức mừng rỡ bay trở về nhưng mới được nửa đường liền bắt gặp phải ánh mắt của con lang này chỉ cảm thấy ánh mắt của nó băng hàn dị thường làm cho trong lòng của hắn có dự cảm bất an không tốt đang đến thân ảnh của cự lang nhoáng lên một cái lập tức từ trong ngân quang xuất hiện ra một vị nữ tử thân hình là lướt cực kỳ xinh đẹp hai mắt của nàng ta nhìn hàn lập không chấp rồi khóe miệng nhính lên hiện ra một tia cười lạnh hàn lập hít một hơi rồi mở miệng căng thẳng nói ra người là linh lung nói ta là linh lung cũng không sai dù sao bây giờ ta vẫn lấy thần niệm của linh lung làm chủ linh lung nhấp nháy đôi môi cùng với bàn tay trong suốt trắng như ngọc trên mặt lặng yên muốn làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn không giấu được tia hưng phấn biểu lộ ra tâm tình của mình ngân nguyệt thế nào hàn lập sắc mặt thay đổi liên tục mím chặt môi bình tĩnh hỏi cô ta không có chuyện gì chỉ là thi triển ra linh hồn cắn nuốt nên giờ thần niệm đã hao tổn rất nhiều nên giờ đang ngủ say nếu không thì ta cũng không thể nào thuận lợi xuất hiện như thế được. Trong mắt của Linh Lung không giấu được vẻ hưng phấn, nhưng trong mắt lại hiện ra một vẻ cổ quái, làm cho âm thanh trả lời với âm điệu rất là khinh đạm. Ngươi bây giờ tính toán thế nào? Hàn Lập nghe nói Ngân Nguyệt vô sự, trong lòng liền cảm thấy yên tâm, sau đó bình tĩnh hỏi. Thế nào nữa? Tự nhiên là quay về Linh Giới, ngươi không muốn tuyết Linh rời đi chứ gì? Linh Lung với đôi mi thanh tú nhướng lên, âm thanh phát lạnh nói ra vừa nghe nàng ta nói thẳng ra như vậy mà không chút nào khách khí làm cho hàn lập đỏ mặt nhưng lập tức xoay chuyển ánh mắt nét mặt liền khôi phục lại như bình thường ngươi hẳn cũng biết rất rõ là nguyên bổn ngân nguyệt cũng muốn quay về linh giới vì vậy ta sẽ không ngăn cản hơn nữa cũng không có biện pháp ngăn cản được ngươi sáng suốt như vậy là tốt rồi theo như ý của ta lúc đầu những loại linh bảo trong tay ngươi của ngươi thì cứ việc giữ lấy coi như lúc nãy ta bị ma hồn cắn nuốt được ngươi trợ giúp một tay đi mà Tuyết Linh trước đó đã đáp ứng với ngươi, ta là Linh Lung thân là công chúa của Ngân Nguyệt đại tộc cũng không tính ân oán với ngươi nữa. Vậy tiểu đỉnh kia cùng với bát linh xích thì ngươi cứ việc giữ lấy. Nhưng từ nay về sau ngươi phải tuyệt đối chấm dứt quan hệ với Tuyết Linh. Cho dù sau này ngươi có thể phi thăng lên linh giới thì cũng không được xuất hiện trước mặt ta. Nếu không ta sẽ lập tức ra tay giết chết ngươi. Tuyết Linh ngưng trọng nhìn tới Hàn Lập trong mắt hiện ra một tia sát khí. Sắc mặt của Hàn Lập khẽ biến nhưng lập tức liền trở lại như bình thường xem như không có việc gì hết rồi cũng không nói ra lời nào cự tuyệt ngân phát nữ tử cũng không có bức hàn lập phải hứa hẹn điều gì chỉ là đem những lời này nói cho hắn biết mà thôi sau đó bàn tay nhấc lên một đạo hắc mang bay vụt ra đầu tiên thì hàn lập kinh ngạc nhưng khi thấy rõ vật ấy thì liền an tâm lại không nói lời nào mà đưa một tay ra chụp lấy vật ấy vật ấy đúng là kiện hắc sắc phi đao mà hắn đã dùng để đánh nguyên sát thánh tổ không biết thế nào mà cô ta lại trả lại cho hắn Hàn Lập cũng không khách khí nhận lấy rồi ném cho Nhân Hình Khôi Lỗi đang đứng ở phía sau. Lúc này Linh Lung cũng không để ý gì đến Hàn Lập mà đi đến chỗ trung tâm, kiểm tra việc phong ấn nơi đó thế nào rồi không chú ý gật gật đầu. Sau đó lạnh mắt nhìn tới Hàn Lập liếc một cái, đột nhiên quay người hướng tới Hàn Lập mà đi tới. Thấy vậy Hàn Lập kinh ngạc trong lòng liền cảnh giác, "Đem vạn niên linh dịch của ngươi cho ta vài giọt, ta cần dùng nó để mở ra nghịch linh thông đạo." Linh Lung không chút khách khí nói, khóe miệng của Hàn Lập vừa động một tay đưa tới túi chữ vật ở bên hông vỗ một cái một cái bình xuất hiện ở nơi tay không nói tiếng nào mà ném tới cho cô ta linh lung đưa tay áo phất lên đem cái bình ấy không một tiếng động cuốn vào trong toàn bộ hành động này không gây ra tiếng động nào chẳng những vậy mà còn thấy rất là tao nhã sau đó cô ta đi tới chỗ sạch sẽ và khoáng đãng gần đấy bắt đầu khoanh chân ngồi xuống hai bấm quyết niệm chú thanh âm chú ngũ dễ nghe từ trong miệng của cô ta truyền ra thân hình giống như cơn gió nổi lên Quanh thân xuất hiện một phiến ngân quang Hào quang trói mắt đem thân hình nữ tử này từ từ bao vây rồi cuốn vào bên trong Cảnh này nhìn thấy giống như là một vòng luân hồi Đúng lúc này Linh Lung đột nhiên nhắm hai mắt lại mở miệng phun ra một kiện nghịch tinh bàn rồi nó hóa thành một vòng tròn bay ra Hàn lập ở phía xa nhìn lại nhướng mày Viên bàn này nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra chút bất ổn nào Nhưng ấn ký hiện ra ngưng tụ linh khí lại rất là nồng đậm so ra cũng không thua kém bất kỳ bảo vật nào Hàn Lập còn đang suy nghĩ về kiện viên bàn thì nó sau khi xoay quanh một cái rồi bay lên chỗ của ngân phát nữ tử khi bay đến đỉnh đầu rồi dừng lại ở đó. Phía dưới linh lung thấy vậy lập tức đưa 10 ngón tay hướng về phía bảo vật, xuất ra các viên đạn. Từng đạo pháp quyết với màu sắc khác nhau đánh tới viên bàn ở phía trên. Bảo vật đem hết thảy bọn chúng hấp thu hết, chỉ sau một chút trì hoãn rồi thì dị biến nổi lên. chương 1070, thoát khốn, nghịch tinh bàn tinh quang đại phóng trở nên cuồng trướng. Không lâu sau đó hóa thành một cái quang luân khoảng một trượng, cứ vậy xoay tròn. Mặt ngoài điểm điểm kim quang, lập tức vô số tinh quang hội tụ lại chỗ trung tâm. Sau khi run rẩy một chút, một kim sắc quang trụ to thô cỡ thùng nước từ trung tâm quang luân phun ra, rồi bay ra nhập vào tầng tầng mây vàng trên không trung. Một âm thanh kinh thiên động địa truyền ra, lập tức mây mù bên cạnh cột sáng quay cuồng một trận, toàn bộ không gian ở tầng thứ 9 đều trở nên run rẩy. Kim sắc quang trụ nhập vào trong chỗ phát ra ánh sáng mạnh rồi truyền ra vài tiếng giòn vang vỡ nát của bức tường ngăn cản mấy đạo khe hở màu đen trong nháy mắt hiện ra ở chỗ trung tâm sau đó chỗ đen đó lan rộng ra một trận tiên âm vang lên rồi một cái thông đạo thật lớn hiện ra kim sắc quang trụ vừa lúc nhập vào trong đó chung quanh vô số quang đoàn trôi nổi với nhiều màu sắc khác nhau bay lượn dày đặc diễm lệ dị thường đúng lúc này một cái vòng tròn to lớn dọc theo kim sắc quang trụ trực tiếp từ trong thông đạo chậm rãi bay ra ngay ở lối ra vào hạ xuống mặt trên hào quang lóe lên không ngừng, rõ ràng chính là cái vòng tròn độc nhất vô nhất do linh lung phun ra. Chẳng lẽ đây mới chính là nghịch tinh bàn hàn lập ở một bên chăm chú nhìn vào trong viên bàn. Trên mặt không có chút thay đổi nào nhưng trong lòng thầm kinh hãi. Trên người của linh lung ngân quang từ từ thu vào, dần dần thu liếm và tiêu tán đi, một lần nữa thân hình lại hiện ra, cô ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn tới cái thông đạo ở không trung Ngọc Dung lại lộ ra vẻ tịch liêu, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ở trên đỉnh của Quang Luân. Chậm rãi hướng tới không trung phi thăng mà đi, mục tiêu hướng đến đó chính là cái thông đạo thật lớn ở không trung. Cái Quang Luân dưới chân cùng với cô ta tiếp xúc, vừa lúc đó dường như cảm ứng được cái gì đó. Trong thông đạo Quang Đoàn phát ra âm thanh kêu lên nghe ong ong. Còn cái nghịch tinh bàn hơi run rẩy bắt đầu chuyển động. Dường như cái Quang Luân này vừa tiếp xúc được nên liền hưng phấn, hiện ra linh tính 10 phần. Thấy nghịch tinh bàn biểu hiện ra những việc này, Linh Lung lại lộ ra một tia cười nhạt, rồi lại chuyển đầu hướng tới Hàn Lập ở phía dưới nhìn một cái. Hơi do dự rồi lại đột nhiên vươn tay ra, sang, vàng, trắng ba đạo hào quang bắn nhanh mà đi ra, chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng nhìn thấy cô ta không có ác ý. Theo bản năng đưa tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà bắn ra cuốn lấy ba đạo ánh sáng đó vào trong tay áo. Nhìn ra thì là một cái ngọc giản màu trắng một cái huyết nhận và một cái phá giới phù. Trong lòng Hàn Lập quay cuồng một trận, chưa kịp mở miệng hỏi thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài của ngân phát nữ tử. Đây là nghịch tinh thông đạo cùng với các tư liệu của không gian tiết điểm. So với những thứ kia về sau có lẽ nó sẽ giúp ích cho ngươi nhiều hơn. Phá giới phù cùng với huyết nhận đến linh giới cũng không dùng được. Vì vậy cho ngươi hết, mặt khác mang theo linh bảo rời đi khỏi nơi này cũng không dễ dàng gì, cuối cùng ta lại giúp ngươi một phen hàn lập nghe xong những lời này liền ngẩn ra chưa hiểu được rõ ràng giúp ngươi một phen là ý gì thì linh lung xuất ra một thanh ngọc nhỏ và dài hướng tới thông đạo của nghịch tinh bàn điểm nhẹ một cái lập tức tinh bàn này phát ra một trận âm thanh nhẹ nhàng vừa chuyển vòng tròn trung tâm hướng tới hàn lập hào quang nhoáng lên một cái một đạo kim sắc quang trụ xuất hiện giống như có thể thuấn di liền quỷ dị xuất hiện trước mặt hàn lập quang hoa nổi lên không nói lời nào đem hắn cùng với khôi lỗi hình người phía sau đồng thời cuốn vào trong không có thời gian để phản ứng lập tức hàn lập cùng với khôi lỗi cũng liền biến mất vô tung vô ảnh không biết được là nghịch tinh bản truyền tống tới nơi nào nữa làm xong việc này linh lung cũng không có chậm trễ mà liền tiến nhập vào trong thông đạo trong thông đạo các loại ánh sáng đủ màu mạnh mẽ xuất hiện trong nháy mắt đã đem linh lung và nghịch tinh bản cuốn vào bên trong một trận tiếng động ầm ầm vang tới rồi thông đạo chuyển động dữ dội, rồi cô ta cũng biến mất ở trong thông đạo. Còn cửa vào thông đạo cũng vỡ tan nát, chỉ trong nháy mắt cửa vào thông đạo hoàn toàn hư hỏng và tiêu tán đi mất. Một lúc sau, không gian ở tầng thứ 9 khôi phục lại hình dạng ban đầu, không có bóng người nào cả. Dường như nơi này đã chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lúc này, hướng chi lễ cùng với vạn niên thi hùng và Lâm Ngân Bình cũng vừa mới đi ra khỏi khe hở của chấn ma tháp. Khi hàn lập ở không gian tầng thứ 9 biến mất, Hướng chi lễ có chút kinh nghiệm hướng lên bầu trời liếc mắt nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì vậy, hướng đạo hữu phát hiện ra gì khác lạ sao? Vạn niên thi hùng mặc dù tu vi còn lâu mới bằng được hướng chi lễ nhưng dù sao hắn cũng là yêu vật từ sau trận thượng cổ đại chiến còn sống tới bây giờ. Hơn nữa sau lưng còn có một chỗ dựa vững chắc, mặc dù không dám đắc tội đến chướng chi lễ, nhưng hắn cũng không sợ đối phương sau khi đi ra lại trở mặt với mình. Không có gì, có thể là cảm giác sai, ta cảm giác được là phong ấn bên trong côn ngô sơn bị chấn động một chút, nhưng khi sử dụng thần thức quét qua thì cũng không phát hiện ra cái gì. là cả hướng chi lễ vân về chồng dâu, nhăn mặt nói vậy cũng có thể là phong ấn bên trong bị yếu đi nên tạo ra một chút dao động. với phong ấn to lớn như vậy thì có ai mà lay động được nó chứ? Thi hùng hắc hắc cười nói thì cũng chỉ có như vậy thôi. lúc trước hai người các người nói sự tình lần đều là do diệp gia chủ động làm hay sao? Diệp gia tu sĩ vẫn còn sống hay sao chứ? Diệp gia trưởng lão dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hẳn là có chú thần thông, hiện giờ hắn ở nơi nào? Hướng chi lễ sắc mặt không chút thay đổi hỏi, Diệp gia cùng với những người khác đều bị tên cổ ma kia giết chết. Còn về phần Diệp gia đại trưởng thì từ lúc ta tiến vào tầng thứ 9 thì cũng chưa từng thấy qua người này. Có thể chắc chắn là hắn ta đã chết dưới tay của tên cổ ma kia rồi. Thi hùng ngẩn ra nhưng rồi cười gượng nói ra, không quan hệ bất kể là hắn còn còn sống hay không, nhưng lần này gặp phải họa lớn như vậy thì Diệp Gia không cần phải tồn tại nữa. Sau khi trở về thì vị trí đệ nhất đại tấn sẽ có thay đổi một chút. Vạn yêu cốc các ngươi không có ý kiến gì sao? Hướng chi lễ hử lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt chấp động nói. Lúc này vẻ mặt đưa đẩy, nịnh nọt trên mặt hắn không còn chút gì sót lại, bản sắc hóa thần tu sĩ xuất hiện ra hết. Vạn niên thi hùng trong lòng lo lắng nhưng không chút do dự trả lời, việc này là tự nhiên dù sao thì diệp ra cũng có chút giao tình với bản cốc nhưng lúc này đã phạm sai lầm lớn như vậy thì đúng là phải hủy diệt rồi một lần nữa phải phát người chấp trưởng thế tục giới rồi hùng đạo hữu suy nghĩ như vậy thì tốt rồi đúng rồi đạo hữu sau khi rời núi ngươi sẽ lập tức phản hồi về thiên lan sao đạo hữu cũng giống như ta cũng đã ở đại tấn này một thời gian dài rồi nhưng dù sao nơi này cũng không phải là thiên lan thảo nguyên sau này quý điện vẫn còn phái người đến đại tấn hay sao chứ hướng chi lễ chuyển hướng nói chuyện đối với lâm ngân bình đang đứng lặng một chỗ lạnh lùng nói thiếp thân đã hiểu sau khi rời khỏi nơi này thì vãn bối sẽ lập tức trở về thảo nguyên lâm ngân bình vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của hướng chi lễ trong lòng không khỏi phát lạnh thì nào dám nói một từ không ở đây huống hồ trên người nàng còn có cấm chế của hàn lập mặc kệ hàn lập có sống sót trong ma khí kia không tự nhiên đối với địch nhân này không gặp vẫn là tốt hơn đỡ bị hắn dùng sức mạnh chèn ép hơn nữa nàng còn muốn trở lại thánh điện triệu tập chúng nguyên anh tu sĩ xem có cách gì bài trừ cấm chế này không thấy lâm ngân bình với thái độ cung kính cuối mình đáp ứng như vậy hàn ý trên trên mặt của hướng chi lễ cũng giảm đi đang muốn hướng tới cô ta nói gì thêm thì bỗng nhiên từ một chỗ phía xa ở chân trời một đạo bạch quang chợt lóe lên lướt qua phá không mà tới trong nháy mắt bay tới đỉnh đầu của ba người thi hùng chấn động linh quang chợt lóe lên quanh thân phải ra tay ngăn cản bỗng nhiên không khí trung quang căng thẳng lên thân hình từ từ cẩn thận giữ thế hướng chi lễ nhàn nhạt truyền âm tới đạo hữu không cần phải lo sợ đây chính là phi kiếm truyền thư của hô đạo hữu thiên ma tông dùng để truyền tin cho lão phu chỉ thấy hướng chi lễ khoát tay một cái rồi lại hướng bạch quang kia vẫy tay lập tức bạch quang này run lên một cái rồi liền rơi xuống tay của hướng chi lễ thì ra đây đúng là một thanh tiểu kiếm màu trắng một thân cự lực trên người thi hùng cũng biến mất vô ảnh vô tung mặc dù yêu thú này sợ bóng sợ gió một chút nhưng trong nhất thời gặp việc như vậy cũng làm cho mồ hôi lạnh của hắn toát ra hai tay của hướng chi lễ hợp lại kẹp lấy cái tiểu kiếm cúi đầu không nói gì cả trong một lúc sau đó khoát tay đem nó ném lên không trung hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng nữa đi thôi hô đạo hữu cũng tới nơi này lần này chúng ta cùng nhau hợp lại sau đó triệu tập tất cả các tông môn lớn nhỏ của nam cương lại rồi đem núi này phong ấn lại lần nữa Hướng Chi Lễ nhìn về hướng đạo bạch quang biến mất, bình tĩnh nói. Thấy vậy thì Hùng cùng với Lâm Ngân bình cũng không có ý kiến gì khác. Mấy người này gần như không còn nhớ gì tới chuyện của Linh Lung và Hàn Lập nữa. Trên một ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp ở Nam Cương, vài tên luyện khí kỳ tu sĩ đang ngồi ở một tòa tiểu đình nói chuyện với nhau. Chuyện được đem ra bàn luận đó chính là việc phong ấn bị chấn động bởi đây là việc mà mọi người ở Nam Cương đều biết trong lúc gã trung niên vận áo bảo trắng đang nói chuyện và đoán xem vật gì sẽ xuất ra sau khi phong ấn bị động. Từ trên đỉnh của thạch đỉnh kim quang chất lóe âm một tiếng, một đạo ánh sáng từ hư không bắn tới làm cho hơn phân nửa cái đỉnh bị hủy đi. Lúc này mấy người ở đây đều trợn mắt há mồm, rồi một gã thanh bào tu sĩ cùng với một bóng người ngân quang lóng lánh từ trong kim quang hiện ra. Thanh bào tu sĩ đúng không vững, nhưng vội vàng vung tay lên, bóng người ngân quang kia bỗng nhiên biến mất tăm, mấy tên đê giai tu sĩ thấy vậy liền ngẩn ra như gà mắc tóc. Nơi này là nơi nào vậy? Thanh bảo nhân sau khi đứng vững được thân hình, hướng mắt nhìn ra bốn bên rồi rực lại ở chỗ mấy người này, không khách khí mở miệng hỏi. Mặc dù âm thanh rất là bình đạm nhưng mọi người nghe xong giọng nói này thì liền không có ý cự tuyệt trả lời. Thì ra người này chính là Hàn Lập, người được nghịch tinh bản truyền tống ra. Mấy tên đê giai tu sĩ lúc này mới bừng tỉnh, liền đem thần thức thả ra quét tới chỗ Hàn Lập, lập tức mấy người này liền đại biến, bởi mấy người không thể nào nhìn ra được tu vi của đối phương đây là kim đồ sơn xin hỏi tiền bối cần gì tên tu sĩ áo bào trắng ở trong đám người được coi là có tu vi cao nhất lúc này trong lòng chấn động nhưng cũng có thể trả lời được kim đồ sơn chưa có nghe qua nơi này nơi đây là chỗ nào ở nam cương hàn lập căn bản không muốn đối phương biết mình là ai và có ý gì mặt không thay đổi nói nơi đây là trung lâu phủ ở nam cương một vị tu sĩ khác đang đứng ở một góc vội vàng nhanh trí trả lời. Nguyên lai là Trung Lâu Phủ, thân sắc của Hàn Lập vừa động, gật gật đầu, Trung Lâu Phủ đúng là gần với chỗ bị phong ấn là Phổ Vân Phủ. Xem ra hắn không có bị truyền đi quá xa, chương 1071, băng hàn chi địa. Vài tên luyện khí kỳ hoặc là gia tộc nhỏ tu sĩ hoặc là tán tu chi sĩ trước mắt gặp phải vẻ mặt thần bí của Hàn Lập như vậy. Cả đám không dám vọng động gì cả, phải biết rằng có thể làm tất cả bọn họ không nhìn ra được tu vi thì tự nhiên người này ít nhất 8-9 phần cũng là đã ngoài kết đan tu sĩ. Loại cao dài tu sĩ như vậy sẽ không để ý gì tới bọn tu sĩ luyện khí kỳ như họ. Vì vậy bọn họ cũng chỉ là nhìn mặt mà hành sự mà thôi. Không ai dám liếc mắt tới người bên cạnh để nói chuyện. Giờ phút này mỗi người ai cũng thật là căng thẳng. Hàn lập hỏi ra được vị trí, sau đó thần sắc hòa hoán, nhưng bỗng nhiên áo bảo phất lên một cái, mấy đạo thanh mang chợt lóe lên bắn ra hướng vào mắt của một người tên tu sĩ luyện khí kỳ này không kịp la tiếng nào mà thân người ngã quỵ xuống không có chút kháng cự nào cả hàn lập không nói lời nào khoát tay một cái túm lấy người này tới gần năm ngón tay bắt lấy đầu của người này thanh mang chấp động không thôi không lâu sau hào quang trên tay chợt tắt người này xuôi theo tay ngã xuống đất tiếp tục lâm vào trạng thái hôn mê còn hàn lập thì rút tay về tiến tới người khác cũng làm động tác giống như vậy chỉ sau một lúc hàn lập đem mấy người làm một động tác giống nhau xong hết khi tới người cuối cùng thì cũng ném hắn xuống dưới đất hàn lập liếc mắt nhìn họ một cái trong miệng thì thào vài câu nói nếu hắn thực sự là người ác tâm thì đã đem những này giết chết hết rồi nếu cho các người biến mất thì thật sự càng yên tâm nhưng giờ chỉ xóa đi trí nhớ vừa rồi của các ngươi thì xem như các ngòi đã may mắn lắm rồi nói xong lời này hàn lập ngẩng đầu lên nhìn phương hướng thân hình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo thanh hồng vội vàng ly khai nơi này một lúc lâu sau mấy người này cũng đồng dạng tỉnh lại vừa nhìn nhau vừa nhớ lại việc gì đã xảy ra mà những người này cũng không nhớ được việc gì cả vì vậy cứ kêu la lên còn việc gặp phải hàn lập thì không còn chút ấn tượng gì những người này cũng không dám ở đây lâu mà vội vàng ly khai bay đi ra khỏi núi này xong hàn lập đã sớm nghiên cứu mấy vạn dặm ở gần đây rồi bắt đầu phi độn chậm lại sau đó đem thần thức dò xét cái ngọc giản màu trắng không biết qua bao lâu hàn lập khẽ thở dài đem ngọc giản thu lại Mắt lộ ra vẻ trầm ngâm im lặng không nói gì. Trong ngọc giản tư liệu phân làm hai bộ, một phần là giới thiệu Liên Linh Thông Đạo, một loại phương pháp bố trí đại trận cực kỳ thần diệu được tu sĩ linh giới dùng để mở nghịch linh thông đạo, pháp trận này tự nhiên thâm ảo không cần nói, chỉ là số linh thạch cần toàn là linh thạch đỉnh giai, hơn nữa số lượng cần thiết càng làm cho Hàn Lập sau khi xem xong bị dọa một trận hết hồn, hoàn toàn hết chỗ nói. Chẳng qua phương pháp lập trận này thật sự không thích hợp cho nhân giới sử dụng. Nếu như mà thực sự bỏ công sức ra để nghiên cứu thì có lẽ cũng thu hoạch được ít nhiều, nếu vậy cứ dùng để nghiên cứu đi còn phần tư liệu khác được nhân giới nhắc tới đó chính là giải thích rõ ràng về không gian tiết điểm. Không chỉ giải thích rõ ràng về không gian tiết điểm, điều quan trọng hơn nó còn chỉ ra hơn 10 chỗ có không gian tiết điểm một cách thật là rõ ràng. Có thể thấy những nơi mà nàng cho biết rất rõ ràng, so ra tốt hơn nhiều với những gì mà hướng chi lễ cho biết. Bởi nó chỉ có mấy chỗ mà thôi. Hàn Lập ở trong độn quang kinh ngạc suy nghĩ một chút. Sau khi kinh ngạc suy nghĩ trong chốc lát, hắn rốt cuộc nhẽ nhẽo khóe miệng lại trầm tư tự đánh giá. Mặc kệ là bên trong Ngọc Giản này có bao nhiêu điều trọng yếu, hiện tại điều cần làm trước hết đó là làm sao tu luyện để tiến tới Nguyên Anh hậu kỳ càng sớm càng tốt. Nếu như theo những thông tin từ việc tìm hiểu về không gian tiết điểm thì phải cần tiến tới Hóa Thần sơ kỳ thì mới làm được. Còn nếu chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ mà làm thì thực sự khi ở trong không gian tiết điểm sẽ không chịu được áp lực lớn như vậy nếu như không chú ý tới điểm này mà chưa tiến tới hóa thần kỳ tu sĩ mà tiến vào trong tiết điểm thì lập tức sẽ bị cách giới đem nguyên anh tiêu diệt ngay hiện tại hắn đã có trong tay bồi anh đan dùng để giải trừ phong hồn chú đúng ra hắn cần phải quay trở về thiên nam nhưng để giải trừ đi cấm chế của phong hồn chú cần phải luyện chế ra một loại phụ trợ đan dược thì mới có khả năng ra tay giải trừ đi cấm chú kia mà muốn làm được việc này thì cần phải có một loại phụ trợ linh dược gọi là huyền băng đan là cùng loại với tuyết phách hoàn có thuộc tính băng hàn đan dược Tất nhiên hai loại đan dược này hoàn toàn khác nhau. Chủ tài liệu của huyền băng đan là một loại tài liệu được gọi là huyền băng hoa cỏ nó làm chủ thì mới luyện chế ra được loại đan dược này. Huyền băng hoa này mặc dù chân quý dị thường nhưng không phải là không thể tìm được ở nhân giới này nhưng chỉ có một phiền toái đó là nó chỉ sinh sống ở những nơi vạn năm huyền băng mà thôi. Ngoài ra nếu nhưng lấy nó ra ra khỏi huyền băng thì nó sẽ hóa thành nước ngay và hiệu lực dược tính của nó cũng biến mất. Vì vậy cũng không có được biện pháp bảo tồn nào hữu hiệu được cho nên loại hoa này là loại khó có được băng hàn thuộc tính linh dược. Trên thực tế cũng chỉ có vài tu tiên môn sinh sống ở nơi băng hàn nhiều năm mới có được mà thôi. Ngay cả ở đấu giá hội ở Đại Tấn cũng không thấy xuất hiện. Do loại đan dược này chỉ có thể dùng để tẩy rửa đi cấm chế của phong hồn chú, cho dù là càn lão ma đi nữa cũng không có loại đan dược này bên mình. Tất nhiên bên trong âm La Tông có được loại đan dược này nhưng mà số lượng rất ít còn hàn lập mặc dù tự tin có thần thông kinh người nhưng cũng không có ý mạo hiểm xông vào tổng đàn ma đạo đại tông như vậy không nói ma tu bên trong chỉ cần có người thi triển ra đại trận cấm chế hắn chắc chắn cũng không thể một mình vượt qua được dù sao đại trận không có ai chủ trì và pháp trận có người thao túng đó là cách biệt một trời một vực dựa theo hàn băng đan phương pháp điều chế thì cũng có loại linh dược khác có băng hàn thuộc tính thay thế nhưng khi điều phối thành huyền băng đan thì dược tính lại giảm xuống rất nhiều vì vậy sau khi tính toán mọi chuyện ổn thỏa hàn lập tính toán cần phải chạy tới một nơi cực hàn cho nên lúc trước khi ở côn ngô sơn hắn liền hỏi thăm bạch giao đề cập đến việc muốn đi bắc cực cung một chuyến tiểu cực cung kia thân ở bắc minh băng đảo tri địa là một nơi tiếng tăm lừng lẫy đó là một nơi thiên hàn có thể nói ở tiểu cực cung các vị tu sĩ đó nhất định dễ dàng tìm được huyền băng hoa hơn nữa ngoại trừ việc này ra trong lòng hắn còn băn khoăn là không biết từ ở chỗ này còn có thể may mắn tìm ra được tin tức của thái dương tinh hỏa hay không dù sao tông môn này cũng đã tồn tại ở nơi băng hàn này nhiều năm như vậy cho dù không có giữ thái dương tinh hỏa thì chắc cũng biết một chút tin tức về nó đương nhiên hiện tại hàn lập sẽ không lập tức đi tới bắc minh đảo mà cần phải tiêu hóa hết các việc mới xảy ở côn ngô sơn trước hơn nữa vì để an toàn trước hết hắn còn phải chuẩn bị một số việc khác xem ra trước mắt chắc chắn là phải ẩn cư một vài năm nếu không thì không được trong lòng suy nghĩ tính toán hồi lâu cuối cùng hàn lập cũng quyết định lúc này liền thay đổi phương hướng chuyển sang hướng Bắc phi độn mà đi. Một đường thẳng tiến hướng Bắc, sau khi đi qua hơn 10 châu cuối cùng cũng đi tới một cái xương quật. Nơi này mặc dù không tính là đại tấn phía Bắc châu quật, nhưng thực ra cũng sai biệt mấy. Bởi vì nơi đây khắp nơi, đầy trời đều là tuyết trắng, có thể nói hết 7-8 phần là nằm trong vùng sương mù đầy tuyết trắng. Ở đây với điều kiện như vậy có thể nói là một nơi hy hữu của nhân giới. Nơi này linh sơn, linh mạch cũng không nhiều, đồng thời phẩm chất cũng không tốt thực không thể nào so sánh với nơi hắn ở. Cho nên các tông môn tu sĩ thế lực của Đại Tấn cũng ít triển khai, mở rộng phạm vi tới nơi này. Nhưng ở đây lại tập trung rất nhiều các tiểu thế gia cùng với tán tu. Sương quận này có hoàn cảnh khí hậu khắc nghiệt như thế nhưng địa vực lại cực kỳ rộng lớn. Nếu lấy 26 quận có diện tích lớn nhất thì nó được xếp vào hàng thứ năm. Ngoài ra nơi này còn sản sinh ra các loại linh dược thuộc tính băng hàn rất là nổi tiếng. Đại bộ phận tu sĩ ở chỗ này cũng đều chọn các loại công pháp băng hàn thuộc tính làm công pháp chính. Hoặc có thể nói phần lớn các tu sĩ chọn nơi này để tu luyện các loại âm hàn công pháp thì rất tốt. Vì có thể mượn dùng băng hàn khí nơi đây để tăng tiến tu vi. Đương nhiên nếu như là các tu sĩ ở chỗ này cùng với các tu sĩ có các loại thuộc tính công pháp khác tranh đấu thì có thể khẳng định bọn họ chiếm tiện nghi không nhỏ. Vô luận là Thiên Nam hay là Loạn Tinh Hải, phần lớn bốn mùa khắp nơi đều như xuân địa phương như băng thiên tuyết địa chỗ này thật đúng là ít có đi qua. Chẳng qua Hàn Lập Do đã tu luyện tới cảnh giới này, thì tự nhiên thân thể cũng đã sớm không chú ý gì tới nơi giá lạnh như ở đây. Mặc dù đối đầu với một nơi đầy trời tuyết phủ, trong lòng cảm thấy quạnh hiu. Liên tiếp mấy ngày đường đi cũng không thấy ai, trên đường đi cũng gặp phải một số ít tu sĩ khác, nhưng thấy tu vi của Hàn Lập như vậy liền từ phía xa mà phi độn đi trong nháy mắt. Căn bản không muốn bị phát giác, vì thế cứ như vậy đến ngày thứ năm, cuối cùng Hàn Lập cũng tới được một vùng núi non hoang vô hiểm trở. Đáp xuống nơi này, linh mạch nơi này không lớn lắm nhưng phẩm chất thì có thể xem như là linh mạch khá. Hàn Lập phiêu phù ở phía trên ngọn núi này cảm ứng được nơi này linh khí dày đặc. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi xuất hiện ra một cổ khí thế cường đại theo người từ trên cao phóng xuống, lập tức đem tất cả ngọn núi này bao vây lại. Khí thế sinh ra này thật là lớn trong nháy mắt làm cho tất cả các loại cây cỏ đều nằm dạp xuống có một ít phi cầm nhỏ và tiểu thú thậm chí đều ngã quỵ trở nên hôn mê bất tỉnh còn các vị tu sĩ khác đang tu luyện trong núi này nhất thời đều đại loạt những người tu vi thấp thì cảm thấy như có vật gì đó cực nặng đè lên còn ai có tu vi cao hơn thì cũng thấy khó thở giống như là bị ai đó hạ cấm chế xuống tất cả đều kinh hãi kêu la khắp trời liên tiếp sau đó có ba đạo quang hoa từ trong núi đồng thời bắn nhanh ra hướng thẳng tới phía hàn lập mà bay tới lúc này thanh quang hộ thân quanh người hàn lập chợt lóe lên gương mặt bỗng nhiên mơ hồ biến ảo rồi biến thành một gã lão giả mặt dê, dâu dài, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Lúc này do có linh quang quanh thân chấp động nên Hàn Lập cũng không sợ mấy tên tu sĩ bay đến nơi này thấy gì cả. Quang hoa trước mắt chợt tắt, hai gã hắc bào lão giả, một gã đại hán áo bào cho xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Đại hán thoạt nhìn ít tuổi hơn bay ở phía trước, hai lão giả bay phía sau. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhướng lên, cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì đại hán này có tu vi là kết đan trung kỳ, còn hai lão giả lại chỉ là chút cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng mà công pháp có chút giống nhau, dường như là có chút quan hệ với nhau. Không chờ Hàn Lập mở miệng đại hàn áo bảo liền kinh sợ dùng thần thức hướng tới Hàn Lập đảo qua một cái. Lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt đang rất là giận dữ liền tan biến ngay, rồi liền hiện hiện ra vẻ mặt tươi cười nói. Vãn bối là Lý Trung Khiêm là tộc trưởng của Lý Gia ở ngọn núi Tuyết Liên Phong này, không biết tiền bối đến đây có gì phân phó, vãn bối nhất định hết sức làm theo. Người này kính cẩn dị thường, đồng thời hai mắt vừa nhìn thấy bộ dáng, tướng mạo hung ác mà Hàn Lập biến ảo thành trong lòng không khỏi bất an, lo sợ. Lão Phu không quản ngươi là lý do các ngươi có cai quản ngọn núi hay không. Bây giờ lập tức rút toàn bộ đi rời khỏi nơi này cho ta. Ta cho ngươi thời gian nửa ngày để chuẩn bị, sau đó ta sẽ đến tiếp nhận nơi này. Hàn Lập miệng tuôn ra một giọng khàn khàn âm thanh băng hàn lạnh thấu xương dường như còn lạnh gấp ba lần so với cơn gió lạnh mới thổi qua chương 1072, hóa đan. Đại hán vừa nghe lời này, trong lòng trầm xuống, nhưng không hề lộ ra sắc giận, ngược lại cười giải thích. Tiền bối, lý ra chúng ta định cư tại đây chính là do long tiền bối chính miệng đáp ứng. Tiền bối muốn tự nhiên có thể, nhưng bất quá vãn bối trước phải thông chi cho long tiền bối một tiếng. Long tiền bối, ngươi muốn dùng người này đe dọa ta sao? Bất kể là kẻ nào, nếu cảm thấy không phục có thể tới tìm ta, ta tùy thời có thể phụng bồi. Nhưng nửa ngày sau, nếu núi này còn có người thì cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Hàn lập hai mắt quét xuống, sắc mặt âm trầm nói. Mà đại hán sắc mặt đại biến, còn muốn nói thêm điều gì đó xong hàn lập căn bản không muốn nhiều lời, tay áo bảo phất một cái, nhất thời một cỗ kình phong trong tay áo ảo ảo tuôn ra, đại hán cả kinh, hộ thể linh quang quanh người chợt lóe chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn linh áp ảo đến, nguyên bản lời nói ra đến cửa miệng nhưng lại bị một cỗ áp lực thật lớn ngạnh bức trở về. Về phần hai gã lão giả còn lại dựa vào pháp khí mới có thể bay lên không, căn bản ngay cả vòng phòng hộ cũng không kịp mở ra, đã bị kình phong này quét đến, cả người quay tròn một trận, thân mình lảo đảo, dưới áp lực cường đại, hai người này tự nhiên muốn thi pháp bảo vệ chính mình, nhưng thân bị hãm trong kình phong pháp lực bản thân hơn phân nửa không thể dụng một cách quỷ dị, dường như bị người khác trực tiếp thi triển cấm chế trên người. Lần này, hai gã lão giả thật sự là hồn vía lên mây. Cũng may kình phong trong nháy mắt liền tán loạn biến mất đến khi hai gã lão giả một lần nữa ổn định được thân hình, mặt đã cắt không còn chút máu nhìn về phía trước, bỗng phát hiện xa xa yên ắng, hàn lập thế nhưng không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Lão tổ, người nọ là khi nào thì, một gã lão giả mặc hắc bào sau một hồi kinh hồn tăng đởm, hướng đại hàn áo bào cho muốn hỏi thăm một chút. Lệnh mọi người trong tộc lập tức thu dọn đồ đạc, nội trong hai canh giờ phải lập tức rời khỏi nơi đây, đại hán sắc mặt khó coi dị thường, hít sâu một hơi nói, hắn đồng dạng cũng không phát hiện Hàn Lập đã biến mất khi nào. Cái gì, thực sự phải ly khai tuyết liên phong sao? Lý ra chúng ta lúc trước phải rất vất vả đánh bại tuyết liên thất hữu mới chiếm cứ được khu linh mạch này. Đến bây giờ còn chưa quá trăm năm, hơn nữa người này bá đạo ngang ngược, lòng tiền bối chắc sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Một gã hắc bào lão giả thất thanh nói, lão giả còn lại mặc dù im lặng không nói chuyện, nhưng vẻ mặt do dự xem ra cơ nghiệp thật vất vả mới có được khiến hắn đồng dạng luyến tiếc vứt bỏ dễ dàng như thế. Hừ, hai người các ngươi hồ đồ, người này tu vi sâu không lường được, dám giữa thanh thiên bạch nhật hoành hoành bá đạo như thế này, khẳng định có tiền vốn để dựa vào. Linh áp của hắn ta cảm thấy so với long tiền bối còn cường đại hơn, chỉ sợ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Tu sĩ thần thông đến bậc này, long tiền bối cho dù bình thường cùng chúng ta có chút quan hệ sâu xa, khẳng định cũng sẽ giả câm vờ điếc làm sao vì một cái lý ra nho nhỏ xuất đầu. Hơn nữa người này tuy rằng bá đạo, nhưng cuối cùng vẫn cho thời gian để chúng ta rời đi, nếu y không phân biệt trắng đen đồng loạt đem toàn bộ chúng ta diệt sát, ngươi cho là sẽ ai dám vì chúng ta xuất đầu. Chớ quên, tu tiên giới nguyên bản chính là nơi cường giả vi tôn. Năm đó chúng ta chiếm cứ núi này, cũng bởi vì thực lực so với tuyết liên thất hữu hơi cường một ít, mới có thể được các thế lực khác thừa nhận. Chỉ cần chúng ta trung tâm đệ tử lý ra thượng tồn, cùng lắm thì đi tìm một tòa linh sơn khác là được. Còn hơn so với ngạnh kháng một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, tự tìm tai họa diệt tộc. Đại hàn áo bảo cho sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hướng hai tên tiểu bối giáo huấn một trận. Hai tên lão giả lúc này mới như từ trong mộng tỉnh dậy, liên tục gật đầu. Lập tức ba người liền phi độn xuống phía dưới, lóe lên rồi lướt vào trong núi, liền biến mất không thấy bóng dáng. Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm, núi này bỗng xôn sao hẳn lên. Một đám người hoặc chạy vội trên mặt đất, hoặc ngự khí bay lên không. Ở trong núi lớn nhỏ lầu các, động phủ sơn đạo mỗi người mặt đều mang vẻ kinh hoàng, nhưng cuối cùng hành động coi như đâu vào đấy, cũng không có hỗn loạn nhiều lắm. Một thời thần sau, hai đội tu sĩ chia làm hai đường, từ không chung cùng mặt đất chậm rãi rút lui khỏi núi, ước chừng khoảng hai ba trăm người, phần lớn trong số đó là tu sĩ luyện khí kỳ. Có thể ngự khí phi hành chẳng qua chỉ hơn hai mươi người mà thôi. Tốc độ của đoàn người cũng không chậm, trong nháy mắt rút lui khỏi núi này, hướng thẳng núi non bên ngoài mà đi. Những người này hành động lớn như vậy, hiển nhiên làm cho các thế lực địa vực phụ cận phát hiện, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc phái người lại chỗ này điều tra tin tức. Lý gia cũng không có gì phải cố kỵ, trực tiếp thản nhiên thông báo toàn bộ chi tiết. Các tu sĩ đó vừa nghe, Tuyết Liên Sơn lại bị một vị nguyên anh tu sĩ cường chiếm. Một đám kinh hãi, vội vàng phản hồi tông môn nhằm thương lượng đối sách tiền bối cao nhân đột nhiên đến nơi này đối với bọn họ mà nói thực sự là một chuyện hỏa phúc khó lường. Nhưng từ hành động đối phương mạnh mẽ chiếm cứ tuyết liên sơn mà nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngay khi tại phụ cận các thế lực tu sĩ mỗi người đều kinh hãi đảm chiến, bị dọa cho một trận gà bay chó sủa thì hàn lập lại vô thanh vô tức xuất hiện trên khối cự thạch ở đỉnh núi tuyết liên sơn, đem thần thức của mình thả ra, cẩn thận kiểm tra trong núi còn hay không có tu sĩ ẩn nấp không. Kết quả sau chốc lát, hắn một lần nữa mở đôi mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không nói một lời hàn lập vừa lật bàn tay, một đống trận kỳ trận pháp xuất hiện ở trong tay. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh hồng vây quanh núi này bay nhanh vần quanh một vòng, một lát sau lại một lần nữa phản hồi trên đỉnh núi, trận kỳ trận bàn trong tay đều đã không còn sót lại thứ gì. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bốn phía dâng lên vô số cỗ sương mù, trong phút chốc đã đem cả tòa Linh Sơn đều bao phủ vào trong đó, nơi nơi trắng xóa một mảnh nhìn nhìn pháp trận trước mắt đang hình thành cấm chế hàn lập gật gật đầu bộ pháp trận này là hắn lấy được từ trong túi chữ vật của càn lão ma xem ra là một phần của cao giai khí cụ bảy trận đối phó nguyên anh kỳ tu sĩ tuy không đáng giá nhắc tới nhưng nếu là kết đan kỳ tu sĩ lầm bước vào trong đó thoát thân cũng là đại phí chắc trở hơn nữa hắn cũng chưa ngừng tay lại tháo túi linh thú bên hông xuống tùy tay ném vào giữa không trung hai tay bắt lấy pháp quyết hướng lên không trung điểm một cái nhất thời miệng túi mở rộng ra một cỗ hàn khí từ bên trong cuồng mãnh ra, trong đó hỗn loạn hơn 10 con rết trắng như tuyết mang theo hai cánh vô cùng dữ tợn, chính là lục rực xương công. Những con rết từ này trong túi bay ra, vây quanh đỉnh đầu Hàn Lập xoay vòng một trận, trong miệng vang lên tiếng kêu nho nhỏ có vẻ vui sướng dị thường. Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, xem ra nơi đây thời tiết băng hàn, tựa hồ làm cho linh trùng này rất là hưng phấn, lúc này thần niệm hắn di động, 12 con lục rực xương công lập tức hướng bốn phía xương mù tản ra, trong chớp mắt biến mất vào trong đó không thấy bóng dáng. Có ảo trận này cùng 12 con lục rực xương công tương đương kết đan kỳ tu sĩ ẩn núp bên trong, như vậy thì cho dù Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ muốn xâm nhập núi này cũng không dễ dàng. Chuẩn bị phòng ngừa xong xuôi, Hàn Lập không hề trì hoãn dùng linh mục thần thông tìm nơi linh khí nồng đậm nhất trên núi, sau đó dùng thổ độn thuật tiến vào trong đó, mở ra một cái không gian nhất định, rồi đem cái thiên cơ phủ kia phóng ra, nhẹ nhàng đem phủ này đặt vào trong động. Hàn lập trước tiên đem linh trùng cùng linh thú an bài thỏa đáng, liền tiến nhập vào trong mật thất bế quan khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu tiến hành nhập định. Hắn nhập định ước chừng một ngày một đêm, đến khi Hàn lập mở mắt, thân sắc lạnh nhà thong rong, cõi lòng bình tĩnh không hề gợn sóng. Hai tay vỗ vào túi chữ vật trên eo lưng, một bình hồ lô màu son liền xuất hiện trên tay. Một viên thuốc bằng ngón cái được đổ ra, màu xanh biếc hương khí sực nước. Chính là mục tiêu chủ yếu của Hàn Lập trong chuyến đi Côn Ngô Sơn, bồi anh đan. Theo như lời họ phú lão giả của cửu U Tông, luyện hóa đan này cần tối thiểu là nửa năm, Hàn Lập hiển nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài thời gian. Có thể sớm đem đan này luyện hóa, đối với tu luyện sau này cũng như đối phó địch nhân tự nhiên thuận lợi hơn nhiều. Há mồm đem đan dược xanh biếc nuốt vào trong bụng, Hàn Lập nhất thời chỉ cảm thấy như nuốt vào một đoàn khí lạnh, nhưng sau đó cảm giác nóng bức nhẹ nhẹ bắt đầu phát ra. Hàn Lập không dám chậm trễ, đem hồ lô thu lại, sau đó nhắm lại hai mắt, hai tay bắt đầu niệm chú, lại tiếp tục nhập định. Mà giờ khác này nếu có tu sĩ khác xem xét tình hình trong cơ thể Hàn Lập, sẽ phát hiện Nguyên Anh cao hai tấc ở trong người của Hàn Lập bây giờ đang mở hai mắt, há mồm phun ra một đám anh hỏa màu xanh, đem đan dược màu xanh biếc kia vây vào bên trong, đang từ từ luyện hóa. Gian mật thất lặng ngắt như tờ, giống như không hề có người. Thời gian lũ lượt qua đi, bất chi bất giác đã là nửa năm trong mật thất thủy chung vẫn duy trì im lặng, nhưng ở bên ngoài tuyết liên sơn, trước sau có ba người từng đến đây. Đầu tiên là một gã tu sĩ phụ cận có thực lực kết đan kỳ, rồi một gã cao giai tán tu từ địa phương khác mộ danh mà đến, ngay cả một ngân bào lão giả tự phụ thần thông cũng một mình tới bái phỏng một lần. Người này cũng là gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ duy nhất từng tới đây. Nhưng vô luận là người nào, vừa thấy trăm dặm xung quanh minh mông khôn cùng sương mù, lại hô lớn vài tiếng không có kết quả chỉ đành bất đắc dĩ phản hồi. Tên ngân bào lão giả kia nhưng thật ra cảm thấy không phục, từng xông vào xương mù một lần. Kết quả chính là trong một thời gian ngắn ngủi, vang lên tiếng côn trùng nhọn sắc rồi y buộc phải lui ra. Cánh tay của y đã trở nên trong suốt, bị một tầng hàn băng bao phủ. Mặc dù cũng không có cái gì tổn thất, song vị này cũng không dám tiếp tục đụng vào cấm chế, chỉ có thể cảm thán một tiếng rồi đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương ở trong pháp trận bày ra linh trùng lợi hại như thế hiển nhiên là không muốn tiếp đón khách nhân. Hơn nữa chừng đó cũng đủ chứng minh đối phương là nguyên anh tu sĩ có thần thông hơn xa mình. Nên y cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn chọc giận đối phương. Không bao lâu, lấy tuyết liên sơn làm trung tâm trong phạm vi 10 vạn dặm các thế lực tu sĩ lớn nhỏ đều biết tuyết liên sơn có một vị tiền bối cao nhân thần thông to lớn. Vị long tiền bối liên tục xưng bá nơi đây mấy trăm năm tựa hồ cũng không dám trêu chọc. Kể từ đó, tất cả thế lực đều thấp thỏm lo âu. Tuyết liên sơn mấy ngàn dặm xung quanh đều trở thành vùng cấm, tất cả tu sĩ từ nay về sau đều rất ít qua đây, sợ sẽ quấy nhiễu vị tiền bối cao nhân thanh thu, do đó sẽ chiêu chọc phải đại phiền toái. Cũng may hơn nửa năm trôi qua, tuyết liên sơn thủy trung vẫn duy trì im lặng, vị cao nhân này tựa hồ không thích nhúng tay vào chuyện tình nơi đây. điều này làm cho các thế lực khác vốn như ngồi trên đống lửa cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm đi không ít. nhưng một ngày không ai biết rằng hàn lập vốn đang ở trong mật thất bế quan cuối cùng cũng luyện hóa xong bồi anh đan. hắn mở mắt trên mặt ánh huỳnh quang chấp lòe, bộ dáng tu vi đã có đột phá. Chương 1073, mật thất luyện bảo. Hàn Lập chậm rãi đứng dậy lật bàn tay, một đoàn thanh mang hiện lên. Sau đó thanh mang ngưng tụ lại, áp xúc trong nháy mắt thành một quang cầu lớn chừng quả trứng chim, mặt trên quang cầu ánh sáng chấp lòe phảng phất như thật thể. Xem ra Nguyên Anh sau khi lớn mạnh pháp lực cũng đã gia tăng không ít. Hàn Lập nhìn chằm chằm quả cầu linh lực tinh thuần trong tay, miệng lẩm bẩm nói: bàn tay hàn lập vung lên quang cầu liền tiêu thất tán loạn tiếp đó hắn vỗ lên thiên linh cái chính mình nhất thời một đoàn thanh khí từ phía trên bắn ra xoay một vòng rồi hóa thành một đứa trẻ sơ sinh có nét mặt giống hắn chính là nguyên anh nguyên bản cao hai tấc sau nửa năm nay lại lớn thêm nửa tấc nữa không chỉ vậy thân thể nguyên anh rõ ràng so với lúc trước được ngưng cố hơn rất nhiều mà hai tay nguyên anh ôm một tiểu đỉnh màu xanh trên đầu lại có một phù triện màu xanh biết bay vòng quanh Bốn phía có hơn 10 khẩu tú hoa phi châm rất nhỏ phân thành kim thanh hai màu bay múa xung quanh, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. Nguyên Anh sau khi đi ra tựa hồ hưng phấn dị thường, bay quanh khắp nơi trong mật thất chơi đùa hơn nửa canh giờ mới tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, một lần nữa bay trở về trong cơ thể. Vốn Hàn Lập hai mắt đang nhắm nghiền lại lần nữa mở ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nguyên trước khi dùng bồi anh đan lấy trình độ của Nguyên Anh chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể hoạt động chừng nửa canh giờ mà thôi. Nếu kéo dài sẽ đại hao tổn căn nguyên Nguyên Anh. Nghe nói chờ tu vi tiến dài tới hóa thần hậu kỳ Nguyên Anh mới có thể chân chính ngưng cố toàn hình, không cần e ngại dương cương chi phong của thế gian, có thể thoát ly thân thể tùy ý hoạt động. Đó cũng là ỷ trượng lớn nhất của tu sĩ tới hóa thần hậu kỳ khi phi thăng linh giới. Bất quá hắn pháp lực mặc dù tinh tiến ngàn dặm nhưng tu luyện tới Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh còn rất lâu. Chẳng qua kỳ quái chính là trải qua tế luyện một phen bồi anh đan, hắn có thể cảm ứng rõ ràng được, Chính mình chỉ cần tĩnh tỏa khổ tu hơn trăm năm liền có khả năng đem pháp lực tu luyện tới bước đột phá, tựa hồ trong đó sẽ không vấp phải bình cảnh. Loại cảm giác kỳ dị này đối với Hàn Lập mà nói tự nhiên là một việc vô cùng kinh nghỉ. Hắn đem Nguyên Anh trở về chỗ cũ rồi điều tiết khí thức, miệng hé ra phun ra lưỡng đạo kim quang. Chúng quay vòng bay múa một trận rồi biến thành hai thanh phi kiếm màu vàng, thoạt nhìn có chút ảm đạm. Chính là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm bị cổ ma lấy đi và ma hóa một thời gian ngắn tuy rằng chúng linh tính vẫn chưa hoàn toàn mất đi nên cũng có thể miễn cưỡng xuất ra cùng người tranh đấu. Nhưng nếu là tạo thành đại nguyên kiếm trận tựa hồ uy lực giảm mạnh, cho nên Hàn Lập chuẩn bị bỏ chút thời gian tế luyện lại hai thanh phi kiếm một phen, làm cho uy lực của chúng nó hồi phục như cũ. Vì thế thần niệm của hắn vừa động, hai thanh phi kiếm bay đến trước mặt cách vài thước, huyền phù bất động. Tiếp đó hắn hé miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh, phút chốc đem hai thanh phi kiếm bao vây trong đó. Nhìn thanh diễm lập lòe, tay áo hàn lập phất một cái, mấy cái bình nhỏ đã sớm chuẩn bị nhất nhất đổ ra bột phấn sát nhập vào bên trong thanh diễm. Chúng tỏa ra linh quang rực rỡ cuối cùng tan ra tụ ở trên phi kiếm. Hàn lập mắt không chấp trông chừng hai thanh phi kiếm, mười ngón tay liên tục bắn ra pháp quyết khống chế quá trình tế luyện. Tế luyện phi kiếm rằng có mất ba ngày ba đêm khiến sắc mặt hàn lập tái nhợt vô huyết. Sau khi miệng phun ra một đoàn máu huyết, một hóa thành hai rót vào phi kiếm mới xong toàn bộ quá trình. Giờ phút này hai thanh thanh trúc phong vân kiếm lại một lần nữa kim quang sán lạn, ma khí còn sót lại đều bị luyện hóa không còn tí gì. Há mồm đem hai thanh phi kiếm thu vào trong cơ thể. Hàn lập liền nghỉ ngơi mất một ngày mới một lần nữa khôi phục pháp lực. Cảm ứng được linh lực trong cơ thể tràn đầy, hàn lập hơi cân nhắc, lục quang chợt lóe, một kiện mộc thước xanh biếc xuất hiện trong tay. Lấy tay vuốt ve đường vân dị thường cổ xưa, trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Không cần phải nói vật ấy chính là bát linh xích linh bảo lúc trước ở trong trấn ma tháp hàn lập cũng có xem qua thâm ảo của vật này tựa hồ linh lực bình thường đối với bảo vật này không có vẻ gì là khu xử được đương nhiên lúc ấy bởi vì thời gian khẩn cấp hắn vẫn chưa thực sự nghiên cứu xác nhận việc này hiện giờ hàn lập một tay cầm bát linh xích năm ngón tay còn lại thanh quang lưu chuyển bắt đầu hướng vào trong đó chậm rãi quán chú linh lực quả nhiên giống như trước đây linh lực rõ ràng lưu động trong tay nhưng xích vẫn không có chút nào biến hóa chỉ có mặt trên bảo vật này phát ra linh quang mà thôi. Sau khi rót vào một phần mười linh lực vẫn không có tác dụng, Hàn Lập quyết đoán đem pháp lực thu lại. Một lát sau hắn đột nhiên nhấc tay vươn một ngón tay ra. Quang mang chấp động, kim cương cháo trong cơ thể Hàn Lập bước ra một tia Phật quang, Phật quang đi ra nhập vào trong bát linh xích. Lúc này vốn mục xích không hề động đậy nay hào quang nhoáng lên một cái, một cỗ thanh quang theo mộc thước bắn ra, huyền phù ở trên không trung hóa thành một mảnh xanh biết chữ viết dường như là một bộ khẩu quyết hàn lập cả kinh ngưng thần nhìn lại quả nhiên là thế chỉ nhìn vài lần hắn liền thở dài ra một hơi tựa hồ đã sớm đoán ra vài phần bát linh xích quả nhiên là phật môn chi bảo nên hẳn là phải dùng phật quang mới thúc giục được bảo này mà văn tự phật quang hiển lộ chính là bát linh xích thông bảo quyết hàn lập tu luyện công pháp cho đến nay vẫn lấy đạo môn công pháp là chính kiêm tu một ít ma môn bí thuật phật môn công pháp tu luyện chỉ có duy nhất minh vương quyết nhưng pháp quyết này mặc dù là phật môn công pháp song lấy luyện thể là chính tu luyện gian nan cực kỳ hơn nữa dịch kinh tẩy tủy thống khổ không phải người bình thường có thể chịu được hắn chẳng qua tu luyện đến tầng thứ hai mà thôi căn bản không thể xuất ra cái gì gọi là phật quang chẳng qua phật quang trên kim quang cháo phi thường tràn đầy chính là có thể dùng để tu luyện tầng thứ nhất thông bảo quyết của bát linh xích hàn lập tâm niệm như điện trong nháy mắt đã có quyết định bát linh xích cho dù chỉ có thể mượn chút thần thông nhưng thân là thông thiên linh bảo uy lực tự nhiên không phải là nhỏ có quyết định này, Hàn Lập lúc này tiếp tục rót Phật quang vào một thước, làm cho thanh quang càng trở nên sáng rõ liền bắt đầu tập trung âm thầm ghi nhớ khẩu quyết. Thông bảo quyết bát linh xích cùng hư thiên đỉnh quả nhiên bất đồng, chẳng qua tu luyện cũng không gian nan. Tầng thứ nhất chỉ cần một năm công phu là có thể sơ thành. Hắn ghi nhớ xong liền phất tay áo, thanh quang mở dần, bát linh xích lại được thu vào. Bàn tay chuyển lật, can hắc phong kỳ chỉ còn non nửa cán xuất hiện trên tay. Tàn bảo này hiện giờ không những thiếu mất phân nửa cán phiên, mà ngay cả mặt phiên cũng bị tàn phá, thoạt nhìn đúng là không thể khôi phục. Nhưng là trên mặt kỳ vẫn còn hắc mang chấp độc, linh tính vẫn chưa mất hết. Có thể thấy được bảo vật này khi chưa hư hại linh tính rất mạnh. Chẳng qua hàn lập lấy ra không phải muốn nghĩ phương pháp chữa trị bảo vật này, mà là đối với loại không gian bảo vật này hắn phi thường hứng thú. Muốn từ nó có thể hay không lĩnh ngộ được điều gì. Dù sao không gian bảo vật không chỉ là thông thiên linh bảo mà ngay cả bảo vật bình thường cũng là rất hiếm thấy. Về phần túi chữ vật, cái loại đê dài pháp khí này căn bản không có cái gì để nghiên cứu đáng tiếc chính là cấp bậc thông thiên linh bảo này vượt xa mức lĩnh ngộ bây giờ của hàn lập hắn đau đau khổ khổ cầm hắc phong kỳ nghiên cứu mấy ngày cuối cùng cũng không thu hoạch được gì hàn lập chỉ có thể tiếc nuối đem nó thu hồi lại lấy ra hỏa diếm cự đỉnh chiếm được trong hóa linh điện quan sát nghiên cứu một chút bảo vật này mặc dù là vô tình có được linh tính nhưng tuyệt đối có thể xưng là cổ bảo hiếm gặp cự đỉnh có thể sinh ra hơn một ngàn trí dương hảo cưu uy lực không thể coi thường. Đương nhiên xuất hiện cùng đỉnh này là tài liệu vô danh trong suốt kia, hơn 10 hỏa trụ cùng với hai khối bé, một khối lớn ba khối hắc tinh lấy được trong âm dương quật. Tuy nhiên, Hàn Lập bây giờ cũng không có thời gian đi xử lý. Tiếp đó là đem kiện thư cuốn chiếm được trong côn ngô điện cùng thổ hoàng sắc hàng ma trượng lấy được trong túi chữ vật của càn lão ma lấy ra. Những thứ đều là bảo vật thành danh của côn ngô tam lão, uy lực cực kỳ to lớn, chỉ cần hơi tế luyện là có thể sử dụng như ý, Hàn Lập tự nhiên không thể bỏ qua chuyện tốt như thế này. Cuối cùng hắn xuất ra kiện huyết nhận vốn cực kỳ chờ mong kia, song sau khi nghiên cứu không khỏi thở dài thất vọng. Huyết nhận rõ ràng cũng là dùng hắc yêu toàn luyện chế mà thành, phòng chừng mất hai khỏa như ở hội đấu giá ngầm trước kia mới luyện chế ra. Nhưng nhận này trước đây bày ra uy lực đáng sợ thôn phệ huyết nhục tinh hồn của Nguyên Anh tu sĩ, song bây giờ uy lực không còn sót lại chút gì, đã biến thành một kiện bảo vật cực kỳ bình thường lấy sự lịch duyệt của Hàn Lập bây giờ hơi nghĩ lại tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được ảo diệu trong đó. Cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, hắn liền vỗ vào ót, kim cương cháo màu vàng do kim cương xá lợi biến thành hiện ra. Nhưng trong đó gồm năm đạo kim quang lập lòe kim cầu. Hàn Lập nhìn vào trong cháo, trên mặt lần đầu hiện lên vẻ ngưng trọng, trong mắt ẩn ẩn có một tia do dự cùng trần chờ giống như muốn làm cái gì đó mà rất khó quyết định, nhưng lập tức không biết nghĩ đến điều gì, Hàn Lập nhướng mày, vươn tay điểm về phía kim cương cháo nhất thời linh quang màu vàng quanh cháo run lên rồi cuồng trướng ra. Mà bên trong năm khối kim cầu sau khi một tiếng sấm vang lên, vô số hồ quang tinh tế chấp động, sau lấp hồ quang lộ ra năm bộ khô lâu nhân hình, trong lồng ngực của chúng còn có một đầu khô lâu màu đen bị phù triện vây quanh làm cho không thể nhúc nhích mảy may. Đây đúng là hóa thân ngũ tử đồng tâm ma mà vị âm la tông đại trưởng lão cản lão ma kia tu luyện. chương 1074 Thu Ma, ngũ tử đồng tâm ma này mỗi con đều có tu vi nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa bị ma công tế luyện qua, ngũ ma có thể tâm đầu ý hợp, còn tinh thông liên thủ hợp thể ma công, chống lại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Nếu có thể thu làm của mình mà nói, nhất định là một trợ lực khó cầu, nhưng chỉ sợ ngũ ma này hung tính khó thuần, hơn nữa đã phản phệ chủ nhân một lần, thu phục chúng nó chỉ sợ phải mạo hiểm một chút hàn lập thở dài, thấp giọng tự nói vài câu, một tay vỗ túi chữ vật, một ngọc giản màu đen hiện lên trong tay, hắn mặc kệ ngũ ma trong kim cương cháo, đem tâm thần đắm chìm vào trong ngọc giản. Ích tà thần lôi trên người ngũ ma tuy rằng đã bị hao tổn gần hết muốn tán đi, nhưng thời gian dài bị Phật quang kim cương cháo bao phủ bên trong, quanh thân còn có bị dán nhiều cấm chế phủ khiến ngũ ma vẫn hữu khí vô lực không thể động đậy, bộ dáng tựa hồ khí thế độc ác đã mất hết. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập thần sắc khẽ động đem thần niệm rút ra khỏi ngọc giản, ngẩng đầu ngắm nhìn ngũ ma, ánh mắt chớp động không ngừng. Ngọc giản màu đen này là hắn lấy được trong túi chữ vật của càn lão ma, vốn là một quyển ma kinh vô danh. Ma kinh có vẻ cũng không được chọn vẹn, nhưng bên trong có ghi lại vài loại ma công bí thuật lợi hại vô cùng, trong đó có phương pháp tu luyện ngũ tử tâm đồng ma. Chiếu theo ma kinh mà nói, muốn tu luyện ngũ tử tâm đồng ma trước hết phải tìm được thi thể năm tên tu sĩ nguyên anh kỳ mới chết không lâu, nguyên anh bọn họ phải tán loạn biến mất, chỉ còn lại một cỗ oán khí còn quấn quanh thi thể mới được. Được như thế liền có thể đem năm cỗ thi thể này dùng các loại tài liệu quý hiếm ra dĩ bồi luyện, sau đó chôn chúng nơi âm khí tích tụ, mỗi một tháng phải chém giết một gã tu sĩ luyện công pháp âm thuộc tính, dùng huyết nhục tinh hồn bọn họ để đúc ngũ thi. Cứ trăm năm như thế trôi qua, ngũ ma liền tự hành thông linh, mở ra linh trí. Lại dùng bí thuật đặc thù, đồng thời tế luyện ngũ thi thêm mấy chục năm ngũ tử tâm đồng ma mới bước đầu sơ thành. Nhưng lúc đầu chúng cũng chỉ có kết đan kỳ tu vi, Tu vi thần thông về sau thế nào thì phải xem tâm huyết cùng tinh lực hao phí của người tế luyện. Nói là nói như vậy, nhưng ngũ ma tu vi tới kết đan hậu kỳ rồi rất khó tiến thêm. Mà Càn lão ma cũng là kỳ tài ngút trời, không biết tế luyện ngũ ma như thế nào nhưng khiến cho tất cả ngũ ma đều đồng thời tiến cấp lên nguyên anh sơ kỳ. Song chính là như vậy mới dẫn đến kết cục không khống chế được ngũ ma để chúng phản phệ. Nếu là kết đan kỳ mà nói, bằng vào thần thông Càn lão ma, như thế nào cũng có thể ngăn chặn được. Dựa theo phương pháp tế luyện ngũ tử tâm đồng ma, Hàn Lập tự nhiên không có khả năng thao túng bọn chúng, hắn cũng chẳng theo phương pháp bắt đầu tế luyện từ lúc đầu. Chẳng qua bản ma kinh này còn có một loại bí thuật khống ma, khiến cho Hàn Lập tự nhủ việc thao túng ngũ ma là có thể. Trước tiên phải mạnh mẽ hạ nhiều loại đặc thù cấm chế trên người ngũ ma, tái phối hợp dùng máu huyết trên thân thường xuyên dưỡng ma. Kể từ đó, dùng một loại đặc thù pháp quyết cũng có thể miễn cưỡng khống chế ngũ ma. Nhưng loại thủ đoạn này, chắc chắn không bằng càn lão ma thao túng sử dụng ngũ ma như phân thân của chính mình, cũng không thể đem nguyên anh chính mình tùy thời tá ẩn vào trong cơ thể ngũ ma. Hơn nữa đến khi bị phản vệ lại viễn siêu mấy lần càn lão ma, cơ hồ chỉ cần tu vi yếu bớt không thể áp chế ngũ ma, hoặc là cung cấp máu tươi không đủ, ngũ ma này sẽ phản vệ vô cùng tàn khốc. Chẳng qua loại phương pháp này cũng có một loại ưu đãi, đó là không cần đem tinh hồn ngũ ma cùng nguyên anh của mình tế luyện tại một chỗ. Cho dù phản phệ, hàn lập vẫn có thể tránh đi sẽ không bị độc thủ của ngũ ma phương pháp này cho dù hung hiểm song thu phục được ngũ ma có chỗ tốt rất lớn đây là điều làm cho hàn lập không thể kháng cự cho nên hàn lập sau khi hơi chút do dự vẫn cắn răng phun ra một đoàn máu huyết liên tiếp mấy đạo pháp quyết bắn ra lóe lên rồi biến mất trong đoàn máu huyết chỉ khoảng nửa khắc trên đoàn máu thế nhưng lại hiện lên màu vàng sáng bóng hàn lập sắc mặt đã chuyển màu sám trắng Tựa hồ hao phí máu huyết này không phải tầm thường giống như đại hao tổn nguyên khí. Nhưng hắn cũng không có ý tứ lập tức điều tức, ngược lại một tay vung lên, một đạo thanh mang qua đi, đoàn máu huyết biến thành năm viên châu lớn chừng ngón cái. Sau đó Hàn Lập phất tay áo một cái, huyết châu không có gió mà tự động bay lên, tiến về phía Ngũ Ma. Hàn Lập thần niệm vừa động, huyết châu chợt lóe, chậm rãi hướng năm Khô Lâu thổi tới. Nguyên bản chủ hồn vốn đang hấp hối của Ngũ Ma đã biến thành đầu Khô Lâu màu đen. Khi huyết châu vừa bay đến gần, hai mắt chúng nhìn chằm chằm huyết châu, lục quang chấp động không thôi, tiếp đó giống như bị kích thích, ở trong lồng ngực khung xương loạn động không ngừng có vẻ hưng phấn dị thường. Nhưng năm đầu khô lâu khi đụng đến đám phủ rậm rạp rán trên khung xương liền bị linh quang chớp lóe bước trở về, điều này làm cho bọn chúng càng trở nên bạo ngược hung hãn, cái miệng đầy răng nanh của chúng không ngừng phát ra quái âm khanh khách. Trong mắt hàn lập hàn quang chợt lóe, khoát tay, năm thanh kim sắc tiểu kiếm từ tay áo bắn ra, rồi lại hiện ra trước mặt năm đầu khô lâu, lóe lên rồi mạnh mẽ đem bọn chúng đóng đinh trên hư không, rốt cuộc không thể nhúc nhích mảy may. Trong miệng khô lâu không ngừng vang lên tiếng hô, lục quang trong hai mắt chợt sáng chợt tối, trông quỷ dị vô cùng. Hàn lập bất động thanh sắc bấm tay niệm chú, tiếng sấm ẩm vang. Ích tà thần lôi trên thân kiếm cuồng mãnh ra, kim hồ điện võng chấp động, năm đầu khô lâu bị xét đánh run lên một trận thanh âm chuyển thành tiếng ô ô, nhất thời dáng vẻ độc ác giảm đi không ít. Nhìn thấy vậy, mặt hàn lập mới hiện lên vẻ hài lòng năm viên huyết châu nhoáng lên một cái rồi bắn vào trong miệng đầu khô lâu đầu khô lâu sau khi phục huyết châu lục quang trong mắt cuồng trướng khí thế lập tức khôi phục không ít hàn lập nhắm lại hai mắt hai tay bắn ra một pháp quyết cổ quái đem thần niệm chậm rãi thả ra mượn máu huyết làm vật dẫn tiến hành câu thông thần niệm cùng ngũ ma có chút ra ngoài dự đoán của hàn lập ngũ ma sau một lát ánh mắt liền trở nên mềm mại khí thế bạo ngược có vẻ cũng trở nên hòa hoãn hơn thở phào một cái hàn lập một tay sờ túi chữ vật năm cây tế châm pháp khí ngân quang long lánh xuất hiện trong tay cánh tay giơ lên năm đạo kim quang biến mất trong đầu khô lâu sau đó miệng hắn lẩm bẩm há mồm phun ra năm đoàn thanh khí thanh khí trong tiếng chú ngữ không ngừng biến ảo cuối cùng hóa thành năm người nhỏ bé màu xanh nhạt trừ bỏ bộ mặt ra thì đầy đủ tay chân hình dáng hàn lập vừa thấy tiểu nhân màu xanh thành hình tiếng chú ngữ trong miệng dừng lại quát khẽ một tiếng một tay hướng hư không vung một chảo trực tiếp hướng về phía mật thất ngầm dưới đất quơ ra năm đạo pháp khí màu vàng nhạt, cuồn cuộn sát nhập vào trong cơ thể tiểu nhân, phảng phất giống như năm con linh xà linh hoạt dị thường. Miệng Hàn Lập hô một tiếng đi năm tiểu nhân nhoáng lên rồi lao thẳng về phía ngũ ma liền biến mất không thấy bóng dáng. Năm pháp khí kia là khi trên đường phi độn tới nơi này, dựa theo một vài loại ma kinh bí thuật luyện chế mà ra. Tài liệu luyện chế chính là cương ngân còn sót lại, xem như chắc chắn dị thường. Làm xong hết thảy, Hàn Lập lại chưa dừng tay từ trong túi chữ vật lấy ra một đám dược hoàn màu bạc. Vung tay lên, hơn 20 viên dược hoàn rít lên từng tiếng xé gió, lóe lên rồi lướt trên không trung, phân biệt đính lên cổ cùng tứ chi của ngũ ma, sau gió quỷ dị tiêu thất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Làm tốt hết thảy, Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vung tay lên, cương cháo màu vàng nhoáng lên, thu nhỏ lại rồi tự động bay nhanh xuống tay Hàn Lập. Mà năm bộ khung xương cùng khô lâu màu đen lại quỷ dị lưu lại tại chỗ, linh quang chớp động một trận, phù triện trên người chúng nhất nhất bị ma diễm vô danh hóa thành hư ảo, đồng thời năm khẩu phi kiếm màu vàng cũng bay vụt mà về. Năm khô lâu đạt được tự do, lập tức biến thành năm cỗ khí xám trắng bay vào trong khung xương biến mất vô ảnh vô tung. Hàn lập thấy thế, lúc này trong lòng nhớ lại bí thuật khống ma ghi trên ma kinh, thần niệm hắn vừa động, năm bộ xương khô nhất thời lắc lắc đứng dậy, chậm rãi hướng Hàn lập khinh phiêu phiêu bay đến. Tâm niệm lại chuyển, năm bộ xương khô ngừng lại, nhưng lục cân hai mắt hơi hơi chấp động, thân mình tựa hồ muốn lại gần Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, tiếng chú ngữ trong miệng vang lên. Năm viên hoàn màu bạc đồng thời xuất hiện trên người năm bộ xương khô, ngọn lửa màu xanh theo đó mãnh liệt cháy lên. Một cỗ hương khí bộc phát đem thân hình ngũ ma đồng thời chấn lui ra sau, trong miệng chúng phát ra tiếng chi chi hoảng sợ, có vẻ kinh hoàng dị thường. Chú ngữ dừng lại, thành diếm cũng tiêu thất, nhưng ngũ ma cũng biết lợi hại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trở nên thành thật tê hơn rất nhiều. Hàn Lập âm thầm gật đầu vốn hắn cũng không hy vọng ngũ ma có thể đến cảnh giới tùy tâm sở dục, chỉ cần có thể nghe lệnh dùng để ngăn địch là được rồi. Nghĩ như thế, một bình nhỏ màu đen từ trong tay bay ra, năm cỗ ma khí xám trắng xoay tròn chốc lát rồi ngoan ngoãn bay vào bên trong. Hàn lập đợi cỗ khí xám trắng cuối cùng bay vào trong liền lập tức đem nắp bình khép lại, linh quang chấp động theo sau một tấm phủ đã dán vào nắp bình. Sau đó hắn mới cẩn thận đem bình đen thu vào trong túi chữ vật về sau chỉ cần cách một thời gian ngắn xuất ra một lần tự thân máu huyết là có thể bình yên vô sự. Chẳng qua đây cũng là hàn lập tự phụ đan dược bổ sung nguyên khí sung túc mới dám làm cái việc mạo hiểm này. Nếu không tu vi cho dù có cao thâm hơn nữa cũng không dám xuất máu huyết như thế để đi nuôi nấng ma đầu. Dù sao máu người cũng là cơ bản của nguyên khí, làm như thế chính là cái được không đủ bù cái mất. Năm đó vị ma đạo cao nhân sáng lập ra bí thuật này cũng bởi vì tự thân y là luyện đan đại sư mới có thể dùng đan dược bổ sung huyết khí, không sợ máu tươi tổn thất mới có thể nghiên cứu ra khống ma bí thuật này. Thu phục được ngũ ma, tâm tình hàn lập rất tốt, song lại còn có một chuyện trọng yếu phải làm. Chính là đem hỏa thuộc tính lấy được trong cửa đỉnh, thái âm chân hỏa, tiến hành luyện hóa đại khái, dùng để đối phó địch nhân, về sau còn cùng tử la thiên hỏa dung hợp. Đây không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, hiện tại Hàn Lập căn bản là không lo lắng nhiều lắm. Chương 1075, Bắc Minh Đảo Tuyết Liên Sơn từ sau khi bị vô tận xương trắng bao phủ đã được hơn 10 năm, mọi người đều biết núi này có một vị cao nhân thần thông quảng đại tính thu, hiển nhiên không có ai dám vào khu vực này loạn động làm cho mấy năm nay núi này vẫn im lặng như lúc ban đầu, duy trì tình hình như khi Hàn Lập mới đến. Mà các thế lực phụ cận, mắt thấy vị cao nhân thật sự chỉ muốn tìm một chỗ linh địa để tu luyện, những năm gần đây đều không có hành động khác cũng yên tâm hơn vài phần. Trừ bỏ việc dặn dò môn hạ không được tiến vào khu vực này ra, cũng không có dám động cái gì tay chân. Vào một ngày, không trung phụ cận tuyết liên sơn đột nhiên nổi lên đại tuyết lông ngỗng, một đám bông tuyết thật lớn giống như hoa cây bổ công anh phủ xuống, trong từng trận từng trận cơn lốc như từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ núi non, trong phút chốc khiến cả vùng mờ mịt trắng xóa bông tuyết. Cơ hồ trong khoảnh khắc, trên mặt đất tuyết dày thêm chừng một trượng. Gió tuyết lớn như thế cho dù ở đây cũng là bất thường. Tu sĩ bình thường cũng không nguyện trong thời tiết này xuất môn, nhưng trên đỉnh núi tuyết liên sơn bỗng nhiên bắn ra một đạo chói mắt thanh hồng, chợt lóe lên rồi mất vô ảnh vô tung trong không trung phụ cận. Hơn nửa canh giờ sau, Thanh Hồng lại hiện ra ở một địa phương khác, không ngờ là đã thoát ly khỏi phạm vi bão táp, xuất hiện ở trên không hoang dã sơn lĩnh. Hào quang chợt tắt, một thanh bào thanh niên hiện ra, làn da ngăm đen, tướng mạo bình thường, đúng là hàn lập. Trải qua hơn 10 năm bế quan khổ tu, hắn rốt cuộc cũng đã hoàn thành mục đích. Đem thái âm chân hỏa hút vào trong cơ thể, bước đầu mà nói là đã ngưng cố thành công hắn quả quyết nếu như chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần không gặp vài tên nguyên anh hậu kỳ liên tục vây công, hoặc đụng phải loại tồn tại đáng sợ như nguyên sát thánh tổ là đủ có thể tung hoành nhân giới tự bảo vệ mình. Dù sao có ngũ tử ma cùng nhân hình khôi lối cùng phụ trợ, hắn bất luận là thần thông hay tu vi so với trước đây khi tiến vào côn ngô sơn đã mạnh hơn nhiều lắm. Chính là đụng độ tu sĩ sau nguyên anh kỳ cũng có thể bảo mệnh. Mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn phỏng trừng chuyện côn ngô sơn cũng đã lắng xuống, cho nên không vì thời tiết mà rời núi, nhằm phương hướng Bắc Minh đảo bay đi. Ước chừng nửa tháng sau, tu sĩ phổ cận mới ngẫu nhiên phát hiện tuyết liên sơn xương trắng đã biến mất, không có một bóng người. Giống như đã bị người ta bỏ lại, những thế lực tu sĩ kia hơi giật mình, tự nhiên muốn đem khối linh điện này về tay, lại khiến cho một hồi mưa gió đấu tranh nổi lên. Bắc Minh băng đảo kỳ thật là một bán đảo mà thôi, ba mặt là biển, mặt còn lại nối thẳng với đất liền, cùng xương quận chỉ cách có một châu. Nói ba mặt là biển thực ra cũng không thỏa đáng, chính xác phải nói ba mặt là băng mới đúng. Bởi vì nơi này là giới hạn cực bắc mà phàm nhân có thể tới, thời tiết băng hàn nước đóng thành băng, tu sĩ nếu là tu vi đê dai cũng không dám khoác áo mỏng mà hành tẩu ở bên ngoài. Khí hậu lạnh như băng, ba phía giáp biển đều là một mảnh băng tuyết khôn cùng. Mênh mông vô bờ băng sơn cơ hồ trải ra vạn dặm, cũng không ai biết chính xác là có bao nhiêu rộng lớn. Bắc Minh đảo thực tế chẳng qua chỉ rộng trăm vạn lý, tại phía bắc đảo tu kiến một tòa băng thành thật lớn, chính là đại danh đỉnh đỉnh bắc giả tiểu cực cung, được xưng là bắc địa đệ nhất tông. Nói thật, luận thực lực tông môn tiểu cực cung so với đại tấn chính mà thập đại tông môn cũng không kém hơn bao nhiêu, song vì bắc minh đảo quá hẻo lánh, phần lớn tông môn đại tấn tu tiên giới căn bản không thừa nhận cung này thuộc biên hải đại tấn, mà xếp nó vào tông môn tu sĩ hải ngoại, cho nên mới bị bài danh ở ngoài danh sách đại tấn tông môn. Chính ở tại Bắc Bộ Đại Tấn trong mấy châu quận, tiếng tăm bắc giả tiểu cực cung như sấm bên tai, chỉ sợ so với thái nhất môn cùng thiên ma tông còn cường hơn vài phần. Trong những châu quận ở đây, tiểu cực cung còn có danh xưng là bắc thiên cung. Muốn bái nhập cửa cung tán tu cùng đê giai tu sĩ nhiều vô số kể. Tiểu cực cung chiêu nạp môn hạ đệ tử, đồng dạng cũng phân thành nội ngoại cung, nội cung đệ tử chính là thu nạp ở vài đại thế gia trên bắc minh đảo, còn ngoại cung đệ tử chúng tuyển là các tiểu thế gia trên bắc minh đảo cùng tán tu. Đương nhiên nếu là đệ tử ngoại cung có tư chất kinh người hoặc lập được công lớn cũng có cơ hội chuyển thành đệ tử nội cung. Nội cung đệ tử không cần đề cập tới, nếu là có người tự nhiên tư chất không tốt, muốn bái nhập ngoại cung nhất định phải đi bộ xuyên qua nơi cực hàn rộng lớn cách tiểu cực cung 10 vạn lý. Bước vào phạm vi này rồi, bởi vì cấm chế mà đê giai tu sĩ không thể ngự khí phi hành, chỉ có dựa vào thần thông tu vi của chính mình để ngăn cản băng tuyết lạnh lẽo. Chỉ cần có thể kiên trì đến được tiểu cực cung sẽ được tiểu cực cung tiếp nhận thu làm đệ tử ngoại cung. Dù sao vô luận là dựa vào tu vi pháp khí hay là đan dược thông qua nơi đây, đều có thể nói bọn họ đều không tệ. Nhưng là người có thể thành công hiển nhiên là không nhiều lắm. Không ít tu sĩ trực tiếp xông vào trong cực hàn băng địa, vì tiền đồ đại đạo sau này, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong số đề dài tu sĩ hàng năm vẫn có khối người như vậy. Lúc này đây, cách tiểu cực cung mấy vạn lý có hơn 10 người thân mang áo choàng gia thú, cả người linh quang chấp động. Trong tiếng gào thét của gió tuyết đang gian nan đi tới. Trong thời tiết này bọn họ đã đi được nửa tháng, mấy người trong đó sắc mặt đã tái nhợt vô huyết, cước bộ hơi lảo đảo, nhưng không có người nào dám dừng lại nghỉ ngơi, dù sao nơi này căn bản không thể điều tức hồi khí, chỉ có thể dựa vào linh thạch trong tay cùng pháp lực trong cơ thể đau khổ chống đỡ. Nhưng có một người sắc mặt đặc biệt khó coi, bộ dáng thở dốc không xong. Một lát sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái từ trong lồng ngực lấy ra một bình thuốc đổ vào trong miệng một viên đan dược đỏ sậm, sắc mặt vốn tái nhợt liền phục hồi chút huyết sắc. Cốc đạo hiếu, hỏa dương đan của ngươi còn có vài viên, nếu như tiếp tục sử dụng thường xuyên như thế căn bản không có biện pháp đi đến tiểu cực cung, sau này đến chỗ có mưa đá so với hiện tại còn khó đi hơn mấy lần. Đằng trước một gã trung niên nhân cả người vây trong lồng bảo hộ màu sẫm vàng cũng không quay đầu lại mà lạnh nhạt nói, tựa hồ đối với tình hình phía sau rất rõ ràng. Cốc huynh xin yên tâm, còn có một lọ chưa dùng, hẳn là đủ để đi qua khu vực này. Gã thanh niên hai mươi mấy tuổi vừa mới ăn đan dược xong gượng cười trả lời, Tựa hồ đối với trung niên nhân có chút sợ hãi. Vậy cũng tốt, ta cũng không hy vọng mang theo một tên căn bản hy vọng thông qua nơi đây cũng không có. Người trung niên kia nghe xong câu trả lời của thanh niên lộ vẻ hài lòng. Vòng bảo hộ linh quang chấp động, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Đây trời gió tuyết đối với y dường như cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mấy người khác thấy vậy, vội vàng đi theo, giống như chỉ có đi sát người này mới có thể có hy vọng đến tiểu cực cung. Nhưng người trung niên vừa đi được mấy bước, Đột nhiên trong miệng vang lên một tiếng kinh ngạc, cước bộ hơi ngừng lại, tiếp theo giật mình hướng lên trời cao nhìn lại. Mấy người khác cũng nhìn theo, lúc này mới phát hiện trong không trung gió tuyết trắng xóa không biết lúc nào đã huyền phù một bóng người xanh nhạt. Mà quỷ dị chính là lấy người này làm trung tâm, trong phạm vi 340 trượng tất cả gió tuyết đều bị một cỗ lực vô hình ngăn cách, không thể xâm nhập vào bên trong. Tên trung niên nhân kia cũng vì dị tượng này mới phát hiện bóng người trên không trung. Trong lòng tất cả mọi người cả kinh, sắc mặt đại biến có thể mặc kệ cấm chế ở đây mà tùy ý bay lượn, tựa hồ tu sĩ kết đan kỳ cũng vô pháp thực hiện, chẳng lẽ người này là nguyên anh tu sĩ trong truyền thuyết, là tiểu cực cung cao giai tu sĩ. Tựa hồ phục sức trên người cũng không quá giống, những người này trong lúc nhất thời đầy bụng nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm không thôi. Các ngươi là tán tu muốn bái nhập tiểu cực cung, nhân ảnh bị thanh quang che khuất kia đột nhiên mở miệng hỏi, nghe thanh âm có vẻ tuổi cũng không quá lớn. Vị trung niên kia tuy tu vi không cao, nhưng là đã gặp qua vài lần cao giai tu sĩ, giờ phút này bị nhân ảnh hỏi giật mình một cái liền phục hồi lại tinh thần. Lúc này vội vàng thi lễ, trả lời, vãn bối cốc thiên khải, đúng là người tham gia thí luyện. Tiền bối có gì cứ phân phó, trung niên nhân vừa nói, thần tình trên mặt cũng là đầy vẻ tôn kính. Người thật ra có chút nhãn sắc, cũng không có gì, địa phương này hơi cổ quái, ngay cả ta cũng không xác định được phương hướng chính xác mà các người có thể tự nhiên đi tới, là có vật dẫn đường sao thanh niên giọng điệu không nhanh không chậm thản nhiên nói, giống như chỉ là thuận miệng hỏi qua mà thôi. Nghe được thanh ảnh nói như thế, thần sắc người trung niên nhất thời buông lỏng, song không dám chậm chế cung kính nói, xem ra tiền bối là lần đầu tiên tới Bắc Minh Đảo cho nên không biết việc này. Ở Bắc Minh Đảo thì khu vực khác cũng bình thường, chỉ là khu vực này đã thuộc phạm vi cấm chế của tiểu cực cung. Đại trận này chính là dùng thận lâu thạch tiếng tăm lừng lẫy trong tu tiên giới làm mắt trận, có thể tùy cơ đem thần niệm của tu sĩ lệch khỏi quỹ đạo thực tế, người nếu không biết cứ ấn theo thần niệm cảm ứng đi tới sợ rằng vĩnh viễn không thể tới được tiểu cực cung. Về phần đám người vãn bối, trước đó ở khu phố nhập khẩu trên Bắc Minh Đảo đã mua một mặt định nguyên bài. Chỉ cần dựa theo phương hướng chỉ của bài này mà đi tới sẽ không bị lạc đường. Định nguyên bài, thanh ảnh nghe xong ngẩn người ra, chính là vật ấy, tuy rằng không phải pháp khí quan trọng gì, nhưng cũng phải thân phận rõ ràng, có người đảm bảo mới có thể mua từ cửa hang của tiểu cực cung. Hơn nữa một năm chỉ bán 30 chiếc, qua một năm pháp khí này dùng xong sẽ tự hành tiêu thất. Vãn bối vì để ngừa vạn nhất, cho nên mua một lần hai chiếc, một chiếc mong tiền bối nhận lấy, người trung niên ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên run tay áo bảo, một khối viên bản màu vàng nhạt hiện ra, hai tay dâng lên. Nhân ảnh màu xanh sờ sờ cầm rồi cười hắc hắc, lập tức không khách khí hướng hư không một chảo. Hoàng quang chợt lóe, định nguyên bài đã nhiếp tới trong tay. Nhân ảnh màu xanh hiển nhiên là hàn lập trải qua hơn nửa tháng ngày đêm hành tẩu, rốt cuộc cũng tới Bắc Minh băng đảo. Hắn vốn cho là dựa vào thần thông chính mình, tự nhiên có thể dễ dàng thông qua cấm chế trực tiếp tiến nhập tiểu cực cung. Nhưng tuyệt đối không ngờ đến, vừa đến khu vực này thần niệm liên tục chỉ sai phương hướng, nhất thời không thể tìm được tiểu cực cung. Điều này làm cho trong lòng hắn chấn kinh, đồng thời vô cùng buồn bực. Bởi vì hắn lần này là tới tìm người, nếu không dựa vào thần thông mạnh mẽ của mình trực tiếp phá đi cấm chế là được rồi. Đang lúc Hàn Lập muốn chuyển thân tìm phương pháp khác, lại đụng phải đoàn người trước mắt chương 1076, băng thành, những người này đều là đồng bạn của ngươi sao. Hàn lập đánh giá viên bàn trên tay, rồi thanh quang chợt lóe thu vào. Ánh mắt hướng mấy người liếc mắt một cái, hỏi một câu vượt ngoài dữ liệu của cốc thiên khải. Mấy vị đạo hữu là vãn bối mới kết bạn không lâu, bởi vì muốn bái nhập môn hạ tiểu cực cung mới cùng đồng hành. Tiền bối thấy có gì không ổn sao? Cốc thiên khải ngẩn ra, bất an nói. Không phải tất cả không ổn, trong này chỉ có một vị không ổn thôi. Hàn Lập nhìn chằm chằm một vị nữ tu tuổi trẻ xinh đẹp, cười lạnh nói. Cái gì? Cốc Thiên Khải mặt danh kỳ diệu hỏi. Một yêu vật sen vào trong các ngươi, ngươi nói có hay không không ổn. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói. Yêu vật, vừa nghe lời này, sắc mặt Cốc Thiên Khải đại biến, vội vàng hướng vị nữ tu nhìn lại. Mấy tên tu sĩ còn lại cũng bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng vội rời xa nàng này vài bước, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiền bối nói đùa, vãn bối là đệ tử chữ gia xương quật, như thế nào lại trở thành yêu vật. Tên nữ tu tuổi trẻ kia mở to hai mắt, bị lời này chấn kinh, vội vàng lắp bắp giải thích. Đúng vậy, tiền bối, người có phải nhầm lẫn không? Chữ đạo hữu đích thật là xuất thân từ chữ gia, vãn bối đã gặp qua mấy lần. Tên thanh niên lúc trước dùng đan dược nhìn thấy nữ tu tuổi trẻ hoa dung thất sắc nhịn không được liền nói đỡ mấy lời. Còn mấy người khác đều lộ ra vẻ trần chờ. Hàn lập nghe xong sắc mặt không đổi hư lạnh một tiếng, một cái phân thần nho nhỏ cũng dám trước mặt ta giả thần giả quỷ, cút ra cho ta, lời vừa dứt, cánh tay vung ra hư không một chảo, linh quang trên đỉnh đầu nữ tu chợt lóe, một đại thủ màu xanh chợt hiện lập tức chảo xuống. Nguyên bản nữ tu kia còn mang vẻ mặt ủy khuất, vừa thấy đại thủ xuất hiện, thân hình run lên bộ dáng ngây thơ vô tội biến mất thay vào đó là vẻ âm trầm oán độc, tiếp đó thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh ra sau, nháy mắt đã xuất hiện ngoài 20 trượng trên không trung, độn tốc kinh người như thế đừng nói tu vi luyện khí kỳ, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng vô pháp làm được. Hàn lập khóe miệng cười lạnh, tay áo bảo phất lên, một đạo màu vàng xuất ra, chợt lóe rồi quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu nàng này, hóa thành hàng ma trượng dài một thước. Bảo vật này dưới pháp quyết thúc dục của Hàn lập, nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt hình thể cuồng trướng, huyễn hóa ra hư ảnh cao mấy trượng hung hăng nện xuống. Nữ tu kia thấy vậy kinh hãi, không kịp né tránh chỉ có thể hé miệng phun ra một cỗ yêu khí màu đen nhằm ngăn cản trong chốc lát. Nhưng oanh một tiếng, hoàng quang chấp động, hắc khí một kích mà tán, căn bản không thể ngăn hàng ma trượng dù chỉ một lát. Hư ảnh hàng ma trượng cuồng mãnh nện xuống thiên linh cái của nàng. Nữ tu hét thảm một tiếng, thân mình lập tức ngã quỵ. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh nhàn nhạt từ trong người nữ tu bắn ra, xoay vòng rồi hướng về phía sau đào tẩu. Đúng lúc này bỗng vang lên tiếng sấm, kim sắc điện võng không biết lúc nào đã hiện lên trên đỉnh bóng đen như thiểm điện đánh xuống, tiếng bạo liệt liên tiếp ẩm vang, yêu ảnh màu đen ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp phát, đã bị kim quang hoàn toàn tiêu diệt. Điện hồ chấp động làm cho tên trung niên cùng mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hàn lập vung tay hàng ma trượng nhẹ nhàng run lên rồi thu nhỏ như lúc đầu, bay vụt vào trong cổ tay áo. Làm xong hết thảy, hàn lập trở tay ném một bình nhỏ màu lam nhạt về phía cốc thiên khải. Trung niên tu sĩ tự nhiên vươn tay theo bản năng tiếp lấy. Đan dược trong bình có thể giúp người thuận lợi xuyên qua nơi này, ta dùng thứ này để đổi lấy viên bản của ngươi. Sắc mặt lạnh lùng nói xong lời này, quanh thân hàn lập thanh quang đại phóng, Hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt bắn nhanh độn tẩu, trong chớp mắt liền biến mất trên không trung đầy tuyết trắng. Trung niên nhân lúc này mới tỉnh ngộ, nắm chặt bình nhỏ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Những người bên cạnh lúc này bỗng kinh hô một tiếng, thì ra nữ tu tuổi trẻ kia đã thức tỉnh. Vừa rồi mặc dù chịu một kích xong đối với thân thể của nàng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Lúc này Hàn Lập dựa theo chỉ dẫn của viên bàn, hướng thẳng đến tiểu cực cung mà đi, trong lòng nhớ đến sự việc vừa rồi hơi nhếch mép lên. Vừa rồi là một con cao gia yêu thú đem phân thần ẩn núp trong cơ thể nữ tu kia, xem thực lực của nó ít ra cũng phải là phân thần của yêu thú cấp 8. Yêu thú này cũng thông minh, không biết dùng bí thuật gì lại có thể đem thần niệm lặng lẽ bám vào cơ thể nữ tu mà nàng này không hề cảm thấy gì. Nếu tiếp tục như vậy, đến khi bọn họ thực sự đi ra khỏi khu vực này, tiểu cực cung tu sĩ nhất thời vô ý có thể để cho yêu này mượn thân thể nữ tử trà trộn vào trong tiểu cực cung. Nếu đã gặp phải hắn, sự tình này chỉ là nhấc tay nhấc chân là có thể giải quyết. Hàn Lập tự nhiên đem phân thần yêu thú diệt sát, không để cho đối phương ở Bắc Minh đảo gây sóng gió đánh loạn kế hoạch của mình, chẳng qua yêu thú này trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào trong, chẳng lẽ là vì Hàn Tủy mà đến. Dù sao hắn cũng đã sớm nghe được, trong tiểu cực cung vẫn không truyền ra tin tức Hàn Tủy biến mất. Thời gian dài như vậy, tiểu cực cung không có khả năng không phát giác được chuyện Hàn Tủy mất đi, mà là xem ra do nguyên nhân đặc thù gì đó mà đem việc này che giấu đi. Trong lòng hắn cân nhắc một hồi, sau đó độn quang nhoáng lên giống như tia chấp tiến vào khu vực mưa đá quỷ dị chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong mưa đá cộng với gió tuyết, mỗi hạt mưa tuyết nện vào vòng bảo hộ đều phát ra tiếng ca sát trầm thấp, phảng phất giống như cự thạch nện chúng. Nhưng lấy tu vi của Hàn Lập, đối với mưa đá dư tợn này tựa hồ không có nhiều lắm để ý. Sau nửa canh giờ phi hành, không gian trước mắt Hàn Lập bóng sáng ngời, gió tuyết mưa đá đã không sót lại chút gì. Rốt cuộc cũng đã bay khỏi khu vực quỷ dị kia. Thành trì đã ở phía xa xa, dưới ánh mặt trời tản ra đủ mọi hào quang, phụ cận còn có xương trắng nhàn nhạt, nhạt vần quanh, làm cho băng thành giống như thiên sơn tiên cảnh, thật sự không giống kiến trúc của nhân gian. Trên mặt Hàn Lập không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt hắn rất nhanh dừng ở tòa núi lớn phía sau băng thành. Núi này nếu là trong mắt người thế tục mà nói đã là thập phần cự đại, cao chừng vạn trượng nguy nga tráng lệ. Nhưng nếu đem so sánh với côn ngô mà hắn từng gặp qua chỉ giống như mau hài tiểu tử mà thôi. Chân chính làm cho Hàn Lập giật mình chính là, núi này giống như một cây trụ bàn thẳng tắp dơ lên trời, bên ngoài mặt núi là một tầng trắng xóa phủ không biết bao nhiêu băng tuyết. Nếu không phải trên núi thỉnh thoảng xuất hiện vài mảnh xanh biết tô điểm Hàn Lập đã hoài nghi núi này là một tòa hàn băng chi sơn. Mặc dù có minh thanh linh mục, nhưng xa như vậy Hàn Lập cũng vô pháp thấy được tình huống cụ thể trên núi. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên đỉnh băng tuyết ẩn ẩn một mảnh kiến trúc, xem ra chính là tiểu cực cung đại danh đỉnh đỉnh. Hàn Lập nhìn băng thành cự sơn xa xa, cũng không vội vàng phi độn tiến lên. Bởi vì băng thành cùng khu vực phiến sông băng mà hắn đang đứng nhìn như bình thường xong lại âm thầm ẩn giấu các loại cấm chế vô hình. Người tinh thông trận pháp chi đạo như Hàn Lập hiển nhiên cảm ứng được sự lợi hại trong đó. Chỉ cần lỗ mãng tiến vào ngay lập tức kích động cấm chế đáng sợ trong đó. Hơn nữa ngay tại khi hắn bước vào sông băng, đồng thời trong băng thành sớm đã có mấy đạo độn quang bắn ra, hướng chỗ này bay vụt mà đến, giống như đã sớm phát hiện ra hắn. Đôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, chợt nhớ đến cái gì, cúi đầu nhìn nhìn viên bản trong tay, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra viên bản này chẳng những có công hiệu dẫn đường, còn có thể khiến cho tu sĩ tiểu cực cung nắm giữ được phương pháp theo dõi hành tung tu sĩ mang pháp khí này. Hắn vừa mới minh bạch thì mấy đạo độn quang kia đã đi tới trước mắt. Một nam hai nữ, ba gã bạch sam tu sĩ, trong đó nam có tu vi kết đan kỳ còn hai gã nữ tử đều là trúc cơ kỳ. Nam tử kia chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú, Liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái liền biến sắc, vội vàng khom người thi lễ nói, "Vãn bối ngoại cung chấp sự Thạch Vân. Xin hỏi Tôn Tính đại danh tiền bối, tiền bối đến bản cung có việc gì sao?" Tên Bắc Cực cung tu sĩ này, xa xa thấy Hàn Lập phi độn từ trong gió tuyết mà ra. Tuy rằng sớm đoán được đối phương không phải tu sĩ bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến đối phương đích xác là tu sĩ nguyên anh kỳ khiến hắn không khỏi khẩn trương vài phần. Ta gọi là gì cũng không quan trọng, đến quý cung chỉ là thăm bạn cũ một vị trưởng lão quý cung cùng ta có chút giao tình hàn lập thong dong nói trưởng lão bản cung không biết tiền bối muốn tìm vị trưởng lão nào vãn bối liền lập tức thông báo một tiếng cho tiền bối nghe được hàn lập nói như thế thân sắc nam tử buông lỏng vội vàng dùng ngữ khi lấy lòng nói bạch bích giao tiên tử cùng ta năm đó từng có duyên gặp mặt không biết có ở trong cung hàn lập chậm rãi trả lời nguyên lai là bạch sư thúc sư thúc vẫn chưa ra ngoài chẳng qua hiện tại hình như đang bế quan vãn bối lập tức phát một đạo truyền âm phù báo cho biết sư thúc một tiếng, thỉnh tiền bối chịu khó chờ một chút. Thạch Vân nghe Hàn Lập nói chuẩn xác tên Bạch Bích Giao liền yên tâm hơn vài phần, sau đó trước mặt Hàn Lập phóng ra một đạo truyền âm phù. Lúc này Hàn Lập vẫn thản nhiên đứng tại chỗ bất động, ánh mắt cẩn thận đánh giá tình hình xa xa. Thanh niên thấy thế, hai mắt mở to, thần tình hòa hoãn chuẩn bị mở miệng nói gì đó. Nhưng vào lúc này, một đạo xích hồng chói mắt từ trong khu vực gió tuyết phía sau Hàn Lập bắn ra, chỉ cách hàn lập chừng hơn trăm trượng. Kết quả một tiếng thở nhẹ phát ra từ trong độn quang, đạo xích hồng hào quang liền chuyển nhắm hướng mấy người hàn lập phóng đến. Xích hồng chưa đến trước mặt nhưng một tiếng cười to sang sảng đã truyền tới, vị đạo hữu này chính là đến bản cung thăm bạn, không biết tôn tính đại danh thế nào, để xem nhâm mỗ có thể nhận biết một chút không a. À. Hào quang tắt đi, trước mặt hàn lập hiền lộ ra một gã thanh niên khuôn mặt trắng nón, song tóc lại có chút xám trắng, hai mắt chấp động mang theo một cỗ cảm giác tang thương cổ quái ánh mắt hàn lập nhíu lại, đem thần niệm đào qua cẩn thận đánh giá, người này cũng là một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Điều này khiến hắn hơi ngoài ý muốn, hàn lập chưa kịp mở miệng, Thạch Vân ở bên cạnh vẻ mặt kinh hỉ đã bước lên một bước, hai tay chắp lại cung kính nói, đệ tử bái kiến sư thúc, không biết việc này sư thúc có hay không thuận lợi. chương 1077, tuyết vượn, băng bích, cung điện. Tại hạ Hà họ Hàn, từng có hẹn cùng bạch tiên tử, cho nên hôm nay đến đây bái phỏng. Hàn lập thong dong trả lời nguyên lai là Hàn Huynh, Bạch Tiên Tử, là Bạch Giao Di Sư muội sao? Tu sĩ họ nhâm suy nghĩ một lát, giật mình hỏi. Không sai, đúng là Bạch Đạo Hiếu. Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời. Vậy thì đúng lúc rồi, ta ỷ hạ cũng vừa lúc muốn tìm Bạch Sư muội không bằng nhâm mỗ dẫn đường cho Đạo Hiếu được chăng? Vị tu sĩ họ nhâm ánh mắt chợt lóe nhưng lại nhiệt thành dị thường sảng khoái nói. Hàn Lập thần sắc không đổi, nhưng trong lòng thầm kêu dị thường. Trong khi đang suy nghĩ phải trả lời người này như thế nào, hư không xa xa bỗng hồng quang chợt lóe, một đạo hồng mang hướng thẳng đến Thạch Vân. Là truyền âm phù của Bạch Sư Thúc, Thạch Vân bắt lấy đạo hỏa mang vào trong tay, đồng thời vội vàng giải thích. Hàn Lập lời vừa đến bên miệng lại nuốt vào trong bụng. Sau khi Thạch Vân đem thần thức đắm chìm vào trong hỏa mang, liền lập tức cung kính hướng Hàn Lập nói, "Hàn tiền bối, Bạch Sư Thúc nghe nói tiền bối đã đến liền vô cùng cao hứng, đã kết thúc bế quan." mời tiền bối đến Bạch Ngưng Các gặp mặt. Bạch Ngưng Các, Thạch Vân, người đi làm chuyện của mình đi, Hàn Đạo Hiếu, chúng ta đi thôi, tu sĩ họ nhâm không chút do dự mở miệng nói. Thạch Vân nghe xong lời này, không có chút phản đối nào. Lông mày Hàn Lập Lơ đã nhíu lại, cũng không đành nói lời cự tuyệt, đành phải gật đầu, vậy làm phiền nhâm huynh. Ha ha, ta cùng Bạch Sư muội tình như thủ túc. Đạo hữu nếu là hảo hữu của Bạch Sư muội thì cũng là bằng hữu của Nhâm Mỗ, mời đạo hiếu. Tu sĩ họ Nhâm khách khí nói, tiếp đó liền hóa thành một đạo xích hồng phi độn phía trước dẫn đường hàn lập cũng không khách khí theo sát phía sau đạo hữu là lần đầu tới tiểu cực cung sao tu sĩ họ nhâm trong độn quang đột nhiên mở miệng hỏi tại hạ đúng thật là lần đầu tiên tới bắc minh đảo quý cung không hổ là bắc địa đệ nhất tông khí thế quả nhiên không tầm thường hàn lập cười hắc hắc nói nghe xong lời hàn lập thần sắc tu sĩ họ nhâm không khỏi lộ ra một tia tự đắc hàn huynh nói phải chẳng qua nếu không phải bổn cung thân ở nơi hẻo lánh muốn phát dương quang đại như chính ma thập đại tông môn cũng không phải việc gì khó. Đúng rồi, bạch sư muội trừ gần 10 năm trước xuất môn một chuyến, thời gian còn lại đều trong mật thất bế quan. Hàn huynh nhận thức bạch sư muội là trong lần xuất quan này chăng? Mà đạo hữu một thân thần thông cao thâm không biết là xuất thân từ tông môn nào. Nói thật với đạo hữu, bổn cung tuy rằng ở cực bắc xa xôi nhưng tại hạ lại thường du lịch các nơi của đại tấn, đối với đồng đạo nổi danh cũng là biết một phần. Vị này lời vừa chuyển, nói bóng nói gió một hồi cuối cùng vẫn là thám thính lai lịch của Hàn Lập. Hàn Lập hơi hơi cảnh giác, tại hạ không phải xuất thân từ Đại Tấn, đạo hữu không biết cũng là chuyện bình thường, nhưng Bạch Tiên Tử thực ra biết một ít. Hàn Lập nhìn đối phương, tựa tiếu phi tiếu trả lời. Ha ha, thì ra là thế, ta đang thắc mắc cao dài tu sĩ như Hàn Huynh sao lại trong Đại Tấn chưa từng nghe qua. Nhâm Bích nghe ra trong lời Hàn Lập có vẻ không vui, cười khan hai tiếng, cũng không hỏi thêm cái gì, dù sao thăm dò được đối phương không phải là tu sĩ đại tấn coi như có chút thu hoạch. Lúc này hai người bay đến lối vào băng thành, hào quang chợt tắt rồi đều hạ độn quang xuống. Bởi vì trên không trung băng thành có ánh sáng mờ nhàn nhạt, trừ nhạt, bỏ cự sơn ra, còn bên ngoài khắp nơi đều bao trùm trong ánh sáng này. Rõ ràng là một loại cấm chế cực kỳ lợi hại, mà đứng ở dưới băng thành, Hàn Lập mới chân chính cảm giác được chỗ diễm lệ của nơi đây. Tường băng hơn 30 trượng thoạt nhìn không tính rất cao. Nhưng lại dị thường trong suốt thật sự làm cho tâm thần mê say, loại kỳ cảnh này khiến người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Càng làm cho người ta cảm thán không thôi chính là, cả tòa tường băng không phải dùng từng khối băng xếp lên, mà chúng nhất thể đều trong suốt, dường như đem một khối băng thật lớn điêu khắc sắc xảo thành hình, mặt ngoài một tia ghép nối cũng không có. Ở cửa thành có hơn 10 tên tu sĩ một thân phục sức màu trắng đang đứng. Linh thú canh giữ tại nơi này là một loại tuyết phượng chuyên môn sinh trưởng ở cực hàn chi địa chúng tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng được cái thông minh dị thường dễ dàng thuần hóa, cho nên toàn bộ bắc địa có rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng. Nhưng tuyết phượng ở đây hơi bất đồng so với bình thường, chẳng những hình thể mỗi con so với tuyết phượng tầm thường cao lớn hơn rất nhiều, một thân yêu khí cũng đều có tiêu chuẩn yêu thú cấp 4 cấp 5, cơ hồ ngang ngửa một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, điều này làm cho Hàn Lập không khỏi nhìn lại vài lần. Xem ra tiểu cực cung sưng là bắc địa đệ nhất tông môn. Việc thuần dưỡng tuyết phượng hẳn là có bí thuật độc đáo hơn người. Tu sĩ đứng ở cửa thành vừa thấy tu sĩ họ Nhâm lại đây, lập tức phân ra hai bên mà đứng, trong miệng lại cung kính sư thúc tổ hô vang không ngừng. Nhâm Bích ngay cả mắt cũng không thèm liếc một cái, chỉ nhàn nhạt hắc một tiếng, ngông nghênh đi tới. Những tu sĩ kia mặc dù thấy Hàn Lập bộ dáng xa lạ, nhưng lại được vị sư thúc tổ này mang theo, tự nhiên không dám nhiều lời. Song ngay khi Hàn Lập đi vào cửa thành, bước ngang qua mấy con tuyết vượt, đột nhiên dị biến bỗng nổi lên mấy con yêu thú này đột nhiên trong miệng phát ra tiếng ô ô, tiếp theo lộ ra vẻ kinh hoàng liên tục lui về phía sau. Mấy tên tu sĩ lắp bắp kinh hãi, trong miệng lập tức phát ra thú ngữ liên thanh gian dậy, nhưng bọn chúng căn bản không thèm để ý tới. Tất cả đều giơ hai tay ôm đầu cuộn mình tránh sang một bên, bộ dáng trên mặt đối với hàn lập kính sợ dị thường. Vừa thấy cảnh này, tu sĩ họ nhâm không khỏi di một tiếng, liếc mắt nhìn hàn lập. Mặt lộ ra một tia cổ quái cùng nghi hoặc đạo hữu dẫn theo cao dai vượn linh thú trên người phải không? tuyết vượn này tuy rằng không phải quá hữu dụng song đối với đồng loại linh giác lại cực kỳ mẫn tuệ có thể làm cho chúng nó sợ hãi thành bộ dạng như vậy linh thú của đạo hữu lai lịch hẳn không nhỏ a à. vượn linh thú tại hạ đúng thật có dẫn theo một con chính là nó cũng không có cái gì đại dụng rất ít dùng đến nó hàn lập vừa nghe lời này tự nhiên hiểu được mấy con tuyết vượn hẳn là phát hiện đề hồn thú trong túi linh thú mới có bộ dáng e ngại như thế Lúc này hắn mới không chút để ý thuận miệng nói, nhưng cũng không có ý tứ đem đề hồn gọi ra. Tu sĩ họ nhâm mỉm cười không tiếp tục truy vấn, hai người cứ như vậy tiến nhập vào bên trong băng thành. Trong băng thành đường xá thẳng tắp rộng lớn dị thường, mặt đất đồng dạng y hệt ngoài cửa thành trắng xóa băng tuyết. Xa xa nhìn lại, trên ngã từ đường người cũng không có nhiều, đại đa số mặc phục sắc hai màu vàng trắng đê dai tu sĩ. Hai bên, phòng ốc sắp xếp chỉnh tề, nói đây là thành thị, không bằng nói là một tòa bảo thành càng thêm thích hợp một ít. Hàn Lập chưa kịp nhìn kỹ, bên cạnh tu sĩ họ nhâm lại một lần nữa hóa thành đạo độn quang, thẳng đến tòa cự sơn phía trước bay đi. Thân sắc khẽ động, Hàn Lập không nói lời nào lẳng lặng phi độn theo. Không lâu sau đó, hai người hạ xuống một đài băng ngay tại sườn cự sơn. Phía trước, Hàn Huynh đành phải đi bộ lên núi, bởi vì từ đây hướng lên trên liền thuộc phạm vi nội cung. Nhâm mỗ tuy rằng cũng là trưởng lão nội cung, nhưng cũng phải tuân thủ môn quy nhâm bích mỉm cười cấp hàn lập một lời giải thích hàn lập hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lập tức hai người dọc theo bình thai hướng về băng thê trong suốt phía trước chậm rãi đi về phía trước đệ tử có tư cách tiến vào nội cung tiểu cực cung hiển nhiên không nhiều lắm dọc theo đường đi chỉ gặp mấy người mà thôi những người này vừa thấy tu sĩ họ nhâm mỗi người đều cung kính tiến lên chào còn đối với đám đệ tử nội cung này sắc mặt vị trưởng lão tiểu cực cung này so với ở ngoài cửa thành hoàn toàn bất đồng mà Hàn Lập lưu tâm để ý, phát hiện này đó tu sĩ nội cung, đích xác vô luận tu vi cao thấp, tư chất mỗi người đều hơn người. Hơn nữa dọc theo đường đi, lấy trận pháp tạo nghệ của Hàn Lập, phát hiện ít nhất 3-4 chỗ xuất hiện cấm chế lợi hại đến ngay cả hắn cũng phải run sợ trong lòng. Xem ra Tiểu Cực cung hẳn là có ít nhất một gã trận pháp đại sư cấp tông sư. Điều này khiến cho Hàn Lập đối với Tiểu Cực cung hứng thú càng tăng thêm vài phần. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi muốn tìm vị trận pháp đại sư này trao đổi một chút về phương diện trận pháp. Ngay khi đang cân nhắc, tu sĩ họ nhâm mang theo hàn lập rẽ đông rẽ tây mấy lần cuối cùng đi đến một chỗ đường nhỏ hẻo lánh. Đi thêm một đoạn nữa đến một băng bích cao chừng mấy trăm trượng. Hàn lập nhìn nhìn băng bích, hai hàng lông mày vừa động, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Đúng lúc này, tu sĩ họ nhâm lại khoát tay, trong tay bay ra ngọc bài ngân quang lóng lánh. Ánh sáng màu bạc mờ từ trong ngọc bài bay cuộn mà ra, chợt lóe rồi nhập vào băng bích không thấy bóng dáng. Một lát sau, băng bích run rẩy một trận, ở giữa chậm rãi tách ra, lộ ra một thông đạo rộng tầm hai trượng. Tu sĩ họ nhâm quay đầu giải thích cho Hàn Lập, kiến trúc cung điện trên đỉnh núi này kỳ thật chính là cấp đệ tử cấp thấp của nội cung tu luyện, chân chính cao giai đệ tử nội cung kỳ thật đều ở sau băng bích trong Hàn Ly bí cảnh, đây mới đích thực là tiểu cực cung. Nếu không phải Hàn Huynh là hảo hứa của Bạch Sư muội nhầm mỗ gan có lớn hơn nữa cũng không dám dễ dàng mang ngoại nhân tiến vào. Hàn Lập nghe được ngôn ngữ tu sĩ họ nhầm có chút lấy lòng. Ngoài mặt cười nhạt đáp lễ, nhưng trong lòng không cho là đúng cái gọi là hàn ly bí cảnh này chỉ sợ tu sĩ bắc địa biết không ít đã sớm không còn là bí mật nữa rồi nếu không bạch giao di sao lại trực tiếp gọi mình đến đây vị này như thế nào lại dễ dàng đem chính mình vào trong cấm địa nhưng thật ra vị này rõ ràng cùng hắn chưa bao giờ kết giao bây giờ vừa thấy chính mình liền một bộ cực lực muốn giao hảo điều này cũng làm cho hàn lập nghi hoặc không thôi đôi mắt nhìn người sớm hơn ba phần cảnh giác nhưng là giờ phút này đối phương mời chính mình đi vào. Hàn lập thật cũng không có ý tứ khiêm nhược, hai người lúc này sóng vai nhau tiêu sái bước vào trong thông đạo. Thông đạo cũng không quá dài, chỉ hơn trăm trượng mà thôi. Sau khi Hàn lập đi ra cửa thông đạo, hơi đảo mắt về phía trước nhìn một cái, vẫn là nhịn không được lộ ra biểu tình giật mình. Nơi đây bốn vách tường vần quanh phong bế toàn bộ sơn cốc. Khắp nơi đều là một ít kỳ hoa dị thảo, ánh nắng tươi sáng, mùi hương yêu nhã nhẹ nhẹ, lúc nào cũng đều như mùa xuân. Sơn cốc rộng vô cùng, bốn phía mặc dù bị vách tường màu xanh đậm vây kín song bán dựa vào vách núi tu kiến một lầu quỳnh thai, tinh mỹ tuyệt luân. Mà ở giữa núi có ba tòa đại điện dùng bạch ngọc xây thành tọa lạc trên đó, cơ hội chiếm một phần ba diện tích sơn cốc. Hàn lập nhìn ba tòa đại điện, sắc mặt tuy chỉ hơi đổi, nhưng trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ. chương 1078, băng linh quả. Hàn lập thầm kêu một tiếng, trong lòng chấn động dị thường, ba tòa cung điện bạch ngọc này, trừ bỏ độ lớn bất đồng, còn kiểu dáng cùng tòa hư thiên điện xuất hiện ở loạn tinh hải đều y hệt, một bộ dáng độc nhất vô nhị, đồng dạng dùng mỹ ngọc trắng noãn chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực kỳ, tản ra nhàn nhạt quang mang. Chỉ là so với hư thiên điện trôi nổi ở trên không trung ngày đó, ba tòa đại điện này thể thích chỉ bằng một phần ba mà thôi, hàn lập cưỡng chế kinh ngạc trong lòng, lại ngước nhìn lần nữa, rốt cục xác minh chính mình đích thật không có nhìn lầm. Ba tòa đại điện khẳng định cùng hư thiên điện có cái gì sâu xa, song trên mặt ngoài cửa điện trắng xóa không thấy bảng hiệu gì cả khóe mắt hàn lập nhảy dựng, không chút để ý quay sang tu sĩ họ nhâm hỏi. Đây chính là tiểu cực cung, quả nhiên là nhân gian linh địa, chẳng qua ba tòa đại điện này, tựa hồ có chút cổ xưa, không biết tại sao kiểu dáng lại giống nhau, có chút lai lịch sao. Đạo hữu nói chính là hư linh điện A, ba tòa đại điện này tồn tại từ ngày bản cung lập phái. Nghe nói là bản cung lập phái tổ sư chắc hòa cùng vài vị hảo hữu dùng pháp lực lớn lao tu kiến mà thành, trong việc này hơi có chút thần diệu. Tu sĩ họ nhâm liếc mắt nhìn ba tòa đại điện, ngượng miệng trả lời. Hư Linh Điện, Hàn Lập thì thào, trong mắt hiện lên một tia quái dị. Sao vậy, Hàn huynh đối với chúng cảm thấy hứng thú sao? Chẳng qua trừ phi xuất hiện chuyện trọng đại, nếu không ba tòa đại điện này đều phong bế. Chỉ có quán nửa hội đồng trưởng lão đồng ý, mới có thể mở ra Hư Linh Điện, về phần nguyên do trong đó, xin thứ cho nhâm mỗ không thể tiết lộ ra ngoài. Tu sĩ họ Nhâm thấy Hàn Lập cảm thấy hứng thú với ba tòa đại điện, lại cười thần bí nói. Thấy biểu tình như vậy của đối phương, hàn lập đành cười hắc hắc cũng không tiếp tục nhiều lời hỏi tiếp có thể đụng vào bí mật tông môn của người khác đây chính là điều đại kỳ hơn nữa cho dù ba tòa đại điện thực sự cùng hư thiên điện có liên hệ sâu xa thì có quan hệ gì đến hắn chứ dù sao bí bảo trọng yếu nhất của hư thiên điện là hư thiên đỉnh đã nằm trong tay hắn rồi mời hàn đạo hiếu bạch ngưng các ở bên kia xem ra bạch sư muội đối hàn đạo hiếu phi thường coi trọng các này là địa phương sư muội chuyên dùng để chiêu đãi bạn chi kỳ rất ưu tĩnh thanh lịch tu sĩ họ nhâm tựa hồ đối với chuyện tình của Bạch sao Di hiểu biết rất rõ. Thật không, tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh, hàn lập mỉm cười, tu sĩ họ nhâm cười hắc hắc, mang theo hàn lập hướng một bên vách núi bay lên, cuối cùng hạ xuống một tòa lầu các. Các này có ba tầng, mỗi tầng cao hơn 10 trượng, cả kiến trúc đều dùng gỗ màu xanh biết dựng thành hơn phân nửa dựa vào vách núi, phía trên đại môn có một bài màu vàng nhạt viết bạch ngưng các. Hàn lập hai chân vừa mới bước vào, lập tức có một phụ nhân bạch sam cung kính tiến đến tham kiến nhâm sư bá đây là hàn tiền bối sao phụ nhân này khuôn mặt xinh đẹp nho nhã vừa thấy tu sĩ họ nhâm cùng hàn lập sánh vai đi đến liền ngẩn ra xong lập tức cung kính nói không sai bạch tiên tử ở bên trong sao hàn lập thong dong nói gia sư vừa mới chấm dứt bế quan đang ở trong các ổn cố pháp lực đặc biệt sai sử đệ tử nghinh đón hàn tiền bối mong tiền bối không lấy làm phiền lòng mỹ phụ thân mình tránh sang một bên lộ ra phía sau một con đường nhưng lại không có ý tứ mời tu sĩ họ nhâm nhan sư điệt ta muốn gặp sư phó ngươi một chút có chuyện muốn nói cùng nàng tu sĩ họ nhâm cũng không khách khí mở miệng nói nhâm sư bá điều này sư điệt có chỗ khó xử người cũng biết sư phó đã sớm phân phó không muốn tái kiến sư bá lần trước cung sư muội đưa sư bá đi vào gặp sư phó sau đó đã bị một phen nghiêm trị mỹ phụ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng nghe vậy xong lại nở nụ cười khổ thần tình khó xử. Lần này không giống lần trước, ta chính là bồi Hàn Huynh tới, sư phụ ngươi ngay cả Hàn Huynh cũng không muốn gặp mặt sao, tu sĩ họ nhâm đỏ mặt, nhãn châu xoay động, lại cư nhiên dày mặt lôi cả Hàn Lập vào. Hàn Lập ở một bên nghe xong ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch cũng không nói gì. Việc này, Mỹ phụ lộ ra vẻ do dự, nhàn nhi, ngươi để nhâm bích sư bá vào đi, ta sẽ gặp hắn sau, thanh âm nữ tử dễ nghe bóng từ lầu các truyền ra, đúng là tiếng của Bạch Giao Di. Vâng ạ, à nhâm sư bá mời người vào mỹ phụ thần sắc hơi đổi thân hình hướng một bên lui về phía sau thêm vài bước không che trước mặt nhâm bích nữa tu sĩ họ nhâm nghe được truyền thanh của bạch giao di trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ, lúc này môi khẽ nhúc nhích truyền thanh trả lời hắn ở bên ngoài lầu các đinh ninh là sẽ cùng bạch giao di truyền thanh nói chuyện với nhau nhâm bích sư huynh có lời gì hãng đến trong các lại nói đem hàn đạo hiếu gác lại ở bên ngoài như thế không sợ bị hiểu lầm tiểu cực cung chúng ta thất lễ ư Bạch Giao Di lời nói khinh đạm truyền đến, cũng không vẻ gì là kiêng kỵ Hàn Lập đang ở đây. Hàn Lập nghe vậy sờ sờ cầm, chỉ cười mà không nói. Như thế là tại hạ sơ sót, Hàn Huynh, chúng ta đi vào rồi có gì nói sau. Tu sĩ họ nhâm sửng sốt, lập tức xấu hổ quay sang Hàn Lập nói, không sao. Nhâm Huynh không cần khách khí, Hàn Lập cười tùm tìm trả lời. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được vài phần, vì sao vừa nghe mình tới bái phỏng Bạch Giao Di, người này sao lại hồ hởi nhiệt tình, xem ra hẳn là có tình ý với nàng này, điều này làm cho Hàn Lập nhìn thấu hơn phân nửa tâm địa đối phương. Dưới sự hướng dẫn của Mỹ Phụ, hai người đi vào chỗ ngồi trong bạch ngưng các. Tầng lầu cũng không tính là quá lớn, chỉ dài hơn 20 trượng, trải rộng theo bốn phương, một bộ bàn ghế đơn giản thanh đặt ở giữa, ở trong góc có một tiểu đỉnh màu vàng nhạt mà Hàn Lập cũng không biết là gì, nhỏ chỉ bằng nắm tay xong phát ra mùi thơm u tĩnh, làm cho trong lầu các giạt rào linh khí, khiến Hàn Lập cũng không cưỡng được hiếu kỳ chiêm ngưỡng. Bạch Giao Di vẫn chưa đi xuống nhưng đã sớm phân phó hai người Hàn Lập ngồi xuống ghế trúc, tiếng xin lỗi của nàng từ phía trên truyền xuống, Hàn Huynh chịu khó chờ một chút, công pháp tiếp thân khá đặc thù, đợi vận công xong mới có thể xuống lầu tiếp chuyện, Hàn Đạo Hữu trước mời thưởng thức đặc sản băng linh quả của tiểu cực cung chúng ta. Lời này vừa nói, Mỹ Phụ sớm có chuẩn bị lập tức hai tay nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời bên ngoài lầu các đi tới hai bạch sam nữ tử, hai tay cung kính nâng một mộc bàn màu son, mặt trên đựng một xuyến quả mọng trong suốt lớn tầm ngón cái, mượt mà động lòng người phảng phất như hạt chân châu. Đem một bàn cung kính để lên bàn trúc xong, nhị nữ liền nhu thuận lui ra ngoài. Băng linh quả chính là đặc sản chỉ tiểu cực cung chúng ta mới có. Trưởng lão trong cung như ta, hàng năm cũng được chia không đến mấy xuyến, quả này ngon ngọt lành, hơn nữa trong quả chứa đựng băng hàn linh lực cực kỳ tinh thuần. Nếu là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng thường xuyên phục dụng, đối với tu vi có ích lợi không nhỏ nhâm bích nhìn nhìn quả này lại mở miệng giải thích cho hàn lập sau đó cầm lấy một quả cho vào trong miệng nhấm nuốt đối phương đã như vậy hàn lập tự nhiên sẽ không khách khí cũng lấy một quả để vào trong miệng kết quả sau nhát khắn nhất thời một đoàn băng hàn chi khí ở trong miệng xuất động không ngừng đích thật là băng hàn linh lực tinh thuần hàn lập tuy rằng tu luyện không phải công pháp thuộc tính băng nhưng người mang tử la cực hỏa cùng thái âm chân hỏa hai loại cực hàn chi diễm tự nhiên sẽ không để điểm ấy hàn khí vào trong mắt đoàn linh lực này vừa vào trong cổ họng đã bị hấp thu không còn một mảnh. Hắn lúc này lại cảm thấy hứng thú cầm lấy, lặp lại cắn một quả vào trong miệng. Một bên luôn lưu ý hàn lập, nhầm bích nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, phải biết rằng băng linh quả cố nhiên danh khí không nhỏ, sau khi ăn vào đối với tu sĩ đều có ích lợi không nhỏ, song nếu tu sĩ không phải tu luyện băng hỏa hai loại thuộc tính công pháp nếu ăn nó vào, khẳng định còn phải có một hồi quá trình chuyển hóa hàn lực. Nếu không mạo muội nuốt vào, hàn dịch sẽ làm tổn thương thận tạng của chính mình. Nhưng hàn lập trước mắt, lúc trước hắn phát ra linh lực rõ ràng là thuần túy một thuộc tính linh lực, có thể không chút do so dự nuốt vào quả này, thật sự là quá ngoài ý nghĩ của y. Về phần liên tiếp ăn vào hai quả băng linh quả, cho dù là hắn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, cũng không dám làm như vậy. Ngay khi vị trưởng lão tiểu cực cung đang âm thầm giật mình kinh ngạc, trên lầu các đã truyền đến tiếng bước chân, một gã bạch sam nữ tử mi thanh mục tú, từ trên thang lầu tao nhã tiêu sái đi xuống, hàn lập hai mắt nhíu lại lúc này đứng lên vui vẻ cười một tiếng nói bạch tiên tử kể từ lúc chia tay cũng nhiều năm rồi chưa gặp lại a à. bạch sư muội muội rốt cục cũng gặp ta nhâm bích cũng mừng rỡ đứng dậy nói ngày đó từ biệt đã biết hàn huynh sẽ không tự dưng ước hẹn từ mấy năm trước ta đều tính tu trong cung chờ đạo hiếu quá môn đạo hiếu hôm nay mới đến đã ra vượt ngoài phỏng đoán của thiếp thân về phần nhâm sư huynh lần này nếu không phải bởi vì duyên cớ hàn huynh sư muội thật sự không nghĩ sẽ cùng sư huynh nói tiếp chuyện gì. Bạch Giao Di đối với Hàn Lập cười khanh khách đầy thiện ý nói, nhưng trong nháy mắt quay đầu sang đối mặt nhâm bích, gương mặt nghiêm lại đồng thời thanh âm có vài phần đông cứng. Ta đã tìm được biện pháp giải quyết rồi, nhất định sẽ không để cho sư muội thất vọng. Nhâm bích không đầu không đuôi vội vàng nói, tìm được biện pháp giải quyết rồi. Nếu là nói đến việc này, vậy để sau này hãy bàn, Hàn Đạo Hữu đường xa mà đến, việc này tạm thời để đấy. Bạch Giao Di lắc đầu, như vậy cũng tốt, về sau vi huynh sẽ tìm cơ hội cùng sư muội nói tỉ mỉ việc này, hiện tại gặp được muội vi huynh đã hết sức vui mừng, nhầm bích nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức nghĩ thông suốt cái gì, cười bồi nói. Bạch Giao Di mặt bất động thanh sắc, chỉ gật gật đầu, ngồi xuống ghế chủ tọa, hai người Hàn Lập cũng tùy theo một lần nữa ngồi xuống. Bạch tiên tử tu vi so với 10 năm trước, khả tinh tiến không ít. Đánh giá Bạch Giao Di vài lần, Hàn Lập mỉm cười nói: "Hàn huynh thật sự là nói đùa, riêng luận thần thông mà nói." cho dù hai thiếp thân gộp lại cũng thua xa đạo hiếu. Bạch Giao Di thản nhiên tươi cười trả lời, đối với biểu hiện của Hàn Lập ngày đó ở âm dương quật cùng Côn Ngô Sơn, trong ký ức của nàng hãy còn như mới hôm qua, cho nên với Hàn Lập nàng đều cực kỳ trịnh trọng, không dám có gì không phải. Nhâm Bích nghe được Bạch Giao Di đối với Hàn Lập tôn sùng như thế, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc hai mắt một lần nữa đánh giá Hàn Lập. Bạch Giao Di lại đối Hàn Lập tiếp tục nói, từ hơn 10 năm trước, Hàn Huynh đã hướng thiếp thân nhắc tới sẽ đến bản cung một chuyến nói như vậy lúc trước đạo hữu nói sẽ đến đây hẳn phải có mục đích gì sao? Nếu bạch đạo hữu đã hỏi như vậy, hàn mỗ cũng sẽ không giấu giếm, sẽ thật lòng trả lời, tại hạ đến tiểu cực cung, kỳ thật là có sự tình muốn thỉnh giáo bạch tiên tử, hàn lập suy nghĩ một lát, liền cười trả lời. chương 1079, Kim Phong Ly Thú Hàn huynh đại ân cứu giúp ngày đó, thiếp thân vẫn chưa quên, đạo hữu cứ việc mở miệng là được. Bạch giao di không chút do dự nói cho dù nàng này không nhắc tới ân tình ngày trước hàn lập đem nàng giải cứu từ trong băng phong ra chỉ bằng thần thông hiện giờ của hàn lập có thể sánh ngang với hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ kiệt lực giúp đỡ dù sao có thể kết giao với tu sĩ có thần thông đến bực này thì nàng cũng cam tâm tình nguyện kỳ thật chuyện đó cũng không tính là đại sự gì tại hạ nghe nói ở bắc minh đảo có sản sinh ra một loại linh dược tên là huyền băng hoa mà hiện giờ tại hạ đang cần luyện chế một loại linh đan trong đó loại hoa này là một trong những tài liệu chủ đạo cho nên chỉ có thể chạy tới nơi này một chuyến." Hàn Lập bất động thanh sắc nói, "Huyền băng hoa, vật này của thực cũng không dễ dàng tìm kiếm. Mặc dù nói có thể sử dụng linh dược này luyện đan cũng không nhiều lắm nhưng mà từ nhiều năm trước cũng có rất nhiều người tìm kiếm nên hiện giờ cũng không còn nhiều lắm. Tuy nhiên ta có thể kêu đệ tử môn hạ tra xét xem gần đây nhất có tìm thấy nơi nào có vạn năm huyền băng hay không. Chỉ cần phát hiện ra một động vạn năm huyền băng mới thì may ra mới có thể tìm thấy loại hoa này. Việc này cũng không phải vấn đề gì lớn." bạch giao di vừa nghe hàn lập đưa ra yêu cầu này miệng liền đáp ứng bạch tiên tử có thể ra tay giúp đỡ thế thì tốt quá nếu mà việc này mà cho hàn mỗ đi tìm thì cũng có thể gặp một chút phiền phức hàn lập trong lòng buông lỏng tươi cười nói đây chỉ là một việc nhỏ mà thôi nhưng việc này chỉ sợ phải mất một hai ngày mới có tin tức hàn huynh nếu đã tới tiểu cực cung của chúng ta nếu không ngại có thể ở đây một thời gian đi thiếp thân đối với thần thông của hàn huynh vô cùng khâm phục vừa dịp có thể cùng với hàn đạo hữu trao đổi một chút sở học. Nàng này cười ha ha nói, hàn mộ đối với công pháp của quý cung cũng cảm thấy rất hứng thú. Tại hạ nghe nói công pháp này chủ yếu có tính băng hàn, mà nghe nói tiểu cực cung có vài loại công pháp đỉnh cao được coi là một mạch riêng biệt của đại tấn. Tại hạ tuy rằng chủ tu cũng không phải là băng hàn thuộc tính, nhưng thế gian vạn pháp đều thông, chắc hẳn cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Hàn lập quay người về phía bạch giao di cười nói, sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên bởi vì cảnh giới của hai người đều giống nhau chỉ nói chuyện với nhau vài câu liền trao đổi với nhau các vấn đề quan trọng và những vướng mắc trong quá trình tu luyện bên cạnh nhâm bích cũng đồng dạng là một nguyên anh trung kỳ trong lúc đó cũng xen vào nói chuyện và đưa ra một số ý kiến độc đáo điều này cũng làm cho ba người trong nhất thời cũng không phân chủ khách nói chuyện thật vui ba người ở trong lầu ước chừng khoảng nửa ngày suốt cuộc hàn lập lấy lý do bạch giao di vừa mới bế quan đi ra nên cũng không muốn quấy rầy quá lâu nên mới chủ động đứng dậy cáo từ. Bạch Giao Di thấy vậy cũng không tiếp tục giữ lại, liền một tiếng ra lệnh cho Mỹ phụ họ nhan đưa Hàn Lập tới Quý Tân Lâu tạm thời cư ngụ tại đó, để chờ đợi tin tức của vạn năm huyền băng, khi nào có tin tức sẽ lập tức báo cho Hàn Lập biết. Sau khi Hàn Lập có được sự hứa hẹn của Bạch Giao Di, lúc này hướng hai người ôm quyền rồi theo Mỹ phụ đi ra khỏi lầu các. Nhâm Bích cũng không có lập tức rời đi ngay, ý tứ như muốn ở lại trao đổi với Bạch Giao Di, cũng không biết sư huynh, sư muội hai người này nói với nhau những gì. Dưới sự hướng dẫn của Mỹ phụ kết đan kỳ, dẫn hắn thẳng tới một dãy kiến trúc kể bên một vách núi. Tại đây có hơn 10 tòa lầu các tinh xảo kiểu dáng giống nhau, thoạt nhìn thì biết đây chính là quý tân lâu. Từ xa quan sát vài lần, hai người liền hướng tới một tòa nhà đi tới. Mỹ phụ tựa hồ cũng biết Bạch Giao Di rất coi trọng Hàn Lập, vì vậy trên đường đi đối với Hàn Lập vô cùng cung kính, thuận miệng hỏi mấy vấn đề, nàng này cũng đều nhất nhất trả lời làm cho Hàn Lập có chút hài lòng, trong nháy mắt hai người liền tới phía trước một tòa lầu các. Kết quả chưa kịp đi vào, liền từ trong lầu các một tên nữ tử trẻ tuổi, trên mặt mang nụ cười vội vàng tiêu sái đi ra, nhìn cách ăn mặc thì chính là một thị nữ, thân thể thập phần mỹ hoặc. Tham kiến nhan sư thúc thị nữ này tựa hồ nhận thức được mỹ phụ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Hoa sư điệt, vị tiền bối này chính là khách quý của sư tổ, về sau sẽ ngủ ở chỗ này, người phải hầu hạ cho tốt, nếu có gì không tốt sau này sư tổ trách tội, ngay cả ta cũng không thể gánh vác được. Mỹ phụ nghiêm sắc mặt trịnh phân phó, vãn bối nhất định sẽ tận tâm nữ tử này nghe thấy vậy, trong lòng cả kinh, lập tức cung kính trả lời. Đồng thời không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Hàn Lập, đúng lúc bắt gặp Hàn Lập đang nhìn nàng đáng giá, nên vội vàng xấu hổ cúi đầu xuống. Hàn Lập thấy vậy liền mỉm cười. Hàn tiền bối nếu mà ngài cảm thấy không hài lòng với hoa sư điện thì tùy thời có thể phân phó để đổi người khác. Mỹ phụ quay đầu lại nhìn Hàn Lập nói, không cần, Nàng này là được rồi." Hàn Lập lắc đầu rồi bước vào trong lầu các, nhị nữ liền lập tức bước sát theo sau đi vào. Lầu các này bố trí coi như không tồi làm cho Hàn Lập cảm thấy hài lòng. Lầu các này được bố trí làm hai tầng, ở tầng thứ hai có bố trí một cái cấm chế đơn giản, làm cho tu sĩ khi cư ngụ ở đây không cần sợ hãi bị người âm thầm theo dõi, mà mình không biết. Vì thế sau vài câu Hàn Lập liền đuổi Mỹ Phụ đi, rồi bước vào tầng có cấm chế. Nói thực từ khi hắn xuất phát từ Tuyết Liên Sơn tới nay, cả lộ trình hắn cơ hồ không lúc nào nghỉ ngơi. Vì vậy hiện giờ hắn muốn nghỉ ngơi một chút để cho mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Liên tiếp hai ngày tiếp theo cũng không có việc gì xảy ra, Hàn Lập thành thật ở tầng thứ hai tính tọa điều tức, cũng không tùy ý rời khỏi lầu các. Bởi vì hắn rất rõ ràng nơi này tuy hắn có thể tùy ý cư ngụ, nhưng cũng không biết có bao nhiêu cao giai tu sĩ của tiểu cực cung âm thầm chú ý cử động của mình. Dù sao trong tông môn đột nhiên có một tên ngoại lai tu sĩ cấp nguyên anh kỳ cư trú, cho dù người nào cũng không thể không đề phòng, hắn cũng không muốn tạo thêm phiền toái, cho dù trong lòng hắn rất muốn biết tin tức của Thái Dương Chân Hỏa, nhưng hắn quyết không làm một việc mạo hiểm trước khi chế luyện xong Huyền Băng Đan. Ở trong lòng hắn việc giải trừ phong hồn chú cho Nam Cung Uyển mới là việc đại sự hạng nhất. Về phần tên thị nữ chuyên môn phụ trách nghe hắn sai xử, trừ bỏ lúc đầu hắn nói chuyện một hai câu, ngoài ra hắn cũng không có tiếp tục phân phó nàng này thêm sự tình gì. Cứ như vậy đến sáng sớm ngày thứ ba, khi hắn đang nồi lẳng lặng ngồi xếp bằng trên một tấm nệm, người không nhúc nhích. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, quanh thân thanh quang chớp động, quanh người liền phát ra một chuỗi tiếng nổ vang lên, phảng phất như có cái gì liên tiếp bạo liệt nổ tung. Lập tức hai mắt của hắn liền mở ra, thần sắc liền trầm xuống. Bởi vì ngay khi đó có một đạo thần thức không kiêng nể gì xuyên thủng cấm chế của lầu các, trực tiếp hướng trên người hắn dò xét, nên bị hắn không chút khách khí thi pháp đánh bật trở lại. Nhưng thần thức này phi thường cường đại, so với hắn cũng không có kém bao nhiêu. Chắc phải là thần niệm của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Hàn lập tâm niệm xoay chuyển, chưa biết nên xử lý việc này như thế nào, thì ngay khi đó trong tai bỗng nhiên liền truyền tới một thanh âm như của trẻ con nói. Các hạ có phải là Hàn Đạo Hiếu? Lão Phu chính là Hàn Ly Thượng Nhân rất có hứng thú gặp mặt Đạo Hiếu. Hàn Ly Thượng Nhân Hàn lập trong lòng cảm thấy giật mình. Người này không phải là đại trưởng lão của tiểu cực cung ư. Chính là một nhân vật cực kỳ thần bí, Mỗi người ở phía bắc này, không ai là không biết người này thần thông quảng đại, chỉ có điều chưa có ai nhìn thấy qua. Tựa hồ vị này năm đó làm được đại trưởng lão cũng không ai rõ ràng. Hàn Lập trong lòng tự tin vào thần thông của mình hiện giờ cũng không dưới hậu kỳ tu sĩ. Cho nên cũng chỉ do dự một một chút liền quyết định gặp người này, lúc này liền quay đầu nhìn về phía gần đó, thần niệm truyền âm nói: Nếu Hàn Ly đạo hữu có thịnh tình như thế, Hàn Mỗ sao dám cự tuyệt, tại hạ cũng muốn bái kiến đạo hữu một chút. Ha ha tốt lắm, tại hạ sẽ cho linh thú lập tức tới đó, hàn đạo hiếu chờ trong chốc lát, tiếp đó đi theo con thú này có thể tới chỗ ở của lão phu. Ở đó lão phu đang chờ đạo hiếu đại giá quang lâm. Vị này hàn ly thượng nhân thấy hàn lập một tiếng đáp ứng tựa hồ vô cùng hài lòng, lời nói cũng có chút hòa hoãn. Sau đó bạch quang chợt lóe một lũ thần niệm liền tán loạn biến mất. Hàn lập cũng không có lập tức đứng lên, mà ánh mắt chấp động tập trung nhìn trên mặt đất, sau một lúc mới đứng dậy hướng dưới lầu mà đi tên thị nữ kia đang ngồi trên một cái ghế, nhìn chăm chú một quả ngọc giản cầm trong tay, vừa nhìn thấy Hàn Lập từ trên đi xuống liền cảm thấy cả kinh lập tức đứng lên. Hàn Lập chỉ hướng nàng này gật đầu một cái rồi không để ý tới trực tiếp đi qua cửa lầu các bước ra ngoài. Nàng này trong đầu như mê vụ, Thủy Trung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Với tu vi của nàng tự nhiên cũng không có khả năng biết vừa rồi trên lầu đã phát sinh thần niệm va chạm. Hàn Lập đi đến bên ngoài cơ hồ lướt mắt một cái liền thấy được thứ mà mình muốn tìm đó là một một con tiểu thú trông giống như một con mèo lớn đang ẩn núp phía trên một cây tiểu thụ hai mắt phóng ra hoàng quang nhìn hàn lập toàn thân bao phủ bởi một một bộ lông màu vàng phát ra kim quang tựa như được tạo ra từ vàng ròng trông cực kỳ bắt mắt hàn lập hai mắt khẽ nhíu lại cẩn thận đánh giá con tiểu thú này trên mặt dần dần lộ ra một tia khinh suất kim phong ly thú quả nhiên là loại này kỳ thú nghe nói loài thú này luôn sinh sống thành đôi một khi xuất động nhất định một thư một hùng có thuật ẩn nấp thần diệu vô cùng, không biết là thật hay giả. Hàn lập tự nói một câu, sắc mặt liền khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt không khỏi hướng các lên trên các cây cối xung quanh nhìn lướt qua. Cũng không có phát hiện cái gì, nay còn kim phong ly thú tựa hồ cuối cùng cũng xác định được thân phận của Hàn lập, trong miệng liền phát ra một tiếng ô ô trầm thấp. Bỗng nhiên phụ cận trên một cái cây kim quang chợt lóe, từ trên một cây khô bay vụt ra một con kim phong ly thú khác, con này nhìn hình thể chỉ lớn tầm nửa thước so với con trước nhỏ hơn một chút hàn lập cảm trong lòng cảm thấy dùng mình lấy thần thức cường đại của hắn lại không có phát hiện ra con thú này làm như thế nào có thể ẩn nấp trong thân cây hai con phong ly thú sau khi hiện ra liền tiến lại rồi cọ sát với nhau sau đó xoay người hướng về một phương hướng nhất thời chạy đi hàn lập cũng không có suy nghĩ nhiều trên thân linh quang đại phóng hóa thành một đạo thanh quang đuổi sát phía sau hai con dị thú ngay khi đuổi gần sát thì một màn khó tin xuất hiện trong đó có một con phong ly thú thân hình khẽ động rồi ngay tại trước mắt hàn lập biến mất vô ảnh vô tung hàn lập thấy vậy cả kinh thần thức vội vàng hướng phụ cận chụp xuống nhưng lại không hề phát hiện bóng dáng của con thú này đâu cả hắn liền hít một hơi lương khí trong lòng cảm thấy không cam tâm pháp lực toàn thân liền tập trung vào hai mắt nhất thời trong mắt lam quang chấp động hướng phụ cận xung quanh dò xét kết quả cuối cùng tại phụ cận con tiểu thú dẫn đường phát hiện một cái hư ảnh kỳ dị phảng phất cái hư ảnh này rất mơ hồ đúng là một con phong ly thú khác đang ẩn hình rốt cuộc thấy mình có thể dò xét được tung tích của con thú này. Hàn lập cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu không có một cái như vậy không thể dò xét được mà ở gần phụ cận thì cuộc sống hàng ngày của hắn thật sự là không an tâm. Hai con phong ly thú độn tốc cũng không phải nhanh cho lắm, chỉ so với thuật phi hành bình thường nhanh hơn vài phần mà thôi. Hàn lập tự nhiên là thoải mái đi theo phía sau hai con dị thú cánh bọn chúng khoảng hơn 10 trượng. Dọc theo đường đi hàn lập đụng phải không ít tu sĩ trong cung, khi vừa thấy khuôn mặt xa lạ của Hàn Lập các tu sĩ này cũng có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay khi nhìn thấy Phong Ly thú lập tức có chút giật mình nhưng đều thoái nhượng mở đường, tựa hồ như đối với con thú này hết sức quen thuộc. Tuy nhiên với tu vi nguyên anh kỳ của Hàn Lập cũng làm cho vài tên cao giai tu sĩ không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản, đi theo hai con thú này lúc thì dễ ngang lúc thì dễ dọc, vòng qua vài cái lầu các. Rốt cuộc tới một cái kiến trúc ở trên một cái vách núi, trước tòa kiến trúc này có một cái thạch môn. Thạch môn này cũng không coi là lớn, nó chỉ cao khoảng 5-6 trượng, nhưng cả thạch môn tản ra hào quang màu vàng nhạt, mặt trên có các phù văn chấp động không ngừng, tựa hồ như bị người hạ một cái cấm chế vô cùng lợi hại ở trên đó. Hàn lập cước bộ liền dừng lai hai mắt khẽ nhíu lại rồi dừng độn quang. chương 1080, Hàn ly thượng nhân. Đột nhiên thân hình phong ly thú chợt lóe, sau khi vào trong cửa đá liền không thấy bóng dáng, phảng phất như biến thành vô hình thân thể. Hàn lập sửng sốt, chưa kịp có phản ánh gì thì trên cửa đá quang mang chợt lóe phát ra tiếng oanh long long rồi lập tức khai mở lộ ra một thông đạo trên vách tường của thông đạo này tất cả đều bị bao phủ bởi một tầng xương lạnh phảng phất như lối vào của một tòa băng quật phong ly thú lúc này đang đứng tại thông đạo quay đầu nhìn hàn lập thân thể lúc này cũng đã hiện ra hàn đạo hữu mời đến đi lão phu có chút không tiện thứ lỗi không thể đứng dậy ra đón một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai hàn lập hàn lập hai hàng lông mày hơi co lại không nói lời nào liền đi nhanh về phía trước phong ly thú vừa thấy hàn lập đi tới lập tức xoay người lại chạy dọc theo thông đạo hàn lập cũng theo sát phía sau hai con thú rẽ ngang vài lần trong lòng cảm thấy hàn khí bên trong thông đạo càng lúc càng lạnh hơn nữa có vẻ như đang bắt đầu đi xuống phía dưới hắn trong lòng cảm giác như vậy nhưng vẫn không ngừng bước không chút do so dự hướng phía dưới đi tới một lát sau hàn lập phát giác nhiệt độ ở chung quanh cơ hồ có thể làm cho đất cũng hóa thành băng lúc này rốt cục hắn đã tới cuối thông đạo phong ly thú trượt nhào vào trong một gian đại sảnh. Gian đại sảnh này đều chỉ dùng một loại vật liệu trông giống ngọc thạch bán trong suốt. Mặt ngoài tản ra hàn mang nhẹ nhẹ, có vẻ như chỉ dùng huyền băng ngàn năm để xây dựng. Hàn lập vừa bước vào trong gian đại sảnh này, cũng không khỏi dùng mình một cái, lập tức tử diễm lưu quang chuyển động bên ngoài thân để phòng bất chắc. Quả nhiên không giả, hàn đạo hữu thật sự là người mang hàn băng chi diễm. Một thanh âm có chút kinh hãi từ trong đại sảnh gian truyền ra, hàn lập cả kinh, ánh mắt chấp động đánh giá, kết quả thất thanh kêu lên một tiếng. Kiền Lam băng diễm, trong đại sảnh, bốn góc đều có một cây tinh trụ thật lớn, ở giữa lại có một cự đỉnh màu lam, từ trong đỉnh toát ra một ngọn lửa màu lam nhạt, cái loại, này kỳ hàn, cái loại, này linh áp, đúng là Kiền Lam băng diễm mà Hàn Lập cực kỳ quen thuộc, điều này làm cho lão giả trong sảnh càng thêm giật mình. Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, tiếp theo một bóng người chớp lên, một gã thân cao ba thước từ phía sau cánh cửa đi ra. Trên mặt đầy nếp nhăn, dâu dài trắng như tuyết, một thân lam bào, ánh mắt đang nhìn về phía Hàn Lập. Đạo hữu là Hàn Ly thượng nhân thần sắc Hàn Lập chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, hai tay chắp lại, thi lễ hỏi. Không sai, lão phu đích xác chính là Hàn Ly, bất quá cái tên Hàn Ly thượng nhân, chỉ là tôn xưng cho đại trưởng lão trong tiểu cực cung, lão phu vốn tên là Sư Tương, những người biết tên thật của lão phu thật ra cũng không có bao nhiêu. Lão giả nhìn Hàn Lập nói xong, lập tức song thủ dương lên, bốn đạo pháp quyết đánh lên bốn cây tinh trụ. Nhất thời bạch quang chợt lóe, mấy chỗ trên mặt đất trong đại sảnh ánh sáng bùng lên, hiện ra mấy bổ đoàn màu trắng. Bởi vì ta ở nơi này có rất ít khách nhân, bình thường cũng không chuẩn bị nên có gì sơ suất, mong đạo hữu thứ lỗi lão giả nói. Sư đạo hữu khách khí rồi, chúng ta là tu đạo người vốn không cần phải nói như thế. Hàn lập mỉm cười, thong dong đi tới, khoanh chân ngồi lên một tấm bổ đoàn, ánh mắt vô tình lại nhìn về phía đại đỉnh. Hắn mới phát giác ra, cự đỉnh này hình dạng cũng giống hư thiên đỉnh của hắn đến bảy tám phần. Kiền Lam băng diễm uy lực đều bị đỉnh này trói buộc bên trong, uy năng không tiết ra ngoài chút nào. Nếu không gian đại sảnh này đã sớm bị đóng băng, nhưng cũng chính điều này đã làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Mặc dù ta và Hàn Đạo Hiếu chưa từng gặp mặt, nhưng cảm giác đã nói cho ta biết, 10 phần thì 89 phần Đạo Hiếu chính là người mà Lão Phu đã khổ tâm tìm kiếm nhiều năm Hàn Ly chọn một tấm bổ đoàn đối diện Hàn Lập ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ thành khẩn nói với Hàn Lập. Thượng nhân đã nói như vậy, hàn mỗ quả thực chưa rõ, đạo hữu có thể nói ra tỉ mỉ được không? Thượng nhân mời tại hạ đến đây là có dụng ý gì? Hàn Lập Cố dẹp bỏ nghi vấn trong lòng, chậm rãi nói: "Hàn huynh không cần quá căng thẳng, tại hạ mời đạo hữu đến, chính là do tại hạ nghe mọi người nói đạo hữu có khả năng liên tiếp nuốt chừng hai quả băng linh quả mà không xảy ra chuyện, trong lòng tại hạ cũng nổi lên sự nghi vấn. Nhưng hôm nay chứng kiến đạo hữu tu luyện hàn băng chi diễm, tự thấy cũng không cần tái kiểm tra làm gì." đạo hữu thật sự chính là người mà tại hạ một mực tìm kiếm lâu nay hàn ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười nói thì ra đạo hữu muốn tìm người lời này có dụng ý ra sao hàn lập hỏi có thể cho tại hạ biết tên của tử diễm trên người hàn huynh được không tại hạ mặc dù cũng biết vài loại linh diễm màu tím nhưng băng thuộc tính thì chưa bao giờ được nghe qua hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo ít nhiều hàn ly thượng nhân nghiêm sắc mặt trang trọng hỏi hàn diễm trên người tại hạ là do tu luyện mà có tránh thức thì chưa có tên nhưng để cho thuận tiện nên Hàn Mỗ đã gọi nó là tử la cực hỏa. Có lẽ không cách nào so sánh với kiền lam băng diễm. Nhưng là uy lực thì cũng không kém. Hàn lập trên người chấp động tử diễm, điềm đạm nói. Đã không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hắn như thế nào có thể để lộ uy lực của tử la cực hỏa. Nhưng Hàn ly thượng nhân sau khi nghe được Hàn lập nói như vậy, lại tựa hồ như cực kỳ hài lòng, liền cười nói, lời ấy thật ra cũng không giả, ta xem tử la cực hỏa này mặc dù nhìn như dung hợp từ vài loại hỏa diễm nhưng trên thực tế linh lực băng hàn có chút hỗn tạp, đích thật là đã trải qua chuyên môn công pháp để tinh luyện, nếu không uy lực không có khả năng tăng lên một tầng. Tăng thêm một tầng, ngọn lửa này ban đầu là do ta luyện hóa, như thế nào lại gọi là tinh luyện. Hàn lập sửng sốt, có vài phần ngạc nhiên, ha ha, xem ra hàn huynh đối với hàn băng chi diếm cũng chưa hiểu rõ rồi. Loại hàn diễm này tồn tại trên thế gian cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một loại ngoại trừ khi mới bắt đầu luyện hóa, đều có thể sử dụng đặc thù bí thuật để tinh luyện cho thuần khiết, để có thể làm cho nó tiến từng bước tăng lên uy lực. Đương nhiên đến cuối cùng uy lực của Hỏa Diễm tăng lên nhiều hay ít, lại phụ thuộc vào trình độ tinh luyện của Hàn Diễm cũng như uy lực của bản thân, nhưng không thể không nói, Kiền Lam Băng Diễm nếu tinh luyện đến mức tận cùng, uy lực có thể tăng lên mấy lần. Lão giả nhìn cự đỉnh một cái, sau đó nói: "Mấy lần uy lực, đạo hữu nói như vậy chẳng lẽ đã từng luyện hóa Hỏa Diễm?" Hàn Lập hít một ngụm lương khí, tựa hồ như nghĩ tới một cái gì, đột nhiên giơ một ngón tay, lập tức một ngọn lửa màu tím hiện ra, chấp động không thôi. Hàn diễm này đích thật là đã trải qua tinh luyện, chỉ là hình như vẫn chưa hoàn toàn tinh thuần. Đạo hữu mới chỉ dùng pháp lực để áp xúc, cách làm như thế chẳng những tổn hao pháp lực rất lớn, hơn nữa phỏng trừng cũng chỉ có thể tinh luyện ra một ít tinh thuần chi hỏa mà thôi. Hàn ly thượng nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên trả lời. Đa tạ đạo hữu đã chỉ điểm, đạo hữu có thể nói cho tại hạ được biết, rốt cuộc là có chuyện gì đi. Hàn lập im lặng trong chốc lát, ngước mắt nhìn lão giả nói. Trước khi trả lời vấn đề này, tại hạ vẫn còn có một chút nghi vấn muốn hỏi đạo hiếu. Kiền Lam Bang giếm rất ít người biết, đạo hiếu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, chẳng lẽ đạo hiếu đã từng gặp qua. Nói xong hàn ly thượng nhân hai mắt tinh quang chấp động, không nháy mắt nhìn chằm chằm hàn lập. Nghe đến đó, trong lòng hàn lập giấy lên một trận quay cuồng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh trả lời tại hạ chỉ là trên một quyển điển tịch đã từng đọc qua một số ghi chép về kiền lam bang diễm bởi vì thấy nó tương đối đặc thù nên vẫn ghi tạc trong lòng chính vì bản thân hắn cũng không rõ tiểu cực cung có quan hệ gì với hư thiên điện hay không mà hắn lại mang trong người hư thiên Đỉnh, làm sao dám dễ dàng tiết lộ việc này tận mắt thấy hàn lập trả lời dứt khoát như thế hàn ly thượng nhân hơi ngẩn ra nhưng lập tức cười khẽ một tiếng như thế là bổn thượng nhân đã quá đa tâm rồi kiền lam bang diễm này kỳ thật cũng chỉ có tại tiểu cực cung đích xác là không thể gặp băng diễm này ở chỗ khác. Đã như vậy, tại hạ cũng xin nói thẳng, kỳ thật rất đơn giản, đạo hữu hẳn là đoán được ít nhiều. Bây giờ tại hạ phải mượn hàn diễm của hàn huynh để trợ giúp tại hạ một tí lực. Hàn ly thượng nhân nói đến đây, vẻ mặt thận trọng, hàn lập vẫn lẳng lặng lắng nghe. Hắn cũng biết không không cần phải hỏi, đối phương cũng sẽ chủ động nói với hắn. Nhưng hàn ly đột nhiên lại chuyển chủ đề, ánh mắt lộ ra một tia gì sắc hỏi, hàn huynh thử đánh giá xem tu vi của tại hạ như thế nào, có hơn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường, có thể nhìn ra có điểm gì khác nhau không? Khác nhau, đạo hữu bây giờ dám chắc có thực lực Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng so với các đại tu sĩ mà Hàn Mỗ trước kia đã gặp qua, thần niệm cùng tu vi của đạo hữu đều lớn hơn rất nhiều. Từ phương diện này suy ra, nếu đem đạo hữu so sánh với Nguyên Anh tu sĩ bình thường thì có chút hạ thấp thân phận rồi. Một khi đối phương đã nói như thế, Hàn Lập cũng không khách khí liền sử dụng thần niệm, cẩn thận xem xét đối phương một lần tựa hồ phát hiện ra một cái gì đó liền ngập ngừng trả lời. Lão Phu bây giờ quả thật Tu Vi đã tới Nguyên Anh Hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách hóa thần Tu Vi có nửa bước mà thôi. Nhưng trên thực tế Lão Phu dậm chân tại cảnh giới này thấm thoát đã 300 năm, đã từng phục dụng các loại linh đan, sử dụng các loại thủ đoạn bí thuật để phá vỡ bình cảnh, cuối cùng cũng chỉ mới bước được nửa bước vào cánh của hóa thần kỳ. Lão Phu hôm nay chính là không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hàn Ly Thượng Nhân tỉnh táo nói nguyên lai là như thế đạo hữu đã tìm hiểu tới một ít thần thông của cảnh giới hóa thần kỳ hàn lập có chút khiếp sợ hắc hắc không cần có bộ dáng như thế lão phu không dễ dàng buông tay một mực dốc lòng khổ tu nghiên cứu phương pháp đột phá hóa thần nhưng trước sau vẫn còn một tầng trở ngại không cách nào đả thông bất quá mấy năm khổ công của tài hạ cũng không có uổng phí tại hạ rốt cục từ trên một thượng cổ điển tịch tìm được một phương pháp chỉ cần chiếu theo phương pháp này chỉ ít cũng có ba thành nắm chắc có thể giúp ta đột phá bình cảnh, tiến vào trong hàng ngũ hóa thần kỳ. Là phương pháp mượn lực của hàn cực chi diễm sao? Nếu là như thế, tu sĩ quý cung có rất nhiều người tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp, hẳn là không khó tìm được tu luyện hàn diễm để giúp trưởng lão. Cần gì phải tìm đến hàn mỗ? Hàn lập trấn tĩnh nói, chính là loại phương pháp này, tại hạ phải cần tới năm nguyên anh tu sĩ tu luyện các loại hàn diễm khác nhau trợ giúp mới có khả năng thành công. Chỉ có mượn cực hàn chi diễm kích thích như thế, mới có thể làm cho ta có tiến giai hóa thần kỳ. Trong tiểu cực cung cũng chỉ có thể tìm được hai người tu luyện Hàn Diễm khác nhau mà thôi. Ở bên ngoài, chúng ta cũng đã tìm được hai vị tán tu. Nhưng còn một người cuối cùng, một tu sĩ luyện Hàn Băng chi diễm, lão phu đã khổ sở tìm kiếm hơn 10 năm, rốt cuộc vẫn không tìm được. Bây giờ đột nhiên Hàn huynh xuất hiện ở đây, quả là ông trời không phụ ta." Hàn Ly thượng nhân vừa nói, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 1081, Tam đại Hàn Diễm phải tập hợp đủ năm loại cực hàn chi diễm điều này thật sự là không tầm thường trong các thế lực lớn cũng chỉ có tiểu cực cung có khả năng làm được mà thôi cho dù là thái nhất môn hay là ma tông bực này tông môn cũng không có khả năng hội tụ nhiều như thế tu sĩ tu luyện cực hàn chi diễm bất quá loại phương pháp chắc hẳn là chỉ có tác dụng đối với tu sĩ tu luyện công pháp đồng dạng mà thôi đạo hữu thấy tại hạ nói đúng hay sai hàn lập thở ra một hơi trực tiếp nêu ra nghi vấn của hắn không sai Loại phương pháp này đích xác chỉ có tác dụng đối với tu sĩ tu luyện băng thuộc tính công pháp. Kỳ thật trong bốn người kia thì ba người cũng là tu luyện băng thuộc tính công pháp. Chỉ có đạo hữu cùng một vị khác là tu luyện hàn diễm. Hàn thượng nhân nhướng mày trả lời, đã như vậy, thượng nhân định trả thù lao như thế nào để cho tại hạ xuống tay. Mặc dù Hàn Mỗ chẳng biết cụ thể phương pháp đột phá cảnh giới này bao gồm những gì, nhưng dám chắc một khi thi triển, mọi người tham gia đều sẽ bị đại thương nguyên khí hơn nữa nói không chừng đối với những người phụ trợ còn có thể gặp nguy hiểm trong mắt hàn lập hàn quang chấp động nhưng trên mặt cũng không lộ ra chút nào khác thường hảo lão phu rất thích những người thẳng thắn như huynh có điều kiện gì trực tiếp đưa ra để thảo luận như vậy dễ nói chuyện hơn chỉ cần hàn huynh chịu ra tay tương trợ cho dù có bất cứ điều kiện gì chỉ cần lão phu có khả năng làm được tuyệt đối sẽ không nói một lời không hàn ly thượng nhân nghe hàn lập nói như thế không những không giận mà thái độ lại hiện ra vẻ vui mừng nghe được đối phương đưa ra câu trả lời nhanh như vậy. Hàn lập nở nụ cười, đạo hữu đã nói như thế, hàn mỗ cũng không khách khí, đầu tiên về phương pháp kích thích đột phá cảnh giới này. Tại hạ có lẽ cần phải biết một phần khẩu quyết, nếu là mức độ nguy hiểm trong phạm vi hàn mỗ có thể tiếp nhận cũng như tại hạ sẽ có sự chuẩn bị trước. Nếu đạo hữu không xuất ra một cái giá hợp lý, hàn mỗ cũng sẽ không mạo hiểm đem tính mạnh của mình ra để đùa giỡn đương nhiên về phương pháp của bí thuật này cũng coi như là một trong các khoản thù lao của tại hạ không thành vấn đề sư mỗ cam đoan phương pháp này tuyệt đối không có gì nguy hiểm nhất định sẽ không để cho chư vị đạo hữu vì tương trợ mà phải gặp nguy hiểm đương nhiên nguyên khí bị hao tổn thì dám chắc là không thể tránh được hàn thượng nhân tự tin nói nếu chỉ là hao tổn nguyên khí đối với tại hạ mà nói thì không phải là chuyện lớn tiếp theo tại hạ nói luôn mục đích để đạo hữu nghe qua tại hạ hiện muốn tìm một ít băng linh hoa để luyện chế đan dược. Mặc dù đã được bạch tiên tử hỗ trợ, nhưng nếu là đạo hiếu cũng nhận lời trợ giúp thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn lập mỉm cười nói, hắc hắc, đây là việc nhỏ, tại hạ có thể phát động nhân lực trong bổn cung toàn lực tìm kiếm. Tin tưởng rằng đạo hiếu sẽ tìm được đủ số băng linh. Nghe được điều kiện này của Hàn Lập, sư tương ngay lập tức đáp ứng. Vừa rồi đạo hữu có nói về tinh luyện Hàn Diễm bí thuật, Hàn Mỗ cũng cảm thấy cần phải phục chế một bộ khẩu quyết. Hy vọng có thể dùng nó để tăng uy năng tử la cực hỏa lên. Có thể, cuối cùng tại hạ còn có một điều kiện, tiểu cực cung xuất hiện từ thời thượng cổ, trải qua bao nhiêu năm truyền thừa tới tông môn. Tại hạ đối với thượng cổ điển tịch hơi có chút hứng thú. Chẳng biết có thể đi vào trong tàng kinh các của quý tông xem một lần được không? Điều này, được rồi, tại hạ cũng đáp ứng. Hàn Lập nói ra điều kiện cuối cùng, Hàn Ly thượng nhân cũng có một chút trần chờ nhưng chẳng biết nghĩ tới cái gì. Cuối cùng cũng đồng ý, sư đạo hữu đáp ứng lẹ làng như thế thật sảng khoái. Đến lúc đó, tại hạ không muốn ra tay cũng không được. Hàn lập lộ ra vẻ hài lòng. Ha ha, đạo hữu ở chỗ này chờ trong chốc lát, trước hết ta đem tinh luyện hàn diễm bí thuật phục chế cấp đạo hữu. Hàn ly thượng nhân cười khan một tiếng, sau đó từ bên hông móc trong túi chữ vật ra một khối ngọc giản màu trắng bắt đầu phục chế pháp quyết. Hàn lập mỉm cười, không nói gì thêm, một lát sau, Hàn Ly thượng phục chế xong, lại từ túi chữ vật móc ra một khối ngọc giản và một quả ngọc bội ném về phía Hàn Lập. Hàn Lập không chậm trễ đem ba kiện vật phẩm thu vào trong tay. Trong một quả ngọc giản chính là phương pháp kích thích cảnh giới do Lão Phu nghiên cứu ra. Bất quá, Đạo Hiếu cũng nên nhớ rằng phương pháp này chỉ có tác dụng đối với Nguyên Anh Hậu Kỳ Sĩ. Còn ngọc bội kia, Đạo Hiếu cầm nó thì mới có thể tiến vào kinh các trong tiểu cực cung. Tai Hạ cũng cần nói rõ cho Hàn Đạo Hiếu biết. Trong tàng kinh các của bổn cung mặc dù tàng thư nhiều vô kể, nhưng ở trên đều có đặc thù cấm chế nên không thể trực tiếp phục chế, chỉ có thể tự mình đọc và ghi nhớ mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có thể cho phép đạo hữu 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày này đạo hữu có thể xem được bao nhiêu cũng không hạn chế. Qua 10 ngày tại hạ sẽ thu hồi ngọc bội này, Hàn huynh có ý kiến gì khác không?" Hàn Ly thượng nhân nhìn Hàn Lập nói, vừa nghe đối phương nói như thế, Hàn Lập hơi ngẩn người ra nhưng nhìn lại ngọc bội đang nắm trong tay khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ mười ngày thì mười ngày tại hạ đã cầm vật này dù sao cũng không thể trả lại cho đạo hữu được nữa rồi tại hạ cũng sớm biết rằng đạo hữu sẽ không hoàn toàn chấp nhận toàn bộ yêu cầu của tại hạ một cách dễ dàng được như nhau cả thôi đạo hữu không phải cũng đã yêu cầu quá nhiều sao hàn ly thượng nhân cười mị mị của nhiên là một lão hồ ly hắc hắc tại hạ thu đồ rồi thì cũng không có gì phải hối hận trước mắt cứ tới xem xét tàng kinh các, nếu có tin tức về băng linh hoa đạo hữu cho người tới tàng kinh các tìm tại hạ là được. Hàn lập cười nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi cáo từ. Thứ lỗi cho sư mẫu không đưa tiến, tại hạ triệu tập người khác cũng phải mất một khoảng thời gian. Đạo hữu nếu không có chuyện quan trọng, vậy ở đây làm khách của bổn cung ít ngày. Trong khi tu luyện có yêu cầu gì, đạo hữu cứ nói với bạch sư muội là được. Ta sẽ dặn dò nàng tận lực đáp ứng các yêu cầu của đạo hữu. Hàn Ly thượng nhân cũng đứng dậy nói, làm phiền đạo hữu phải quan tâm, Hàn lập hai tay liền ôm quyền, tức thì quanh thân thanh quang hiện lên, hóa thành một đạo thanh hồng lui ra ngoài. Nhìn đạo thanh hồng biến mất vào trong thông đạo, nét mặt tươi cười của Hàn Ly thượng nhân dần dần biến mất. Lúc này, từ sau mấy cây cột trong đại sảnh lại thấy linh quang chấp động. Lập tức thấy bóng người nhoáng lên một cái, từ bên trong một nam một nữ đi ra. Nam khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh, tướng mạo bình thường nữ trông qua chỉ hơn 20 tuổi, mặc áo màu trắng. Khuôn mặt tú lệ có vài phần giống với bạch giao di. Nhưng có điều mặt ngọc của nàng này lại tái nhợt dị thường, mơ hồ như trong suốt. Thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Hàn Ly Sư Huynh, người này trên người sở hữu tử diếm còn chưa có kiểm tra qua. Đến lúc đó sẽ không xuất hiện vấn đề bất thường chứ. Vạn nhất huy lực không đủ thì sao? Tên thanh sam nam tử vừa xuất hiện liền cau mày nói. Người này hàn diếm trên người có chút hỗn tạp, nhưng tựa hồ bên trong lại có bóng dáng của kiền lam băng diễm. Uy lực chắc chắn sẽ không nhỏ, mà bây giờ, ta cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi chờ đợi. Nếu không mạo hiểm thử một lần, e rằng sau này cũng sẽ không có cơ hội. Hàn Ly thượng nhân thở dài một hơi, lắc đầu nói, sư huynh thọ nguyên thật sự không cách nào tiếp tục kéo dài hay sao? Theo ta được biết, hiện nay hình như vạn yêu cốc lại có động tính bất thường. Tại bên ngoài Bắc Minh Đảo, đệ tử của chúng ta đã phát hiện không ít dấu vết đê dài yêu vật ngoài ra cũng xuất hiện một số cao gia yêu vật nhưng theo như lời phân phó những đệ tử của chúng ta phái ra vẫn đang âm thầm giám thị vẫn chưa làm kinh động tới bọn yêu vật trên mặt thanh sam trung niên nhân lộ ra vẻ lo lắng nói trước mắt cũng không nên đả thảo kinh xa tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm khoảng cách lần trước bảy yêu xâm chiếm cũng đã gần ngàn năm vạn yêu cốc bây giờ nếu động thủ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn chuyện vì vậy cũng không cần phải kinh hoàng hàn ly thượng nhân thần sắc không thay đổi thản nhiên nói. Nhưng đúng vào lúc này sư huynh lại đang chuẩn bị đột phá cảnh giới. Như vậy liệu có mạo hiểm quá hay không? Không bằng chờ tới sau khi đánh lui đám yêu vật kia đến lúc đó hãy tiến hành thử đột phá đi. Thanh Sam Trung Niên nhân trần chờ nói. Đánh lui, như vậy phải đợi tới khi nào? Lịch thứ vạn yêu cốc cầm đầu lũ yêu công kích bổn cung. Chuyện này không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Mỗi lần xảy ra đều kéo dài tới hơn 10 năm, trong khi thọ nguyên của ta chỉ còn có chùm mấy năm mà thôi như vậy làm sao còn có thể chờ đợi, huống hồ bây giờ để đột bình cảnh, mã lý nhị vị đạo hiếu cũng sẽ tới bổn cung. Hơn nữa lại còn có vị tu sĩ họ hàn tự mình tới. Chúng ta hiện nay đã có trong tay ba gã nguyên anh kỳ trợ giúp. Đến lúc đó có lẽ bọn họ sẽ không ngồi yên nhìn bổn cung bị lũ yêu vây công đâu. Hàn thượng nhân bình tĩnh nói, hiện tại hàn tủy trong cung đã bị phản đồ ăn trộm rồi cao chạy xa bay. Tại sao không trực tiếp công khai việc này, cần gì phải giấu giếm để đám yêu vật tới đây công kích. Vẫn im lặng từ lúc xuất hiện, Bạch Sam nữ tử đột nhiên nói. Thanh âm lạnh như băng, lúc này trông nàng ta phảng phất như một pho tượng được tạc ra từ băng. Bạch sư muội nghĩ mọi việc đơn giản quá rồi, một khi đem việc này ra công khai, bổn cung ngoài việc mất đi thanh danh, còn ảnh hưởng tới việc tu luyện của chúng đệ tử. Hơn nữa nếu chúng ta nói không có hàn tùy, liệu đám yêu vật sẽ tương tin sao? Căn bản việc này có công khai hay không cũng là vô dụng. Các ngươi nên biết rằng mỗi khi ngàn năm chi kỳ tới, băng ngọc động trong tòa hư linh điện cũng phải mở ra. Nếu là vận khí tốt, chúng ta hẳn là có thể siêu tập được một ít hàn tủy. Bên ngoài mọi người đều biết, chỉ có bổn cung mới có hàn tủy. Chúng ta đã sớm sử dụng linh dịch để phụ trợ cho việc tu luyện nếu không tam đại hàn diễm của bổn cung, liệu có thể dễ dàng cho người tu luyện. Tuy rằng đã mất một bình hàn tủy nhưng cũng may là ở băng ngọc động lại sắp mở ra. Nếu không thì sau này hầu hết mọi người đều không thể có ai tu luyện được tam đại hàn diễm. Hàn Ly thượng nhân thở dài, đưa mắt nhìn chằm chằm đám Lam Diễm trong cự đỉnh. Thanh Sam tu sĩ nghe được Hàn Ly nói như thế, cũng chỉ có thể lộ vẻ mặt cười khổ. Tốt lắm, hai người các ngươi tinh luyện Hắc thủy băng diễm cùng Phong ly băng diễm cũng đều không thể chậm trễ. Đây là một bình Hàn thủy, các ngươi tới lấy vài giọt đi. Hàn Diễm có uy lực càng lớn, đến khi trợ giúp ta đột phá bình cảnh hy vọng cũng lại tăng thêm vài phần. Hàn thượng nhân đột nhiên chuyển đề tài, "Đa tạ Hàn Ly sư huynh." thanh sam trung niên nhân vui mừng ra mặt vội vàng nói. Trong khi đó bạch sam nữ tử kia vẫn vẫn giữ thái độ lạnh như băng. Nhưng trong mắt nàng ta cũng lộ ra một tia vui mừng. Xem ra hàn tủy này đối bọn họ thật sự vật cực kỳ trọng yếu. Bạch sư muội sau khi rời đi ngươi hãy tới gặp giao di tìm hiểu rõ ràng chi tiết về hàn tu sĩ. Người này 10 năm trước tại phong ấn trong côn ngô sơn, lúc ấy nguyên anh tu sĩ vẫn lạc nhiều vô số, mà hắn lại có khả năng bình yên thoát thân. Hẳn là thần thông sẽ hơn hẳn so với người bình thường. Hàn Ly thượng nhân lại phân phó như thế đối với Bạch Sam nữ tử. Ta biết, bây giờ ta sẽ lập tức gặp Bạch muội để tìm hiểu về việc này. Bạch Sam nữ tử lạnh lùng đáp, như thế rất tốt, ngươi hai người cũng đi ra ngoài đi. Hàn Ly thượng nhân hài lòng gật đầu, nghe vậy hai người lúc này liền cáo từ, hóa thành hai đạo độn quang rời đi. Hàn Ly thượng lúc này lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cự đỉnh, trong miệng khẽ thì thào một tiếng. Nếu có ai đó đang đứng tại trong sảnh thì sẽ nghe được ba chữ Hư Thiên Đình từ trong miệng Hàn Ly thượng nhân phát ra. Chương 1082, Băng Hải yêu thú. Hàn Lập tự nhiên không biết việc Hàn Ly thượng nhân miệng thốt Hư Thiên Đình. Hắn đang đứng ở trong một gian mật thất thật lớn, những chỗ lọt vào trong tầm mắt đều kệ đá cao hơn trượng do ngọc thạch xây thành, khiến hắn có chút ngẩn người. Những kệ đá này chẳng chịt chi chít, liếc mắt nhìn một cái cũng rộng chừng trăm trượng, mà mỗi một cái kệ đá đều chấp động đủ mọi màu sắc hào quang trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều đặt vài cái ngọc giản lớn nhỏ không đồng nhất. Mà ở một góc khác của mật thất, một cái bậc thang xuất hiện rõ ràng hướng lên trên, ở lối vào có một tầng trướng bích đem nó bao phủ lại. Đây là tàng kinh các của quý cung sao. Hàn lập thầm giật mình, sau khi hít nhẹ một hơi, bỗng nhiên quay đầu hướng một lão giả mặc phục sức tiểu cực cung hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Tàng kinh các bổn cung tổng cộng chia làm 7 tầng, nhưng trong mỗi một tầng đều là loại điển tịch bất đồng, mà tịnh không phải là càng cao tầng căn bản lại càng chân quý nhưng tại mỗi một tầng đều có kết giới phân cách để ngừa bị các đệ tử tiến vào trong tàng kinh các làm lẫn lộn tiền bối muốn tiến vào tầng tiếp theo tùy lúc phân phó vãn bối một tiếng liền có thể vãn bối sẽ luôn luôn ở phía ngoài đợi tiền bối phân phó lão giả này bộ dáng vâng lệnh phục tùng nhưng biểu hiện linh áp trên người phát ra đúng là một gã kết đan trung kỳ tu sĩ biết rồi người ra ngoài trước đi hàn lập gật gật đầu bất động thanh sắc nói vâng lão giả này cung kính lên tiếng trả lời liền rút lui đi ra ngoài còn thuận tay đem cửa đá một lần nữa đóng lại mắt thấy trong mật thất chỉ có bản thân mình hàn lập không khách khí đi đến trước một cái màn hào quang cầm trong tay một vật nhắm ngay màn hào quang nhoáng lên một cái nhất thời phanh một tiếng vang nhỏ màn hào quang theo tiếng vang vỡ tan tán loạn lộ ra ba khối ngọc giản trên kệ đá hàn lập tiện tay cầm lấy một khối đem tâm thần đắm chìm trong đó ngay tại cùng thời điểm đó tại bạch ngưng các mà hàn lập từng đi qua ở tầng thứ hai có hai bạch sam nữ tử đứng đối diện nhau đang nói điều gì đó một người tự nhiên là bạch sao di còn người kia là một nữ tu cũng đã từng xuất hiện qua ở chỗ hàn ly thượng nhân hai người khuôn mặt có chút tương tự nhưng một người dịu dàng động lòng người một người dị thường lạnh như băng ta đã cùng nhị tỷ nói qua vị hàn đạo hữu này ta biết cũng không nhiều tuy rằng hắn từng tự xưng là hải ngoại tán tu nhưng mà sau đó người của âm la tông cùng thiên lan thánh điện lại nói hắn là thiên nam tu sĩ Người này thần thông không thua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, từng ở trong âm dương quật đối địch cùng ngân sĩ giả dạ xoa mà không rơi xuống hạ phong. Mặt khác về việc hắn như thế nào thoát thân ra khỏi côn mô sơn, tiểu muội không được rõ lắm. Bạch Giao Di đứng ở trước cửa sổ lầu các, một tay đang tì bệ cửa, một tay khẽ vuốt mái tóc đen nhánh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ có chút không vui. Thất muội chớ phiền lòng, nhưng mà một gã trung kỳ tu sĩ mà có thể có thần thông như thế, hơn nữa còn là xuất thân nơi tiên nam cái loại hẻo lánh này, thật sự làm cho người ta có chút khó có thể tin. Bạch Sam nữ tử kia nội dung lời nói tuy rằng uyển chuyển, nhưng thanh âm vẫn là băng hàn, bộ dáng không có tí cảm xúc gì. Bạch Giao Di đối với khẩu khí của nàng này như thế cũng không thèm để ý, cũng biết là do vị đường tỷ này tu luyện công pháp quá mức cực đoan gây nên. Nhưng đối phương lúc trước vẫn truy hỏi chuyện tình hàn lập, vẫn làm cho nàng này trong lòng có chút không vui. Ta cùng người này tương giao cũng không nhiều lắm, chính là lần trước vừa mới xuất môn liền kết giao, cho dù là kể lại, ta cũng không thể nói thêm ra cái gì. Chẳng qua lúc trước nói cho người biết, lại đích xác là lời thực. Mà cũng phải nói, đại trưởng lão vì sao đột nhiên đối với hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú như vậy. Bạch giao di rời đi cửa sổ xong, từ từ hỏi. Không có gì, còn không phải bởi vì người này thân mang một loại cực hàn chi diễm, đúng là người mà hàn ly sư huynh muốn tìm kiếm. Lại nói tiếp, thất muội hẳn là sớm biết việc này. Vì sao không nói với ta? Bạch Sam nữ tử ánh mắt chấp động, lãnh đạm hỏi. Ta cùng hắn ngày đó từ biệt đã là viết 10 năm trước, căn bản không biết là hắn có thể thoát nạn khỏi côn ngô sơn hay không, như thế nào mạo muội muốn hàn ly sư huynh nhắc tới việc này. Về phần hiện tại, nguyên bản ta muốn sau khi thay hắn tìm được băng linh hoa, lại nhân cơ hội đề cập chuyện này, không nghĩ tới lại nói đến nhâm sư huynh đã nói với đại trưởng lão. Bạch Giao Di không cho là đúng trả lời, một khi đã như vậy, ta sẽ không hỏi nhiều điều gì nữa. Vị đạo hữu này đã có thần thông như thế, tốt nhất hay là mời ở lại đặc biệt liên quan tới tử sắc hàn diếm của hắn, tốt nhất có thể tìm hiểu rõ uy lực chân chính. Bạch Sam nữ tử thẳng thắn nói, đã hiểu, có cơ hội như vừa nói, ta sẽ thử một chút. Bạch Giao Di lông mày lớn khẽ động, miễn cưỡng đáp ứng nói. Như thế rất tốt, ta cáo từ trước, gần nhất có thể có yêu vật xâm phạm Bắc Minh Đảo, người cũng lưu tâm nhiều hơn một chút đi. Nói xong lời này, Bạch Sam nữ tử mặt không chút thay đổi xuống lầu mà đi. Bạch Giao Di không có tiếp lời, chính là xuyên qua cửa sổ, nhìn bạch sam nữ tử biến thành độn quang theo lầu các phía trước chợt lóe biến mất vẻ mặt lặng im thời gian trôi qua nhanh hàn lập nán lại ở tàng kinh các trong tiểu cực cung chính là bảy tám ngày không có ra ngoài một bước đem phần lớn điển tịch mà mình cảm thấy hứng thú lật xem qua lợi ích không phải là nhỏ nhưng cứ như vậy chẳng qua hắn mới nhìn đến tầng thứ ba mà thôi điều này làm cho hắn khi nghĩ tới cũng chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc thời gian còn lại phỏng chừng cũng chỉ đủ cho hắn nhìn đến tầng thứ tư điển tịch mà thôi một ngày này, hắn chủ yếu lật xem một quyển điển tịch hiếm có, giới thiệu thời kỳ thượng cổ, bỗng nhiên một đạo hỏa mang chợt lóe lên bắn vào trong mật thất, đối với kết giới lối vào lại như không thấy. Hàn lập ngẩn ra, nhưng lập tức hư không nhất chảo, lập tức đem hỏa mang nó hút vào trong tay, hóa thành một đoàn hỏa cầu ào ạt, đúng là một miếng truyền âm phù. Dụng thần niệm cẩn thận đảo qua tin tức trong hỏa diễm, Hàn lập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hắn cầm ngọc giản trong tay hướng phía trên kệ đá phóng một cái, rồi lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng phía dưới lầu mà đi. Thời gian uống cạn một chung trà, một đạo thanh quang bay vụt đến trước bạch ngưng lâu. Nơi đó một vị yểu điệu nữ tử yêu kiều đang đứng. Đúng là nàng bạch sao di này, hào quang chợt tắt, thân hình hàn lập lúc này hiện ra trước mặt nữ nhân, trong miệng vội vàng hỏi, bạch đạo hiếu, đã tìm được băng linh hoa rồi, việc này chính là sự thật. Tự nhiên là thật, nguyên lai like nghĩ đến ít nhất phải hơn tháng mới có thể có tin tức, cũng không nghĩ đến hàn huynh thế nhưng lại thuyết phục được đại trưởng lão, phát động nhân thủ nhiều như vậy tìm kiếm vị trí băng linh hoa. Kể từ đó, tốc độ tự nhiên cũng nhanh gấp mấy lần. Bạch Giao Di nhìn hàn lập, thản nhiên cười, như vậy tốt quá, bạch tiên tử bây giờ có tiện không, chúng ta có thể khởi hành được chứ? Hàn lập kiềm chế sự vui sướng ở trong lòng hỏi, đương nhiên có thể, thiếp thân đang ở nơi này lo liệu dẫn đường cho hàn huynh. Bất quá lần này phát hiện vị trí vạn niên huyền băng khá xa, gần như vượt khỏi phạm vi bắc minh đảo muốn tới đó chỉ sợ phải mất mấy ngày bạch giao di khẽ hé cái miệng nhỏ mỉm cười hắc hắc điểm ấy thời gian không cần tính chỉ cần có thể lấy được huyền băng hoa chính là phải đi hơn năm hàn mẫu cũng nhất định phải đi hàn lập sau một hồi to nhỏ không chút do so dự nói bạch giao di nghe được hàn lập vừa nói như thế lại chính là cười khanh khách không nói sau đó hai người không có lại trì hoãn thời khắc nào nữa lập tức ra khỏi hàn ly bí cảnh ly khai băng thành một đường hướng phía bắc phi độn mà đi ở trên đường bạch giao di ở trong độn quang hướng hàn lập nói lần lượt về tình huống cụ thể của vạn năm huyền băng ở trong sào huyệt một đám tuyết hống thú hàn lập có chút ngoài ý muốn nói đúng vậy lúc ấy đệ tử của huyền băng cung phát hiện ra cũng bởi vì nhất thời sơ ý bị tuyết hống thú kia phát hiện đuổi theo liên tục ra ngoài trăm dặm đánh cho trọng thương thiếu chút nữa là thiệt mạng bạch giao di gật đầu nói nga tuyết hống thú này là yêu thú cấp mấy Hàn Lập nổi lên chút hứng thú, e rằng khiến cho Hàn Huynh chê cười. Loại yêu thú này chính là yêu thú cấp 5-6 mà thôi, không đáng để vào trong mắt đạo hiếu. Bạch Giao Di mỉm cười nói, 5-6 cấp đích xác bắt sống cũng không có giá trị gì. Hàn Lập cười hắc hắc, bất quá, đi tiếp về phía trước sẽ ra khỏi Bắc Minh Đảo, về sau chúng ta sẽ ở trong băng hải. Nơi này không thể so với trong đảo, hoàn toàn là thiên hạ của yêu thú, các loại yêu thú nhiều vô kể. Hơn nữa rời đi càng xa vùng đảo, yêu thú cấp bậc sẽ càng cao đương nhiên bình thường mà nói trong mấy ngày lộ trình không chừng có thể sẽ xuất hiện yêu thú đã ngoài bát cấp hai người chúng ta hoàn toàn không cần để ý nhưng là thân ở băng hải lại thường xuyên có thật nhiều yêu vật đáng sợ thập cấp yêu vật cũng không phải không có thậm chí tại hai đời đại trưởng lão còn từng rời xa bắc minh đảo ở chỗ sâu trong băng hải gặp qua một con thập cấp thượng cổ băng phượng đây chính là chân chính huyết mạch thượng cổ linh thú chỉ bằng một con yêu thú này liền đủ để chống chọi hơn phân nửa tu sĩ tiểu cực cung chúng ta rồi. Bạch sao Di Thanh âm ngưng trọng nói, băng phượng cấp 10, Hàn Lập vừa nghe lời này, bị dọa cho nhảy dựng. Hàn Huynh không cần lo lắng, nghe nói lúc trước khi tổ sư bổn phái khai tông lập phái, đã từng đấu thần thông cùng yêu thú mạnh nhất trong băng hải này, dốc sức đánh một phen qua lại, còn lập được ước định với nhau. Tiểu cực cung chúng ta không được tùy ý ra tay đối với cao gia yêu thú băng hải, cao gia yêu thú cũng không được xuất hiện tại trăm vạn dặm trong Bắc Minh Đảo, nếu không sẽ do tu sĩ tiểu cực cung chúng ta xử trí. Đê gia yêu thú thì không chịu giao ước hạn chế, bầy yêu nhiều lần vây công tiểu cực cung chúng ta, đều là theo yêu thú địa phương khác đại tấn chạy đến Bắc Địa. Nếu là yêu thú băng hải cũng nhúng tay như đã nói, tiểu cực cung chúng ta đã sớm san bằng không biết bao nhiêu lần. Loại tình trạng này từ xưa đến nay vốn vẫn như thế, nếu không tiểu cực cung chúng ta có thể nào ở trên bán đảo đứng vững đến nay. Bạch Giao Di liền giải thích, có loại chuyện này, nói như vậy, chúng ta việc này hẳn là không có gì mạo hiểm. Hàn Lập rất kinh ngạc, trên mặt lại có một chút cười nói. Điều này cũng không nhất định, ước định cũng chỉ là ước định mà thôi. Thường xuyên vẫn có cao dài yêu thú hung tính nổi lên, bất chấp cái gì xông tới. Kể từ đó chúng ta cơ hồ hàng năm đều có đệ tử trong cung chết ở trong tay yêu thú, việc này hay là chúng ta cứ cẩn thận một chút thật là tốt. Bạch Giao Di lắc đầu nói chẳng qua mấy ngày lộ trình, mấy chốc trở về, làm sao trùng hợp như thế, Hàn Lập nhìn sông băng trong suốt phía dưới nhàn nhạt nói. Lập tức thanh quang đại phóng, độn tốc một chút lại nhanh ba phần. Kỳ thật bạch giao di đồng dạng cho rằng như thế là đúng, vừa rồi chính là suy đoán một chút mà thôi. Thấy tình hình vậy, Minh Thuấn lưu chuyển, quanh thân Hàn quang trói mắt, nháy mắt lại cùng đi lên. Dọc theo đường đi quả nhiên không có nhìn thấy bóng dáng cao dài yêu thú nào, hơn nữa băng hải to lớn như thế, mà ngay cả đê gia yêu thú hai người cũng không thấy nhiều lắm. Vì thế trải qua ba ngày ba đêm không ngừng phi đột, bọn họ rốt cuộc bay tới trên không một miệng hố băng thật lớn. chương 1083, băng nanh thú. Nơi này chính là sào huyệt tuyết hống thú. Hàn lập nhìn qua cảm thấy sâu không lường được, hàn phong lạnh thấu xương từ miệng hố băng không ngừng thổi ra, nhướng mày hỏi. Đúng vậy, đây chính là nơi theo như lời đệ tử bổn cung nói. Vị giai nhân bạch giao di này phiêu phù ở một bên hàn lập, sau khi đánh giá mọi nơi vài lần, khẳng định nói. Nếu như vậy, đem chúng nó trực tiếp dẫn dụ ra đây đi. Hàn lập gật gật đầu, một tay dương lên kết quyết, quanh thân linh quang chấp động, nhất thời trước người hiện ra nhiều điểm hỏa tinh, phù phù vài tiếng, hỏa tinh đột nhiên cuồng trướng hóa thành từng viên hỏa cầu đỏ đậm lớn cỡ nắm tay. Đi, tụ bào hướng trước thân nhẹ nhàng phất ra hơn 10 quả hỏa cầu, ở trong tiếng rít, một mảnh hồng quang rơi thẳng xuống bao vây lấy những đoàn hỏa cầu, chớp mắt đều lặn vào trong miệng hố đen, không thấy bóng dáng. Hàn lập cùng bạch giao di nhìn chằm chằm phía dưới, mắt cũng không chớp một lần. Chính là một lúc lâu sau, trong miệng hố vẫn cứ yên tĩnh như lúc đầu, cũng không có chuyển đến chút âm thanh bạo liệt nào, sự lặng yên có chút quỷ gì. Hàn lập cùng bạch giao di liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra một tia kinh ngạc. Chính là yêu thú năm sáu cấp, không có khả năng tiếp lấy những hỏa cầu này mà không một tiếng động, xem ra phía dưới còn có yêu thú lợi hại hơn. Hàn Lập sờ sờ cầm nói, có thể như vậy, tên đệ tử bổn cung kia vẫn chưa xâm nhập trong miệng hố băng, mới ở một bên nhìn thấy huyền băng vạn niên cùng huyền băng hoa, đã bị tuyết hống thú kia phát hiện. Bạch Giao Di cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hắc hắc, không quan trọng tại hạ cũng dùng linh thú buộc bọn chúng xuất hiện ra. Hàn Lập lạnh nhạt nói, một tay vỗ túi linh thú nào đó bên hông, nhất thời thập nhị đạo bạch mang từ trong túi bay nhanh ra ngoài, sau đó bay quanh một lượt trên không trung, hóa thành một đoàn bạch xương mô công dài hơn xích, sau lưng mọc lên hai cánh trong suốt, giữ tợn hung ác